Lộng Triều, Triệu Quốc Đống. Tập 56. Quyển 14, chương 9-14. Thật không ngờ Diêu Văn Chí lại đến Nam Việt làm phó chủ tịch tỉnh. Nghe nó Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Việt phân công y phụ trách mảng giao thông và xây dựng, đây là mảng nhiều chất béo. Đây coi như là lên chức hay điều ngang hàng. Cù Vận Bạch rót chén mật ong nóng cho Triệu Quốc Đống. Mặc dù cô là phó tổng giám đốc tập đoàn Thiên Phu nhưng vẫn có thói quen tự mình phục vụ Triệu Quốc Đống. Bây giờ thời gian cô ở An Đô càng lúc càng ít, biệt thự Thiền Loan cả tháng chưa chắc ở được một tối. Cô coi như chính thức chuyển nhà lên Bắc Kinh, Phỉ Dung hàng tháng sẽ mang con đến Bắc Kinh một tuần, còn lại cứ tầm thứ sáu là cô bay sang Hong Kong, tối chủ nhật bay về Bắc Kinh. Là điều ngang hay lên chức cũng khó nói, phải xem tương lai của Diêu Văn Chí. Triệu Quốc Đống biết Ninh Pháp rất coi trọng Diêu Văn Chí nên mới điều Diêu Văn Chí tới Nam Việt. Nhưng không thể nghi ngờ sân khấu Nam Việt là nơi để Diêu Văn Chí xoay người, phải xem y nắm bắt như thế nào. Diêu Văn Chí chắc cũng có bản lĩnh nhưng ở An Đô lại mãi không làm được gì. Không biết hai năm qua An Đô phát triển chậm có trách nhiệm của y không? Chỉ cảm thấy y từ trước đến giờ vẫn không hòa hợp với bên thị ủy. Chẳng qua phong cách của Miêu Trấn Trung và Tôn Liên Bình khá giống nhau. Đều là kẻ độc đoán nên cũng khó trách được Diêu Văn Chí. Cù Vận Bạch rời khỏi chính quyền đã lâu nên không quá rõ tình hình An Đô. Việc này cũng khó nói, phải xem biểu hiện của y ở Nam Việt. Ninh Pháp giúp y được một lần nhưng chưa chắc được nhiều lần, cuối cùng vẫn dựa vào y. Sao, bất động sản Thiên Phu muốn tiến vào Nam Việt ư? Triệu Quốc Đống dựa lưng vào ghế nhấp ngụm nước, ít nhất đã 2-3 tháng hắn không tới đây, lần trước ở bên Cù Vận Bạch lại là trên Bắc Kinh. Nam Việt từ trước đến giờ là nơi có nhiều công ty, tập đoàn lớn về bất động sản. Nó chẳng những tập trung tinh túy bất động sản phía Nam, hơn nữa tài chính rất hùng hậu. Mặc dù bất động sản Thiên Phu làm ăn tốt ở phương Bắc, Chiết Giang, khu vực đất liền nhưng đối với Nam Việt, Thiên Phu vẫn có thái độ cẩn thận. Nó giống như ngành kinh doanh nước suối của Thương Lãng cũng chưa bao giờ chính thức tiến vào Nam Việt vậy. Cù Vận Bạch mặc bộ áo ngủ nhung hình thiên Nga trông càng quý phái. Mái tóc đen nhánh được vén lên trông khá nhẹ nhàng, khuôn mặt trắng hồng không hề thay đổi theo thời gian. Tay Cù Vận Bạch cầm cốc trà dưỡng sinh nóng và ngồi xuống bên cạnh Triệu Quốc Đống. Bất động sản Thiên Phu tiến vào Nam Việt không phải là suy nghĩ nhất thời, tập đoàn sớm có quy hoạch, hơn nữa vẫn đang chuẩn bị. Nam Việt, Thượng Hải và Bắc Kinh được xưng là ba nơi tập trung chính của bất động sản Trung Quốc, bất cứ một công ty nào nếu không có thể tạo danh tiếng ở ba nơi này thì không thể coi là đứng đầu trong ngành bất động sản Trung Quốc. Cù Vận Bạch khẽ cười nói. Ồ, Thiên Phu muốn lớn mạnh thì nhất định phải tiến vào Thiên Phu. Triệu Quốc Đống trêu chọc hỏi lại một câu. Bất động sản Nam Việt có rất nhiều công ty lớn, cẩn thận thất bại mà về đó. Không có ba phần bản lĩnh thì đúng là không dám tiến vào. Quốc Đống, bất động sản Thiên Phu ở Bắc Kinh và Thượng Hải đều có thể nói đứng hàng đầu, tiến quân vào Nam Việt là nhất định phải đi, muộn không bằng sớm, năm nay là cơ hội tốt nhất cho Thiên Phu. Cù Vận Bạch đầy tự tin nói. Ồ, tại sao lại nói như vậy? Triệu Quốc Đống cười nói. Chị cảm thấy hai năm qua ngành bất động sản phát triển rất nhanh, giá nhà tăng nhanh, nhất là ở khu vực Duyên Hải và các thành phố lớn càng như vậy, điều này cũng tạo thành không ít phản ứng. Chị cảm thấy quốc gia nhất định sẽ đưa ra chính sách để giảm nhiệt. Cù Vận Bạch nhấp ngụm trà nóng, đôi môi đỏ mọng áp vào chén thủy tinh trong suốt trông rất quyến rũ. Ừ. Khả năng này là rất lớn nhưng nó không liên quan gì đến lý do Thiên Phu tiến vào Nam Việt, thậm chí còn phản tác dụng mới đúng. Triệu Quốc Đống gật đầu. Cù Vận Bạch đã không phải Cù Vận Bạch mới tiến vào Thiên Phu trước đây. Triệu Quốc Đống trưởng thành, cô cũng như vậy. Có thể nói cô bây giờ có trực giác và sự nhạy bén rất cao trong lĩnh vực kinh doanh, bảo sao Dương Thiên Bồi và Kiều Huy liên tục khen năng lực của cô. Cũng khó trách Kiều Huy dám giao mảng nghiệp vụ bất động sản phía Bắc của Thiên Phu cho cô phụ trách. Đây là nhân tố phản tác dụng nhưng không chỉ ảnh hưởng đến mình Thiên Phu, phải nói ảnh hưởng đến tất cả các công ty bất động sản và xây dựng. Ngành tài chính cũng sẽ giảm quy mô cho vay, việc giảm việc thu đất sẽ diễn ra với các công ty. Nhưng mọi người cùng khó khăn, ai khó khăn nhỏ một chút, ai có thể có nhiều biện pháp vượt qua khó khăn thì đó là người thắng. Cù Vận Bạch nở nụ cười. Thiên Phu chính là người thắng. Lý do, nói một chút xem, Thiên Phu có ưu thế gì so với các công ty khác. Triệu Quốc Đống cười hì hì nói nhưng tay đã đưa vào trong áo ngủ của đối phương. Cù Vận Bạch oán trách vỗ tay Triệu Quốc Đống nhưng không đẩy ra, chỉ chặn tay Triệu Quốc Đống không được làm càn, ngăn tay hắn trượt theo bụng mình xuống dưới.
Cô thích không khí ngọt ngào này. Cô khát vọng quốc đống yêu thương và chinh phục mình, nhưng cô cũng hy vọng quá trình này dài một chút, làm cho mình nhấm nháp hương vị ngọt ngào đó. Cần lý do sao? Thiên Phu không đơn thuần chỉ là mua đất, Thiên Phu có công ty xây dựng của mình, còn có công ty vật liệu xây dựng, hơn nữa từ tư chất, thực lực thì đều đứng đầu trong cả nước. Nói cách khác, giá thành xây dựng của chúng ta là thấp nhất, đủ để cho các công ty khác không bằng. Cù Vận Bạch rất tự hào nói. Chỉ riêng điểm nào là không đủ, Thiên Phu có nhiều điểm không bằng các công ty khác. Dù sao Thiên Phu mới vào ngành bất động sản có vài năm, mà các công ty bất động sản lớn của Nam Việt đều có lịch sử hơn 10 năm. Triệu Quốc Đống lắc đầu, tay cũng ngừng lại, không trượt xuống dưới nữa. Hắn chỉ đặt ở trên bụng cô, nơi này đã mang thai con gái hắn. Đương nhiên, Thiên Phu có khuyết điểm nhưng Thiên Phu đã chuẩn bị sung túc về tài chính, vì Thiên Phu sớm xác định Trung ương sẽ có điều chỉnh. Em không phải sớm nhắc mọi người sao? Cù Vận Bạch mắt sáng lên nói. Ồ, vậy xem ra Thiên Phu dự định lợi dụng việc khống chế của Trung ương mà tiến vào thị trường Nam Việt. Triệu Quốc Đống khẽ gật đầu, điều này phù hợp tính cách của Kiều Huy. Nguy cơ luôn ẩn chứa cơ hội, sau cơn lốc bất động sản ở Hải Nam nhưng Kiều Huy vẫn không chịu bỏ qua cơ hội mạo hiểm. Đúng thế, Huy ca có ý này, hơn nữa cũng đã thuyết phục được Bồi ca, chị cũng đồng ý. Cù Vận Bạch cảm thấy tay đối phương muốn động nên lại trừng mắt nhìn hắn. Suy nghĩ này rất có tính khiêu chiến, đạt phú quý trong nguy hiểm. Thiên Phu xem ra muốn thành ngọn cờ đầu trong ngành bất động sản Trung Quốc rồi. Triệu Quốc Đống cũng không nói nhiều, hắn có thói quen làm người ngoài quan sát sự phát triển của Thiên Phu. Cho nên Diêu Văn Chí đến Nam Việt làm phó chủ tịch tỉnh cũng là cơ hội của Thiên Phu. Bồi ca vốn có quan hệ với Diêu Văn Chí, quan hệ vẫn duy trì tốt. Lần này có thể có cơ hội, Thiên Phu không cần ưu đãi gì, chỉ mong sự đối xử công bằng mà thôi. Cù Vận Bạch nói, đương nhiên ai nếu muốn dùng cách xấu để đối phó Thiên Phu, Thiên Phu cũng không sợ. Triệu Quốc Đống hiểu ý trong lời nói của Cù Vận Bạch. Bối cảnh của Kiều Huy đủ để cho nhiều người phải suy nghĩ. Mặc dù bản thân y cố gắng không dùng đến quan hệ này nhưng không có nghĩa người ta không chú ý tới. Nhất là mấy năm hoạt động ở Hải Nam khiến cho Kiều Huy có nhiều bạn bè với bối cảnh rất sâu, những người này bây giờ có không ít người có sức ảnh hưởng lớn ở Nam Việt. Em hy vọng Thiên Phu là một công ty nghiêm chỉnh, tốt nhất không nên dính vào mấy vấn đề khác. Ở điểm này chỉ càng cần phải giữ được sự tỉnh táo. Nếu không có vài thứ sẽ phản tác dụng. Chỉ có thân phận khác với Bồi ca, Huy ca, phải chú ý hình tượng và sự an toàn của mình. Triệu Quốc Đống nhẹ nhàng vỗ vỗ bụng Cù Vận Bạch. Cù Vận Bạch có thể cảm nhận được sự quan tâm của hắn dành cho mình, trong lòng dấy lên cảm giác ấm áp. Tay cô cũng thả lỏng ra để cho hắn chui xuống dưới. Tiếng thở hổn hển vang lên, Triệu Quốc Đống ôm cô vào lòng. Mùi thơm trên người cô làm hắn nhộn nhạo. Đã nhiều ngày không ở bên nhau khiến cơ thể thân thuộc có chút xa lạ, thậm chí làm hắn khó có thể nhịn được. Hắn nâng mặt cô lên, môi đỏ thắm hé ra, lưỡi hắn tiến vào trong. Trong tiếng kêu của Cù Vận Bạch, Triệu Quốc Đống cúi xuống bế bổng Triệu Quốc Đống vào phòng ngủ. Quyển 14, chương 95. Triệu Quốc Đống rất hứng thú đăng nhập vào mạng, thứ này trong đầu hắn cũng có chút trí nhớ nhưng không sâu. Loại thông tin công cụ nương theo cơn bão mạng mà phát triển rất nhanh. Nó được nhiều nhất chính là thanh thiếu niên cả nước thích. Nói chung tần suất chat trên mạng nhiều hơn là dùng điện thoại di động. Triệu Quốc Đống cũng nhắc Vân Hải đăng ký một nick trên QQ, mặc dù mỗi ngày có bận việc nhưng chỉ cần có thời gian Triệu Quốc Đống cũng cố gắng lên mạng đọc báo, tin tức, thuận tiện vào QQ, thử cảm nhận sự mới lạ trong không gian mạng mang đến cho mình. Vừa đăng nhập, một đầu người nhảy ra, một hình ảnh nữ sinh xuất hiện. Triệu Quốc Đống mở ra là, nhân sinh mấy lần. Đây là một trong số ít nick bạn bè của Triệu Quốc Đống, hơn nữa lại là nữ. Đây là Triệu Quốc Đống gặp trên một diễn đàn văn học rồi bịa chuyện một phen cho hết thời gian, không ngờ lại gặp người khá thú vị. Sau mấy lần nói chuyện, Triệu Quốc Đống phát hiện đối phương nói rất sắc bén, có tài hùng biện, thường xuyên qua lại nên cả hai khá thân thiết. Triệu Quốc Đống tự xưng mình là sinh viên Đại học An Nguyên, đối phương nói mình là người không có việc làm ở Côn Châu, Điền Nam. Cô gái này nói rất sắc bén. Quen thuộc văn học, lịch sử. Triệu Quốc Đống cùng đối phương tranh chấp vốn là do lập trường mà bài văn Khổng Tước Đông Nam Phi muốn nói. Triệu Quốc Đống cho rằng bài văn này nói về tình yêu chung thủy, mà đối phương nói đó là sự cúi đầu với lễ giáo phong kiến. Người đàn ông chính thức cần phải phá hết xiềng xích chứ không nên khuất phục lễ giáo phong kiến. Hai người vì thấy mà có tranh luận kịch liệt, cuối cùng ai cũng không thể thuyết phục được ai.
nhưng coi như đó là cơ sở của việc phát triển tiếp theo. Sau một phen nói chuyện, đối phương hỏi Triệu Quốc Đống về việc xin việc làm thế nào, Triệu Quốc Đống nói có tiến triển. Lần trước đối phương hỏi hắn đang làm gì, Triệu Quốc Đống nói mình bây giờ đang chạy quanh xin việc. Hai năm nay nghiên cứu sinh không dễ tìm việc, đối phương nói không tin, nói với bằng nghiên cứu sinh thì đi đâu chẳng tìm được công việc thích hợp. Triệu Quốc Đống nói với đối phương là mình có mấy mục tiêu, trong đó có một khá tích cực là vào tổ chức cảnh sát quốc tế, chuẩn bị làm hình cảnh quốc tế. Một lát sau đối phương lại gửi tin tới, hỏi có phải là việc thi vào tổ chức cảnh sát quốc tế có tiến triển không? Triệu Quốc Đống gửi cho đối phương hình một quả táo. Hai người nói chuyện rất vui vẻ, chuyển sang thời tiết. Triệu Quốc Đống nói thời tiết An Đô hôm nay không tốt, âm u ẩm ướt, đối phương nói thời tiết Côn Châu một năm bốn mùa xuân, muốn Triệu Quốc Đống tìm việc tốt nhất đến Côn Châu, nhất định sẽ thích với nơi này. Nghe đối phương mời mình tới đó, Triệu Quốc Đống không khỏi run một chút. Thái Chánh Dương đến Điền Nam làm bí thư tỉnh ủy đã một thời gian, Triệu Quốc Đống vẫn chưa đến Côn Châu, chỉ là lần trước tham gia đại hội đảng toàn quốc có gặp Thái Chánh Dương mà thôi. Côn Châu bây giờ được Bộ Năng lượng xác định là một trụ sở chiến lược, đường sắt Điền Miễn, quốc lộ Điền Miễn và hệ thống ống dẫn dầu Điền Miễn đều đang toàn diện khởi công, đây là điều mà Triệu Quốc Đống cảm thấy thứ mình ảnh hưởng nhiều nhất đối với quốc gia. Điền Nam có thành phần dân tộc phức tạp, cơ sở vật chất lạc hậu nhưng điều kiện tự nhiên và vị trí địa lý khá quan trọng. Đây là nơi biên giới phía Tây Nam Trung Quốc, cũng là nơi tiếp giáp giữa Trung Quốc và khu vực Đông Dương. Có thể nói nhiều nước ở khu vực Đông Nam Á giao thương với Trung Quốc thông qua Điền Nam, chỉ là do điều kiện tự nhiên khá khắc nghiệt khiến cho Trung Quốc và Lào, Myanmar bị ảnh hưởng nhiều quan hệ thương mại do hệ thống giao thông. Nó cũng ảnh hưởng đến quan hệ chính trị của hai bên. Thái Chánh Dương đến Điền Nam liền muốn biến đây thành cầu nối giao thương giữa Trung Quốc và Đông Dương, Đông Nam Á, cũng trình lên Trung ương về việc muốn biến Điền Nam thành nơi đất nóng thích hợp cho mọi người ở khu vực Tây Nam. Nhưng theo tình hình hiện nay thì thấy Thái Chánh Dương đã làm ra vài tiến triển nhưng vẫn có không ít lực cản. Triệu Quốc Đống khi nói chuyện cùng, nhân sinh mấy lần, kia cũng cố ý nói về biến hóa của Côn Châu, đối phương cũng thường xuyên giới thiệu tình hình ở đây với Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống có thể thông qua cô mà hiểu vài vấn đề chi tiết. Mà những chi tiết này làm Triệu Quốc Đống có thể hiểu rõ được tình hình cơ bản của Điền Nam. Điền Nam cũng không phải là thiên đường, Thái Chánh Dương ở Điền Nam cũng không quá thuận lợi. Tình hình này Triệu Quốc Đống cũng thông qua vài con đường khác mà tìm hiểu. Chủ tịch tỉnh Điền Nam là cán bộ địa phương trưởng thành lên, từ lý lịch có thể thấy được căn cơ và quan hệ ở Điền Nam sâu rộng như thế nào. Bởi vì như vậy nên rất nhiều công việc Thái Chánh Dương đưa ra cần đối phương ủng hộ, nhưng ở nhiều vấn đề đối phương lại không quá hợp tác. Thái Chánh Dương là bí thư tỉnh ủy tất nhiên cũng có cách của mình. Hơn nữa chức bí thư tỉnh ủy khiến trong nhiều công việc y nắm quyền chủ động. Nhưng làm như thế nào để triển khai công việc trong toàn tỉnh, lại đảm bảo phương hướng mình xác định được thực hiện cũng cần nghệ thuật. Nhưng Điền Nam nhiều năm tích trữ khuyết điểm, nhất là ở vấn đề nhân sự khiến không ít quy hoạch của Thái Chánh Dương bị ảnh hưởng. Điểm này Triệu Quốc Đống đã nghe Liễu Đạo Nguyên nói qua. Triệu Quốc Đống cũng đã hỏi, nhân sinh mấy lần, về đánh giá của cô đối với vị bí thư tỉnh ủy mới tới. Đối phương nói không biết, nói Thái Chánh Dương không tiếp xúc mấy với quần chúng. Dân chúng Côn Châu căn bản không biết Thái Chánh Dương là người như thế nào. Hơn nữa Thái Chánh Dương vốn không thích lên truyền hình cho nên ở điểm này nói với Thái Chánh Dương. Thái Chánh Dương biết chuyện Diêu Văn Chí sẽ điều khỏi An Đô, Triệu Quốc Đống cũng giới thiệu tình hình tỉnh An Nguyên với Thái Chánh Dương. Thái Chánh Dương cũng đồng ý với quan điểm của Triệu Quốc Đống, không nên dễ dàng hành động. Hơn nữa vị trí đó chưa chắc đã là phúc đối với Triệu Quốc Đống. Hắn ổn định 1-2 năm ở Ninh Lăng. Đạt thành tích chói mắt hơn nữa mới có lợi cho sự phát triển sau này của hắn. Ngồi đi lão Củng. Triệu Quốc Đống tươi cười chào Củng Minh Sương, làm cho Củng Minh Sương vốn muốn cố gắng giữ bình tĩnh cũng khó khăn. Bí thư Triệu, ngài quá khách khí rồi, để tự tôi rót. Thấy Triệu Quốc Đống muốn ních thân rót trà cho mình, Củng Minh Sương vội vàng đứng lên lấy chén bỏ mấy lá trà, rót nước rồi mới ngồi xuống ghế. Khách khí gì chứ, anh ở xa tới là khách mà. Sao, gần Tết rồi, đến chỗ tôi là báo tin vui hay buồn thế? Triệu Quốc Đống cười nói. Củng Minh Sương bị Triệu Quốc Đống hỏi như vậy không khỏi ngẩn ra, câu nói vừa định đưa ra liền thụt lại. Bí thư Triệu, ngài hy vọng tôi báo tin vui hay buồn? Ồ, nói vậy là anh có vấn đề cần phản ánh. Triệu Quốc Đống mặt không chút thay đổi nói. Nếu tôi nói tôi thích nghe báo tin buồn phiền thì nhất định anh nói tôi dối trá.
nếu tôi nói tôi muốn nghe tin vui thì nói thật tin vui anh có thể nói ra thì chỉ sợ tôi sớm đã biết. Nói như vậy bí thư Triệu thật sự thích nghe tin buồn phiền. Cùng Minh Sương nhìn chằm chằm vào Triệu Quốc Đống. Lão Cùng, anh cảm thấy tôi là bí thư thị ủy mà sợ nghe tin buồn sao? Thị xã Ninh Lăng với hơn 5,4 triệu dân nếu nói không có vấn đề gì thì sao có thể? Nói thật tôi hy vọng nghe người báo tin buồn, như vậy có thể sai người giải quyết. Cho dù không giải quyết được thì cũng tốt hơn không làm gì mà, phải không? Triệu Quốc Đống gác chân lên rất thản nhiên nói. Nếu không dám nhìn nhận vấn đề thì dù đó là quan chức cấp nào thì ít nhất cũng là không đủ tư cách. Bí thư Triệu, nếu như cán bộ lãnh đạo bên dưới đều có thái độ như ngài thì tôi nghĩ căn bản không có việc gì khó. Cùng Minh Sương vỗ đùi nói. Nhưng tại sao lãnh đạo không muốn đối mặt sự thật, cứ chờ dân chúng đến làm ầm lên thì mới đầy khó chịu giải quyết là sao? Chẳng lẽ nói công việc của quan chức là cả ngày ngồi trong văn phòng, không muốn xuống cơ sở tìm hiểu tình hình thực tế ư? Quyển 14, chương 9-16. Cùng Minh Sương bắt đầu thao thao bất tuyệt trình bày. Triệu Quốc Đống rất chú ý chừng mực, không cắt ngang, không tranh luận, không đánh giá chỉ lẳng lặng lắng nghe, suy nghĩ phân tích xem đối phương muốn tỏ ý gì. Vị đại biểu nhân dân này sau khi thành lập văn phòng đã có vô số người chú ý, thậm chí ngay cả báo Đô Thị Hoa Trung cũng đưa tin. Chẳng qua các phương tiện truyền thống lại ít đưa tin vì nghi ngờ về sức sống và khả năng chấp hành của cơ chế mới này. Triệu Quốc Đống thật ra rất ủng hộ chế độ văn phòng dành cho đại biểu nhân dân, nhưng đây chỉ là thí điểm có thể đạt được hiệu quả hay không thì cũng khó có thể biết được. Ở trào lưu mới khiến đảng ủy chính quyền địa phương không ngừng muốn thử thăm dò một vài thứ mới để hoàn thiện sự giám sát và thể chế của chính quyền, chỉ cần không vượt qua pháp luật là có thể tiến hành. Tăng Khả Phàm cũng đã từng trao đổi về việc này với Triệu Quốc Đống. Sau đó thái độ của Khuê Dương khá tích cực, mặc dù chưa chắc đã thật lòng muốn như vậy nhưng Đại hội đại biểu nhân dân Khuê Dương vẫn cung cấp đảm bảo cơ bản cho Cùng Minh Sương. Văn phòng chính quyền Khuê Dương cũng đưa ra mấy quy định tạm thời về chức năng giám sát của đại biểu nhân dân. Vì thế phạm vi công việc của Cùng Minh Sương thoáng cái mở rộng lên không ít. Mà văn phòng của y cũng bận rộn lên, tiếp xúc nhiều thứ hơn, sâu rộng hơn khiến Cùng Minh Sương cảm thấy mình không đủ sức. Nhưng đây chỉ là thứ yếu, các cơ quan hành chính có thái độ chống đối mới là điều làm Cùng Minh Sương phải suy nghĩ nhất. Ở địa vị không thể ngang hàng khiến cho anh nếu muốn giám sát thì phải giữ được mối quan hệ tốt với các cơ quan nhà nước, nếu không sẽ có đủ vấn đề được đáp là cần, nghiên cứu một chút, điều tra rồi xem xét đã, đủ lý do kéo dài thời gian. Văn phòng của đại biểu nhân dân chỉ thành một cơ cấu nhận thư tố cáo của dân chúng mà thôi. Bí thư huyện ủy, chủ tịch huyện nếu như ngay cả bỏ chút thời gian để nghe phản ánh vấn đề cũng không muốn, đều lấy lý do bận việc mà thoái thác thì sao có thể khiến các ban ngành chú trọng. Cùng Minh Sương càng nói càng kích động, giọng cũng lớn hơn. Tôi không rõ công việc của bí thư huyện ủy, chủ tịch huyện là gì. Là thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, chẳng lẽ nói giải quyết các công việc cụ thể cho dân chúng không phải là công việc. Vậy anh cho rằng mỗi một việc đều cần bí thư, chủ tịch huyện ra mặt giải quyết mới là biện pháp tốt nhất sao? Triệu Quốc Đống lạnh nhạt nói. Cùng Minh Sương ngẩn ra, suy nghĩ một chút rồi nói. Đương nhiên không phải. Nếu chuyện gì mà cũng cần bí thư, chủ tịch ra mặt giải quyết thì cũng không thực tế, không hợp lý. Bởi vì việc này phần lớn đều chỉ cần các phòng ban, xã, thị trấn giải quyết là được. Đúng thế Lão Cùng, anh rất tỉnh táo, không bị tâm trạng ảnh hưởng. Giải quyết chính vẫn là các phòng ban và chính quyền xã, thị trấn, bọn họ mới là người chịu trách nhiệm chủ yếu, cuối cùng đều phải do bọn họ thực hiện. Triệu Quốc Đống rất kiên nhẫn nói. Bí thư Triệu. Nhưng cơ quan nhà nước hoặc chính quyền xã không làm thì sao? Động lực khiến bọn họ thực sự để bọn họ tận tâm với công việc là gì? Cùng Minh Sương ói. Giám sát, nhưng làm như thế nào mới có thể chính thức để bọn họ chủ động đi giải quyết vấn đề? Phải để cho bọn họ bởi vì thất trách và không tận tụy với công việc có thể mất chức, bọn họ mới thấy áp lực, ý thức mới thay đổi. Căn nguyên chính là ở huyện ủy, ủy ban, mà người chịu trách nhiệm chính lại là bí thư, chủ tịch huyện. Anh nói đúng, trách nhiệm cuối cùng đúng là của bí thư, chủ tịch huyện. Nhưng chúng ta cũng phải thấy rằng trong thực tế có nhiều vấn đề rất phức tạp, rất nhiều vấn đề không đơn giản như chúng ta nghĩ. Một vấn đề nhìn như đơn giản nhưng sau lưng ẩn chứa rất nhiều nguyên nhân. Muốn giải quyết một vấn đề cần thời gian, đương nhiên điều kiện là ngành chức năng phải gánh vác trách nhiệm. Cho nên đây là nguyên nhân chính là thị ủy, đại hội đại biểu nhân dân thị xã ủng hộ anh mở văn phòng dành cho đại biểu nhân dân.
qua đó để đại biểu nhân dân tha gia và đốc thúc các cơ quan nhà nước tận tâm trong công việc. Thái độ chân thành của Triệu Quốc Đống làm Cùng Minh Xương bình tĩnh lại đôi chút. Y cũng nhận ra Triệu Quốc Đống không phải là nói cho qua chuyện, có thể ngồi đây nói chuyện lâu như vậy với mình nói rõ vị bí thư thị ủy này thật lòng muốn thúc đẩy công việc. Nếu so sánh với bí thư, chủ tịch huyện Khuê Dương thì bí thư Triệu nhận thức vấn đề này sâu hơn nhiều. Bí thư Triệu, xin lỗi, vừa nãy tôi có hơi nóng. Nhưng đúng là đại biểu nhân dân của Khuê Dương có nhiều ý kiến trong công việc của chính quyền Khuê Dương. Dân chúng tìm tới văn phòng của tôi trao đổi với bọn họ, mới đầu có vẻ khách khí nhưng chỉ nói sẽ điều tra xử lý và cứ để đó. Tôi đương nhiên phải giục, hỏi bọn họ không nhịn được cảm thấy tôi cố ý gây chuyện. Thậm chí còn có người hỏi tôi rốt cuộc đang làm việc, nói chuyện thay ai, tôi đúng là không thể hiểu sao bọn họ lại nghĩ như vậy. Cuộc nói chuyện này kéo dài hơn 2 tiếng, Triệu Quốc Đống mặc dù có không ít chuyện nhưng cũng sai Vân Duệ tạm thời gác lại. Nói thật Cùng Minh Xương đúng là rất chú tâm trong công việc. Có lẽ văn phòng của y được dân chúng kỳ vọng nhiều, phản ánh vấn đề nhiều. Điều này cũng làm cho Triệu Quốc Đống thật sự cảm thấy được cấp xã, thị trấn, huyện có không ít vấn đề. Đây coi như là một khung cửa đối với Triệu Quốc Đống, làm cho hắn có thể càng hiểu thêm hơn nữa về những gì mình chưa được tiếp xúc. Mặc dù những điều Cùng Minh Xương giải thích và nắm bắt chưa chắc hoàn toàn chính xác nhưng Triệu Quốc Đống có thể cảm thấy thái độ của Cùng Minh Xương càng lúc càng khách quan, không giống hai lần trước gặp mặt nói chuyện với mình đều phản ánh vấn đề một cách phiến diện. Triệu Quốc Đống tự nhận mình không phải thanh quan, cũng không thích tự đi tìm hiểu dân tình. Theo hắn thấy nếu như phải dùng cách này để tìm hiểu tình hình thì đó là sự bi ai của đảng ủy, chính quyền địa phương. Đúng vì như vậy nên hắn hy vọng thông qua vật dẫn là Cùng Minh Xương để truyền tin lại cho đảng ủy, chính quyền cấp dưới, để bọn họ có thể cải thiện tác phong làm việc. Cuối cùng tác dụng của Cùng Minh Xương giảm đi chính là ý tưởng của hắn. Chế độ tiếp đón quần chúng và đường dây nóng của thị trưởng là điều mà Triệu Quốc Đống và Lam Quang vẫn thảo luận. Trên thực tế chế độ này đã có nhưng không tạo thành hệ thống và quy định. Mà Triệu Quốc Đống hy vọng Ninh Lăng có thể đi trước một bước, thử việc bí thư, thị trưởng sẽ có ngày tiếp đón dân chúng, đồng thời cũng tăng cường chế độ đường dây nóng. Ý tưởng này bắt nguồn từ việc hắn muốn thành lập văn phòng cho đại biểu nhân dân. Hiện nay trong công tác của cơ quan nhà nước đúng là thiếu việc hiểu rõ tình hình thực tế, vì vậy Triệu Quốc Đống muốn thông qua con đường này để hiểu ý dân, giảm tâm trạng bất mãn của dân chúng, đẩy mạnh công tác của cơ quan nhà nước. Triệu Quốc Đống hy vọng cơ chế này được xác thực trước khi hắn đi học. Hơn nữa cũng cần tiến hành phổ biến trước khi hắn học. Theo suy nghĩ của hắn thì bí thư thị ủy, thị trưởng cứ một tháng sẽ có một ngày tiếp đón dân chúng, còn ở cấp quận, huyện sẽ là một tháng một lần nghe dân chúng phản ánh vấn đề. Triệu Quốc Đống cũng biết loại chế độ này có nhiều lúc không thể phát huy tác dụng thực tế của nó. Từ góc độ nào đó mà nói thì chỉ là làm cho có mà thôi, nhưng thường thường lại có thể đạt hiệu quả thực tế khá tốt. Vân Duệ, anh sửa lại mấy vấn đề này một chút, sau đó giao cho bên Khuê Dương, mời bọn họ phải chú trọng nghiêm túc điều tra, nếu thật sự có vấn đề ảnh hưởng đến lợi ích của dân chúng cần phải sửa đúng, cần bồi thường cũng phải nghiêm khắc bồi thường theo quy định. Tiến Cùng Minh Xương, Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi gọi Vân Duệ vào nói. Hắn đã viết sơ qua mấy vấn đề cần thiết rồi đưa cho Vân Duệ đi xác thực. Mấy chuyện cụ thể này vốn không cần hắn quan tâm nhưng đây là mở đầu tốt đẹp. Cùng Minh Xương tin tưởng hắn nên mới trình bày chuyện này với hắn, nói những điều mình nghe thấy ra. Mặc dù không hoàn toàn chính xác nhưng đó là hiện tượng tốt. Triệu Quốc Đống hy vọng con đường này được duy trì lâu dài, cũng hy vọng mình có thể tạo khởi đầu tốt cổ vũ các bí thư, chủ tịch quận, huyện bên dưới làm theo. Hắn hy vọng các bí thư, chủ tịch quận, huyện có thể giải quyết nhiều vấn đề khi nó vừa mới manh nha, có thể tránh tạo thành mâu thuẫn quá lớn, thậm chí gây thành các sự kiện quần thể. Quyển 14, chương 97. Xe chạy nhanh trên con đường đến đường Giang, dọc theo núi Thâu Thế mà tiến vào cao tốc An Quế. Triệu Quốc Đống từ từ hạ cửa kính xe xuống, một cơn gió lạnh ập đến làm hắn run lên, chẳng qua lại làm hắn thêm tỉnh táo. Cao tốc An Quế 3 năm trước chính thức thông xe toàn tuyến. Đoạn An Đô, đường Giang, Tân Châu, Liễu Châu thông xe khiến cho đường Giang cùng Tân Châu trở nên có lợi. Tân Châu thừa thế mà xông lên. Nhưng đường Giang lại không chuẩn bị tốt cho biến hóa quá lớn này, tốc độ tăng trưởng mặc dù có lên nhưng không thể so sánh với Tân Châu, rất nhanh dần chậm lại khiến đường Giang rơi vào thời gian phát triển chậm. Xuống đường cao tốc làm anh có thể cảm nhận sự khác biệt của một đô thị. Cách đường cao tốc không xa chính là đường đi thông giữa đường Giang và Lam Sơn, một cơn gió bắc thổi qua khiến người đi đường lạnh buốt. Bí thư Triệu,
hay là hạ cửa xuống, bên ngoài quá nhiều bụi. Bành Trường Quý không quay đầu lại cũng biết Triệu Quốc Đống hạ cửa kính xuống. Nhiệt độ trong xe giảm nhanh khiến tay chân cũng lạnh cứng lại. Triệu Quốc Đống từ An Đô đến đây. Một tuần trước Vưu Liên Hương chính thức được bầu làm thị trưởng Đường Giang, trước đó chỉ là quyền thị trưởng. Triệu Quốc Đống cũng đã gọi điện chúc mừng, hôm nay coi như chính thức đến thăm. Tình hình cư không quá tốt, năm ngoái cư xếp thứ tư từ dưới lên về tốc độ tăng trưởng của toàn tỉnh, chỉ hơn có An Đô, Vinh Sơn cùng Lô Hóa. Tăng thu tài chính và thu nhập bình quân của dân cư đô thị xếp thứ 13, chỉ hơn Vinh Sơn. Thu nhập của nông dân chỉ xếp thứ 12 toàn tỉnh chỉ hơn Vinh Sơn, Lô Hóa. Còn về sản xuất công nghiệp xếp thứ 13, chỉ cao hơn Vinh Sơn. Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng kéo kính lên. Bành Trường Quý nhìn qua gương thấy vẻ mặt của Triệu Quốc Đống nên cười nói. Bí thư Triệu, thị trưởng Vưu sang đây làm thị trưởng, tôi thấy đúng là không bằng lúc làm phó thị trưởng Ninh Lăng. Bí thư Triệu, Đường Giang này nhìn trông không hơn gì so với Thổ Thành, Khuê Dương bên Ninh Lăng chúng ta. Vân Duệ nhìn ra ngoài, theo xe tiến vào nội thành cũng thấy được nhiều công trình kiến trúc khá chỉnh tề, cũng bắt đầu xuất hiện vài công trình lớn. Nói bậy, dù như thế nào Đường Giang cũng là một thị xã, Thổ Thành, Khuê Dương sao có thể so sánh với nơi này. Triệu Quốc Đống cười mắng. Anh không phải là định dùng cách đó để tự khoe khoang đó chứ? Bí thư Triệu, tôi nói thật mà. Ngài nhìn xem, đường xấu, tôi lo bánh xe cũng bị hỏng mất, ít cây xanh, mà cây xanh có không biết có phải là do nhiều bụi quá hay không mà như phủ đầy bụi. Vân Duệ cười hì hì nói. Lúc chỉ có ba người thì cả Vân Duệ và Bành Trường Quý đều nói chuyện khá tùy tiện, đây là do Triệu Quốc Đống bảo mãi mới được. Cả ngày luôn nghiêm mặt khi làm việc thì cũng cần có lúc thả lỏng mình một chút chứ. Mới đầu Vân Duệ và Bành Trường Quý còn không dám nhưng sau nhiều lần bị Triệu Quốc Đống dặn cũng khiến hai người cảm thấy Triệu Quốc Đống không thích không khí nghiêm túc kia nên dần buông ra. Tiểu Vân, đây là thể hiện một nơi thiếu tinh khí thần. Bên An Đông thì Ninh Lăng chúng ta trông sáng sủa, đầy sức sống nhất. Bên An Tây thì Hoài Khánh cùng Miên Châu cũng được, còn An Nam thì Lam Sơn cũng được, các nơi khác đều không đủ để nói. Ai cũng nói ấn tượng một nơi chính là từ cái nhìn đầu tiên. Vĩnh Lương mặc dù cũng nhiều bụi nhưng khi vào nội thành lại cảm nhận sự nhộn nhịp của xe cộ không ngừng qua lại, nó khác hẳn so với bên Đường Giang. Bành Trường Quý khi nói chuyện thường khá chính xác. Đến rồi, bí thư Triệu, có phải là xe kia không? Xe Audi đi chậm lại, ven đường có một xe Buick đang đỗ, biển số xe đúng là biển của chính quyền. Ừ, chắc là xe này rồi. Thị trưởng Vưu bảo thư ký đến đón chúng ta. Hôm nay chúng ta coi như ăn được bữa cơm của chính quyền Đường Giang rồi. Triệu Quốc Đống cười ha hả nói. Xe Audi vừa dừng lại, từ xe bên đã có một cô gái cao gầy khá xinh xắn đi tới. Cô gái này mặc áo nhung ngoài màu hồng, cùng chiếc quần jean tôn lên đôi chân dài. Vân Duệ thấy không khỏi sáng mắt lên. Triệu Quốc Đống nhìn thấy vẻ mặt của Vân Duệ liền cười nói. Người đẹp tới kìa, còn không mau chân chạy tới, cơ hội đó. Vân Duệ vội vàng xuống xe chào cô gái kia, sau đó mới hưng phấn quay về. Bí thư Triệu, tiểu cung bảo xe chúng ta đi sau xe cô ấy. Vân Duệ có chút kích động nói. Tiểu cung, ồ, Vân Duệ, ngay cả tin người ta cũng hỏi được, động tác nhanh đó. Triệu Quốc Đống cười ha hả nói. Mặt Vân Duệ hơi nóng lên nhưng vẻ xinh đẹp, cao giáo của tiểu cung kia làm y hơi mặc cảm. Vân Duệ không cao mấy chỉ tầm 1m70. Mà tiểu cung kia cũng cao khoảng 1m68. Vì thế khi đứng chung lúc cô đi giày cao gót còn cao hơn Vân Duệ vài phân. Bảo sao Vân Duệ không quá tự tin. Tiểu Vân, cô gái đó trông cũng được đó, hai mắt rõ ràng, vừa nhìn là biết cô gái nghiêm túc, cậu không phải chưa có bạn gái sao. Tôi thấy tiểu cung này thích hợp với cậu đó. Bành Trường Quý cũng rất nhiệt tình nói. Trương Thúc, sao có thể chứ? Chúng ta đến đây thăm thị trưởng Vưu. Cháu cũng không muốn tìm bạn gái ở bên ngoài mà. Vân Duệ lắc đầu, cô gái này đúng là rất hấp dẫn, nếu nói y không động tâm là nói dối. Tiểu Vân, không phải tôi nói cậu đâu nhưng gì mà bên ngoài hay không? Cậu đi theo Bí Thư Triệu đã hơn năm, Bí Thư Triệu chẳng lẽ có thể ở Ninh Lăng mấy năm nữa? Chờ 1-2 năm tới Bí Thư Triệu lên chức, cậu chẳng lẽ không đi theo Bí Thư Triệu ra ngoài? Cậu không thể so với tôi chỉ là lái xe, cậu đi theo Bí Thư Triệu sẽ có tương lai rộng mở. Lệnh Hồ theo Bí Thư Triệu 4 năm bây giờ đã thành phó chủ tịch huyện, cậu nếu đi theo Bí Thư Triệu vài năm nữa chẳng lẽ còn kém Lệnh Hồ sao? Bành Trường Quý cười ha hả nói, y có ấn tượng tốt đối với Vân Duệ.
Vân Duệ không nhanh nhạy bằng Lệnh Hồ Triều nhưng cần mẫn hơn, hơn nữa người cũng thân thiện cho nên Bành Trường Quý khá thích. Nghe Bành Trường Quý nói như vậy, Triệu Quốc Đống cũng cười nói. Lão Bành, xem ra tôi đi đâu anh cũng đã xác định thay tôi rồi. Tôi lúc nào đi, anh thử tính xem. Ha ha, Bí Thư Triệu, tôi không phải khoe khoang nhưng ít nhìn nhầm lắm. Lúc trước ngài từ Tây Giang đến Hoài Khánh, tôi đã cho rằng ngài nhất định sẽ về, mà về không phải làm bí thư cũng là thị trưởng. Ngài đi không đầy 4 năm đã về làm bí thư thị ủy mà. Bành Trường Quý có chút đắc ý với sự suy đoán của mình. Thời gian trước bên ngoài cũng có lời đồn ngài sẽ được điều đi, đến An Đô làm thị trưởng. Tôi đã nói ngài đã làm thị trưởng ở Hoài Khánh, bây giờ làm bí thư ở Ninh Lăng đang tốt thì sao lại phải tới An Đô làm thị trưởng. Muốn đi phải làm bí thư mới được, bọn họ còn không tin, còn muốn cược với tôi nói mình không thích đánh cược, tin hay không thì tùy. Bây giờ kết quả thấy rồi đó. Triệu Quốc Đống cười cười không nói. Lời đồn hắn muốn tới làm thị trưởng An Đô đã xuất hiện từ nửa tháng trước. Thậm chí không ít người có mũi ở mắt miêu tả về việc các thường vụ tỉnh ủy tranh luận ai làm thị trưởng An Đô. Kết quả 10 ngày trước một cán bộ ở Bộ Thương mại được trực tiếp điều xuống An Đô làm phó bí thư thị ủy, hơn nữa 3 hôm trước trong hội nghị đại hội đại biểu nhân dân thành phố An Đô đã được bầu làm thị trưởng. Xe đằng trước chạy khá từ từ, dẫn mấy người Triệu Quốc Đống đến khách sạn Thúy Hoa Đình. Đây là khách sạn hàng đầu ở Đường Giang, cũng là nơi mà đảng ủy, ủy ban Đường Giang đặt làm nơi tiếp đón. Cung Vi xuống xe đợi xe Audi dừng ở bãi đỗ xe khách sạn mới nhẹ nhàng đi lên. Tên thư ký rụt rè kia đã xuống xe mở cửa. Sau đó một người đàn ông tầm hơn 30 tuổi chui ra. Cung Vi trong lúc nhất thời không kịp có phản ứng, không phải nói chỉ có 3 người sao? Sao lại thêm một người trẻ tuổi chứ? Nhưng cô nhìn lại thấy cửa xe đã đóng giống như không còn ai khác trong xe. Người kia nở nụ cười khá thân thiện, từ trên nhìn mình làm mặt Cung Vi nóng lên. Sao lại có kẻ nhìn người như vậy chứ? Cung Vi không nhìn được có chút tức giận và hiện rõ ra ngoài mặt. Bí thư Triệu, đây là thư ký của thị trưởng Vưu, Tiểu Cung. Vân Duệ tiến lên giới thiệu. Tiểu Cung, đây là Bí thư Triệu. Bí thư Triệu, Cung Vi thoáng cái ngẩn ra nhưng lập tức có phản ứng. Xin lỗi Bí thư Triệu, tôi. Không sao, tôi trông không giống một vị bí thư phải không? Không có quan uy như thị trưởng Vưu hả? Triệu Quốc Đống cười ha hả nói. Cung Vi càng xấu hổ hơn, mình còn trừng mắt nhìn hắn, không ngờ đây lại là người mình đến đón. Ai cũng nói bí thư thị ủy Ninh Lăng còn rất trẻ, không ngờ lại ở tuổi này. Sợ là mới hơn 30 một chút. Quyển 14, chương 98. Vưu Liên Hương đã sớm đợi Triệu Quốc Đống ở phòng khách. Việc Triệu Quốc Đống tới thăm làm Vưu Liên Hương rất vui. Nói thật cô đã muốn gặp Triệu Quốc Đống nhất là vào lúc này. Chỉ có ngồi trên vị trí này mới chính thức cảm nhận được hương vị của nó. Lúc trước cô thấy Trung Dược Quân trông khá dễ dàng, Vưu Liên Hương thậm chí còn có chút ghen ghét và bất bình. Hầu hết công việc đều phân công cho các phó thị trưởng, Trung Dược Quân chỉ vỗ bàn quyết định, quan tâm một chút mà thôi. Quy hoạch công việc cũng có thư ký và nhân viên văn phòng nghĩ ra trước, cùng lắm chỉ đưa ra quan điểm mà thôi. Đương nhiên còn có người hoàn thiện thêm cho thị trưởng nữa, phát biểu cũng có người chuẩn bị bản thảo. Muốn thì cứ chiếu theo đó mà đọc, không muốn thì tự phát huy, không chừng người ta còn thấy anh có khả năng hùng bê e nhi. Làm lãnh đạo cao nhất thật ra chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Nhưng khi chính mình ngồi trên vị trí này, Vưu Liên Hương mới cảm thấy nó khác hẳn. Có lẽ do tình hình về mọi mặt của Đường Giang không tốt nên làm thị trưởng khó khăn hơn nhiều. Nhưng đây không phải là nguyên nhân chủ yếu. Dù là Lam Sơn, Ninh Lăng hoặc là Nam Hoa thì làm thị trưởng cũng không đơn giản. Chức thị trưởng và phó thị trưởng có chênh lệch quá lớn. Thị trưởng là người phải đưa ra quyết định, phó thị trưởng chỉ là người chấp hành. Muốn quyết định còn cần tự mình phân tích, phán đoán, quyết định có hậu quả gì thì phải tìm mọi cách bù lại. Thị trưởng là như vậy, áp lực của bí thư thị ủy càng lớn hơn nữa. Đây là anh phải xác định được phương hướng chung, đưa ra các quyết định để bên chính quyền thực hiện. Vưu Liên Hương bây giờ mới cảm nhận sâu sắc hương vị của người đứng đầu một thị xã. Cô không biết tại sao Triệu Quốc Đống ở vị trí như vậy lại thoải mái đến thế. Mà mình mới bắt đầu làm thị trưởng có vài tháng đã thấy rất mệt mỏi rồi. Cô rất muốn hỏi Triệu Quốc Đống xem nên làm thị trưởng như thế nào, nhất là ở nơi chậm phát triển như Đường Giang. Trước mặt người ngoài thì trông Vưu Liên Hương luôn đầy tự tin, ung dung yêu nhã, nhưng nỗi khổ trong lòng chỉ có Vưu Liên Hương là tự hiểu. Mà điều đó cô cũng không thể nói ra với người ngoài.
Bí thư thị ủy Kim Đại Giang đến Đường Giang sớm hơn Vưu Liên Hương 5 rưỡi, là người điều từ vị trí giám đốc sở nội vụ tỉnh tới. Mặc dù đến sớm hơn Vưu Liên Hương 5 rưỡi nhưng Vưu Liên Hương cảm thấy Kim Đại Giang khác hẳn so với Triệu Quốc Đống. Đây là người nói năng có lý lẽ, chuyện lớn nhỏ đều có trật tự, khá dễ gần, giỏi nói, lúc họp luôn đưa ra các dẫn chứng, thao thao bất tuyệt, hơn nữa cũng không quá hẹp hòi. Có thể nói các cán bộ bình thường của thị ủy, ủy ban đều có ấn tượng tốt đối với vị bí thư thị ủy này, có thể nói gần như không tìm được khuyết điểm. Nhưng Vưu Liên Hương lại thấy vị bí thư thị ủy này cái gì cũng tốt nhưng lại thiếu một thứ. Đó chính là khí phách. Thiếu khí phách thì một bí thư thị ủy sao có thể đủ tư cách? Thiếu khí phách, anh sẽ thiếu uy tín trong thị ủy, thiếu khí phách thì ở rất nhiều phương hướng lớn anh thiếu sự quyết sách, thiếu khí phách sẽ khiến trong nhiều công việc anh muốn đẩy mạnh thì bên dưới cũng chưa chắc chấp hành triệt để. Khí phách là thứ quan trọng nhất đối với một bí thư thị ủy. Kim Đại Giang không có khuyết điểm gì nhưng lại thiếu khí phách. Nếu như Kim Đại Giang chỉ là một phó bí thư hay phó thị trưởng thì nó không quá quan trọng. Nhưng đối với bí thư thị ủy của Đường Giang là nơi bị bệnh nhiều năm sẽ khác. Đường Giang cần một bí thư thị ủy có khí phách, quyết tâm, nghị lực khôn cùng. Chuyện gì nên nói chuyện rõ ràng, chuyện gì chấp nhận mạo hiểm vượt qua quy định sẵn có, vượt qua cả nguyên tắc là điều anh cần làm. Vì thế Vưu Liên Hương muốn hỏi Triệu Quốc Đống nếu gặp một bí thư thị ủy như vậy thì thị trưởng nên làm như thế nào mới tốt. Dù là Vân Duệ hay Cung Vi đều biết lãnh đạo có chuyện riêng cần bàn, cho nên lúc ăn cũng biết ý chia làm 2 bàn, mặc dù mỗi bàn chỉ có 2-3 người. Điều hòa sớm bật làm nhiệt độ trong phòng khá ấm. Vưu Liên Hương mặc áo khoác ngắn màu xanh trông khá tươi tắn. Triệu Quốc Đống bỏ áo khoác ngoài ra, Vưu Liên Hương cũng cởi áo màu xanh, lộ ra chiếc áo nhung bó sát người màu đỏ làm tôn lên bộ ngực căng tròn, dưới eo được bó sát lại tạo thành đường cong quyến rũ. Khuôn mặt cô vẫn tròn trịa như vậy. Chẳng qua Triệu Quốc Đống có thể từ trong mắt Vưu Liên Hương nhận ra cô khá mệt mỏi. Xem ra Vưu tỷ làm thị trưởng rất mệt. Vưu tỷ, tôi mời chị một chén, chúc mừng chị chính thức bỏ chữ quyền, trở thành thị trưởng chính thức. Triệu Quốc Đống cười cười bưng chén lên cạn với Vưu Liên Hương. Được rồi Quốc Đống, Vưu tỷ tuy bây giờ như ngồi trên đống lửa nhưng vẫn cảm ơn cậu giúp đỡ. Không có cậu thì Vưu tỷ cũng không thể thành công. Vưu Liên Hương nở nụ cười. Chẳng qua Quốc Đống. Vưu tỷ phải nói ý tốt chủ quan của cậu chưa chắc đạt được hiệu quả khách quan. Vưu tỷ bây giờ đúng là giống con lừa kéo cầy ở ruộng nghèo. Ha ha, Vưu tỷ sao lại so sánh với lừa vậy? Đến mức như vậy không? Tình hình Đường Giang ở mức này thì dù trời có sập cũng còn có bí thư gánh vác mà. Nếu có phiền toái cũng không đến lượt chị mới lên làm thị trưởng phải gánh vác chứ. Triệu Quốc Đống không cho là đúng. Quốc Đống, tình hình an ninh trật tự của Đường Giang rất tốt. Không thể xảy ra chuyện gì lớn cả. Nếu có xảy ra cũng từ mấy năm trước rồi, các công ty đáng phá sản cũng đã phá sản. Nghe nói trước đây cổng chính quyền thị xã thi thoảng xuất hiện vài trăm người vây lấy. Chỉ cần thấy xe con là ngăn lại khiến lãnh đạo thị xã phải mở cửa sau đi thông sang thị ủy, nếu gặp dân chúng vây cửa là chuyển sang bên kia. Vưu Liên Hương cười cười tự giễu. Vậy không phải quá tốt sao? Chỉ cần cục diện xã hội ổn định sẽ là thời cơ tốt để phát triển kinh tế. Triệu Quốc Đống nhấp ngụm rượi rồi nói. Cục diện xã hội chưa nói là ổn định nhưng chỉ là do mọi người quen rồi nên không sợ nữa. Vưu Liên Hương thở dài nói. Triệu Quốc Đống không tiếp tục đề tài này nữa. Lời này Vưu Liên Hương có thể nói nhưng hắn là người ngoài không nên xen vào. Quốc Đống, tôi vừa đến Vưu tỷ thì cũng mang theo trái tim nhiệt huyết nhưng chưa đầy 2 tháng mà máu sắp đông cứng lại rồi. Vưu Liên Hương vỗ vỗ bộ ngực căng tròn của mình và cười khổ nói. Vẫn là cậu nói đúng, một nơi thể hiện tốt hay xấu không do cơ sở vật chất, không do sản nghiệp trụ cột lớn mạnh mà vẫn nằm ở quan niệm, ý thức tác phong của cán bộ, dân chúng. Triệu Quốc Đống không đáp lời mà chỉ ngồi nghe Vưu Liên Hương thổ lộ. Hắn biết mình hôm nay không tránh được cửa này. Đây có lẽ là nguyên nhân mà Vưu Liên Hương muốn mình tới, cô cần người để tâm sự mà hắn là đối tượng tốt nhất. Điều kiện tự nhiên của Đường Giang tốt hơn Ninh Lăng nhiều. Cơ sở vật chất tuy kém hơn Ninh Lăng bây giờ nhưng hơn xa Ninh Lăng 3-4 năm trước. Sản nghiệp vốn không kém nhưng mấy năm rồi giảm sút trầm trọng. Mấy ngành như dệt bông, nhựa, sản xuất đường, vật liệu xây dựng vốn là ngành trụ cột của Đường Giang, bây giờ về cơ bản đã sụp xuống. Công ty dệt bông Đường Giang cũng khá nổi tiếng trong nước những đã phá sản làm hơn 3.000 công nhân mất việc làm. Thị xã phải gánh khoản nợ lương cho mấy ngàn công nhân. Thêm vào đó là vài công ty lớn khác làm tổng công nhân mà thị xã phải quản đã trên 10.000.
Vưu Liên Hương bất đắc dĩ nói. Nhà máy đường cũng từng rất phức tạp, có danh tiếng trong nước nhưng không ngờ theo nền kinh tế thị trường phát triển, nhà máy đường Đường Giang không khỏi theo kịp thời đại, chỉ 2 năm đã giảm sút, bây giờ ở mức nửa sống nửa chết. Về phần ngành sản xuất nhựa, vật liệu xây dựng cũng tương tự như vậy. Có thể nói theo thời gian Đường Giang đã suy bại hoàn toàn. Bại trận không sao nhưng nhiều người muốn ăn cơm như vậy thì chỉ riêng việc trả lương, cấp tiền cho công nhân mất việc đã làm chính quyền mất không ít tiền. Triệu Quốc Đống cũng biết sơ qua tình hình Đường Giang, một thành phố công nghiệp từng đứng hàng đầu trong tỉnh nhưng bây giờ nó dần chìm đi, các thành phố, thị xã lân cận vươn lên càng làm Đường Giang thấy mất mát. Vưu tỷ, tình hình có lẽ không bi quan như chị nói, tôi rất muốn nghe xem chị có ý tưởng gì không. Triệu Quốc Đống cười ha hả nói. Quyển 14, chương 99. Vưu Liên Hương oán trách nhìn Triệu Quốc Đống. Trong mấy năm quen biết Triệu Quốc Đống, Vưu Liên Hương tự nhận mình về cơ bản hiểu rõ bản chất thật của Triệu Quốc Đống. Nhưng ấn tượng về Triệu Quốc Đống sau đêm đó có vẻ trở nên mơ hồ hơn, làm cho trong thời gian dài sau đó cô cảm thấy như một giấc mơ vậy. Hắn có lúc rất to gan lớn mật, lúc lại bền bỉ vững vàng, lúc như một người anh dẫn dắt từng bước, có đôi khi lại là cấp trên đầy quyết đoán. Nhưng hắn lại nhỏ hơn mình 6, 7 tuổi làm cho Vưu Liên Hương cảm thấy thuật nhìn người của mình hoàn toàn mất đi tác dụng. Quốc Đống, cậu bây giờ không phải là bí thư thị ủy Đường Giang, cậu không được giọng điệu đó nói chuyện với tôi. Vưu Liên Hương hé miệng cười nói. Bởi vì tôi không là bí thư thị ủy Đường Giang nên tôi mới có thể càng khách quan phân tích tình hình giúp chị. Đương nhiên đó chỉ là phân tích giúp chị, còn làm như thế nào là thích hợp nhất thì phải do tình hình thực tế mà chị tự quyết định. Những lời này chắc không cần tôi dạy chị phải không? Vưu Liên Hương khẽ thở dài một tiếng. Đúng thế, lúc Triệu Quốc Đống còn ở Hoa Lâm thì mình từng dùng lời này dạy hắn, bây giờ đến lượt hắn dùng lời này nhắc nhở mình. Cung Vi mặc dù ngồi ăn cùng hai vị khách nhưng tâm trạng lại không đặt trên người vị thư ký Vân Duệ kia. Thị trưởng Vưu và vị bí thư Triệu kia ở ngay phòng bên, xem ra có nhiều chuyện cần nói. Ở ủy ban có không ít người khá mâu thuẫn vì việc thị trưởng Vưu đến Đường Giang làm thị trưởng. Bởi vì thị trưởng Vưu là phụ nữ mà tính cách lại khác nhiều so với bí thư Kim. Có thể nói thị trưởng Vưu là người quyết đoán, cương liệt. Cung Vi mới được chọn làm thư ký cho Vưu Liên Hương chưa lâu, do nhiều lần tuyển chọn mới được Vưu Liên Hương chọn. Cô trước làm ở ban tiếp đón văn phòng ủy ban cũng không được hoan nghênh mấy. Cung Vi cũng biết tính cách và vẻ ngoài của mình đều đột xuất khiến cho lãnh đạo của ban tiếp đón đều gièm pha. Nhưng thị trưởng Vưu lại chọn chúng cô. Sau khi làm thư ký cho thị trưởng Vưu, Cung Vi đã làm việc rất cẩn thận, chăm chú. Cũng thu thập thông tin về thị trưởng Vưu, biết sở thích của thị trưởng Vưu, hiểu thêm vài điều khác. Đương nhiên rất nhiều thứ đều không dễ có được. Theo lời chú cô nói đây là cơ hội hiếm có, vốn không hợp với tính cách của cô. Nhưng nếu đã làm thư ký cho thị trưởng Vưu thì phải làm cho tốt. Như vậy cần phải có năng lực, có sự nhanh nhạy, đó là lời dạy của chú cô đã nhiều năm làm thư ký cho lãnh đạo bảo cô. Không thể nghi ngờ vị bí thư thị ủy Ninh Lăng kia có quan hệ khá thân với thị trưởng Vưu. Từ việc thị trưởng Vưu nhận được điện trở nên vui vẻ là cô nhận ra được. Hơn nữa thị trưởng Vưu còn sai cô ra đầu đường cao tốc đợi, đãi ngộ này không phải ai cũng có. Cung Vi từ trước đã biết vị bí thư thị ủy trẻ nhất tỉnh này, chẳng qua không có ấn tượng mấy. Mãi cho đến khi làm thư ký cho thị trưởng Vưu thì mới có ấn tượng sâu đối với Triệu Quốc Đống. Không vì gì khác. Chủ yếu là do nhiều người nói thị trưởng Vưu có thể đánh bại nhiều đối thủ cạnh tranh để lên làm thị trưởng Đường Giang là do Triệu Quốc Đống đề cử. Triệu Quốc Đống dùng biểu hiện xuất sắc của hắn ở Ninh Lăng khiến lãnh đạo chủ yếu của tỉnh ủy tán thành, vì thế sự đề cử của hắn cũng có sức thuyết phục hơn. Đương nhiên cách nói này có chút hoang đường nhưng Cung Vi cũng biết đó không chỉ là lời đồn vu vơ. Ít nhất điều này đủ để chứng minh thị trưởng Vưu và Triệu Quốc Đống có quan hệ không tầm thường. Vân Duệ cũng cảm nhận được Cung Vi có vẻ không yên. Mặc dù Cung Vi vẫn rất nhiệt tình nhưng không chủ động nói chuyện, có vẻ ngoài nóng trong lạnh, cũng không đáp lại mấy câu hỏi mà y đưa ra. Việc này làm Vân Duệ có chút uể oải, xem ra mình đúng là không giỏi hấp dẫn người. Hai tiếng ăn cơm này coi như bữa ăn dài nhất mà Triệu Quốc Đống từng tham gia. Chẳng qua cả hắn và Vưu Liên Hương đều hiểu thêm nhiều điều. Tình hình Đường Giang thì Triệu Quốc Đống cũng hiểu đôi chút nhưng hắn không thể đưa ra phán đoán và ý kiến cụ thể. Vưu Liên Hương và Kim Đại Giang có tính cách trái biệt nhau cùng với tình hình khó khăn của Đường Giang hiện nay đúng là khó giải quyết. Nếu như muốn Đường Giang thoát khỏi khó khăn thì thị ủy ban Đường Giang không có quyết tâm, nghị lực và sự đoàn kết nhất trí là không thể.
mà muốn thế thì bí thư thị ủy và thị trưởng phải đồng tâm hiệp lực. Nhưng với tình hình Đường Giang bây giờ thì Vưu Liên Hương nên làm như thế nào? Đây là điều làm Vưu Liên Hương khó xử nhất, cũng là điều mà cô muốn Triệu Quốc Đống khuyên mình. Triệu Quốc Đống đương nhiên không thể có câu trả lời rõ ràng dành cho cô. Câu trả lời chỉ là do Vưu Liên Hương tự đi tìm, nhưng Triệu Quốc Đống đề nghị Vưu Liên Hương đó chính là không nên vì tính cách khác với Kim Đại Giang mà cố đi đổi tính cách của mình. Trái ngược có thể tìm điểm thích hợp để bù đắp lại, có lẽ sẽ tạo được hiệu quả tốt. Cứ, làm thị trưởng có khó xử của mình, nhưng thị trưởng có thể có nhiều cơ hội phát huy. Tính cách của Kim Đại Giang đối với chị mà nói thì theo tôi thấy lại là việc tốt. Bởi vì Đường Giang phải thay đổi để phát triển, tôi tin dù là ai làm bí thư thị ủy cũng thấy rõ điểm này. Có lẽ Kim Đại Giang do tính cách của mình và vị trí bí thư thị ủy nên không thể thay đổi, chị đến không chừng là hy vọng của y. Nếu như không muốn ngồi mãi ở vị trí bí thư thị ủy Đường Giang thì tôi nghĩ chị có thể tìm được tiếng nói chung với y. Hơn nữa chị cũng có sân khấu phát huy khả năng của mình. Chỉ hy vọng như vậy, 2-3 tháng nay tôi và y cũng khá hào thuận, chẳng qua cách làm của y thì đúng là tôi không thể đồng tình. Làm thị trưởng không thể công khai phản đối ý kiến và quan điểm của y, tôi không muốn làm người ta có cảm giác vừa lên đã muốn đoạt chủ, cũng không muốn người ta nói quan hệ giữa bí thư thị ủy và thị trưởng không hòa thuận. Tôi biết nếu như vậy thì không thể triển khai công việc, làm như thế nào để hóa giải mâu thuẫn này là điều tôi vẫn suy nghĩ. Vưu Liên Hương thở dài nói, bí thư thị ủy như Triệu Quốc Đống hoàn toàn khác Kim Đại Giang. Triệu Quốc Đống chỉ chú ý phương hướng chính, quyết định, quyết sách, còn việc chấp hành do bên chính quyền thị xã phụ trách. Nhưng Kim Đại Giang hoàn toàn khác. Triệu Quốc Đống bưng chén lên uống cạn và nói, cứ, thực ra cả bí thư và thị trưởng đều là chủ cả. Chỉ do cấp độ và vị trí khác nhau mà thôi. Tôi cảm thấy chị có thể thông qua cuộc gặp riêng mà nói ra ý kiến của mình, phần khác cũng không nên sợ đầu sợ đuôi, phải mạnh dạn làm theo phong cách của mình, như vậy mới khiến đối phương thấy rõ tác phong và ý đồ của chị. Chị cũng không nên lo lắng đến phản ứng của cấp dưới có tâm lý theo số đông. Chị càng cứng rắn quyết đoán, bọn họ lại càng cảm thấy chị có thể làm việc, càng cảm thấy chị có thể dựa vào, bọn họ sẽ thực lòng phục thuộc vào chị. Mặc dù bọn họ ngoài miệng có thể nói này nói kia nhưng công việc chị phân công cho bọn họ sẽ càng thêm nghiêm túc đi làm. Uống gần nửa chai rượu vang làm mặt Vưu Liên Hương đỏ ửng lên, bao mệt mỏi, phiền toái như mất hết. Triệu Quốc Đống cũng không đưa câu trả lời chính xác cho cô, nhưng lại đốt lên một ngọn lửa làm cô thấy phương hướng. Mặc kệ có hay không thì ít nhất cũng nên thử, hơn nữa là dựa theo phong cách của mình mà làm việc. Điều này làm Vưu Liên Hương rất cảm kích Triệu Quốc Đống. Là hắn cho mình đủ dũng khí và sự tin tưởng. Thế giới này kỳ diệu như vậy, lúc trước khi Triệu Quốc Đống công tác ở Hoa Lâm, hắn còn cần hỏi mình và cần mình ủng hộ. Nhưng chỉ trong mấy năm ngắn ngủi chẳng những mình lên chức là do hắn, bây giờ mình gặp khó khăn trong công việc cũng cần hắn chỉ điểm. Nghĩ đến đây người Vưu Liên Hương không khỏi nóng lên, một cảm giác từ trong tim truyền khắp toàn thân. Cô có chút không khống chế được tâm trạng của mình, trong cơ thể xuất hiện một cảm giác chờ mong khó hiểu làm cô rất xấu hổ. Mình sao lại thành như vậy? Triệu Quốc Đống không nhận ra tâm trạng Vưu Liên Hương đã thay đổi. Hắn chỉ cảm thấy bữa ăn hôm nay rất ngon. Tâm trạng buồn bực trước đó của Vưu Liên Hương đã có chuyển biến tốt, có lẽ là lời khuyên của mình đã có chút tác dụng. Có lẽ là mình là đối tượng lắng nghe cô nói, tóm lại tâm trạng cô tốt lên là điều hắn muốn thấy. Đến khi Triệu Quốc Đống lên xe rời đi, Vưu Liên Hương vẫn thấy sao xuyến, tâm trạng khô nóng làm người cô dạo dực. Cô cảm thấy mình cần phải đi tắm ngay. Phải làm mình bình tâm lại. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Quyển 14, chương 100. Hội nghị thường ủy cuối năm đã kết thúc, Triệu Quốc Đống không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Các loại hội nghị tổng kết trên tỉnh về cơ bản đã kết thúc, hắn và Trung Dược Quân cùng các lãnh đạo thị xã khác đều lên dây cót tinh thần. Thời gian này có thể nói không ngừng chạy giữa Ninh Lăng và An Đô. Triệu Quốc Đống và Trung Dược Quân có đôi khi ở lại An Đô. Dù sao nhà ở ngay An Đô nên ở vài hôm tham gia hội nghị là bình thường. Chẳng qua tâm trạng Triệu Quốc Đống và Trung Dược Quân khá vui vẻ. Dù sao đi nữa các chỉ tiêu số liệu của Ninh Lăng đều tốt, tham gia các loại hội nghị đều khiến người ta chú ý, chúc mừng. Có thể nói công tác cả năm không mong như vậy thì là gì? Xếp hạng GDP toàn tỉnh đã có. An Đô mặc dù vẫn đứng đầu nhưng tốc độ tăng trưởng chỉ có 4,8%, sau đó là Vĩnh Lương, Hoài Khánh, Kiến Dương, Nguyên Châu, Ninh Lăng cùng Tân Châu. Nhưng thu nhập của nông dân và tăng thu tài chính thì Ninh Lăng phát triển vượt bậc, vượt hơn vị trí thứ hai rất nhiều.
Hội nghị công tác cuối cùng này kéo dài hơn 2 tiếng nhưng chỉ nghiên cứu có hai hạng mục quan trọng. Một là đẩy mạnh chế độ tiếp dân hàng tháng đối với các bí thư, chủ tịch quận, huyện. Yêu cầu bí thư thị ủy, thị trưởng, bí thư, chủ tịch quận, huyện cứ mỗi quý, mỗi tháng phải có một ngày tiếp dân, không được do cấp phó thay thế. Ở chuyện này thái độ của Triệu Quốc Đống rất kiên quyết, các thường vụ cũng tỏ vẻ đồng ý. Triệu Quốc Đống đã nói một bí thư, chủ tịch quận, huyện nếu không dám gặp mặt dân chúng bên dưới thì làm cũng vô ích. Bản thân Triệu Quốc Đống cũng tỏ vẻ mình sẽ dẫn đầu tham gia công việc này, hơn nữa sẽ tiến hành trước khi mình lên Bắc Kinh học. Chuyện còn lại là chuyện rất quan trọng, đó là việc quy hoạch và xây sân bay Ninh Lăng. Do kinh tế Ninh Lăng năm trước phát triển rất nhanh khiến cho kế hoạch xây dựng sân bay Ninh Lăng được đẩy lên nhanh hơn so với dự định. Các chuyên gia cũng đã tính toán sân bay Ninh Lăng nếu dựa theo quy mô hiện tại đầu tư xây dựng thì chẳng những Ninh Lăng thiếu rất nhiều tài chính, hơn nữa xây dựng xong thì phải trong vòng 5, 10 năm cũng chưa chắc đã có thể tự vận hành. Nói cách khác chính quyền cần phải bỏ nhiều tài chính trợ cấp, làm như thế nào để xây dựng sân bay mà không tốn quá nhiều tài chính là điều rất nhiều người suy nghĩ. Làm cho Triệu Quốc Đống và Trung Dược Quân cảm thấy kinh ngạc chính là Phó Thị trưởng Thường trực Cố Vĩnh Bân vốn đáng lẽ phải kiên quyết phản đối nhưng chỉ đưa ra ý kiến lo lắng về số tiền đầu tư và thời gian mà thôi. Y cho rằng hạng mục này tuy có tác dụng quan trọng đến sự phát triển của Ninh Lăng, nhưng bởi vì 1-2 năm qua Ninh Lăng đầu tư xây dựng cơ sở vật chất quá lớn, tập đoàn đầu tư Ninh Lăng nếu gánh thêm hạng mục khổng lồ này thì sợ không đủ sức. Vì thế Cố Vĩnh Bân đề nghị thị ủy phải tính đến phương thức khác để xây dựng sân bay Ninh Lăng. Quan điểm của Cố Vĩnh Bân được không ít thường vụ thị ủy ủng hộ. Lam Quang, Lý Đại Phú, Tăng Lệnh Thuần, Lưu Như Hoài, Mã Nguyên Sinh ít nhiều đều tỏ vẻ đồng ý. Cho rằng trong thời gian này Ninh Lăng đầu tư xây dựng quá nhiều khiến tài chính khá căng. Nhất là khi Trung ương có tin truyền ra muốn khống chế thị trường bất động sản. Nếu như mạo muội tiến hành hạng mục này sợ rằng không qua cửa trên tỉnh và Trung ương. Triệu Quốc Đống cùng Trung Dược Quân thực ra cũng đã tính tới khả năng này. Trung ương liên tục không ngừng có người lên tiếng từ năm trước chỉ trích các địa phương không ngừng mở rộng xây dựng, gần đây các tạp chí kinh tế cũng đều có dự đoán về chính sách kinh tế năm nay của Trung Quốc sẽ thay đổi. Vì thế nếu Ninh Lăng muốn đi ngược gió thì không thể không tính đến việc bị cấp trên phản đối và việc hệ thống ngân hàng thắt chặt vốn vay. Trong hội nghị, Triệu Quốc Đống cũng đã nói khi được cấp trên ủng hộ và đảm bảo tài chính thì mới triển khai xây dựng hạng mục sân bay Ninh Lăng. Thái độ của hắn làm các thường vụ thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù kinh tế Ninh Lăng năm 2003 xuất hiện sự bay vọt nhưng tình hình tốt đẹp này dễ gặp khó khăn khi Trung ương thay đổi chính sách, thắt chặt tiền tệ. Nó không thể không làm lãnh đạo thị xã Ninh Lăng buồn bực. Ninh Lăng không dễ có cơ hội phát triển nhưng lại gặp phải việc điều chỉnh cả thể chế kinh tế trong nước. Nhưng thái độ lạc quan của Triệu Quốc Đống làm cho các vị thường vụ cũng ảnh hưởng đôi chút. Triệu Quốc Đống vì thế chuyên môn trình bày về tương lai phát triển kinh tế của Ninh Lăng. Nói về nguy cơ và cơ hội cho sự phát triển kinh tế của Ninh Lăng, từ kết cấu sản nghiệp cùng với nguồn thu tài chính hiện nay của Ninh Lăng. Đặc biệt là quý tư năm trước đã xuất hiện vài dấu hiệu rất lạc quan. Triệu Quốc Đống cho rằng hiện nay kinh tế Ninh Lăng dần thoát khỏi việc hoàn toàn dựa vào hạng mục lớn, các công trình xây dựng để kéo kinh tế lên. Mà Ninh Lăng chuyển sang việc dựa vào hoàn cảnh cùng với hệ thống để hấp dẫn tài chính bên ngoài để đảm bảo một vòng tròn tốt đẹp. Có thể nói hoàn cảnh tốt đẹp của Ninh Lăng có thể thu hút tài chính dân gian tiến vào. Bí thư Triệu, tôi đoán có lẽ sang năm Trung ương sẽ đưa ra nhiều chính sách cứng rắn, động tác quá nhẹ sẽ không có tác dụng. Nhìn giá nhà tăng cao làm ngay cả tôi cũng phải lo lắng và sợ. Sau khi tuyên bố tan họp, Trung Dược Quân vừa dọn bút sổ vừa nói. Vợ tôi đã nói với tôi muốn đổi nhà, năm trước tôi cũng tính chờ xem một chút nhưng sau đó năm ngoái giá nhà tăng rất nhiều. Làm cho vợ tôi mỗi lần gọi điện đều oán trách, tôi thấy giá nhà năm nay chỉ tăng không giảm, cùng lắm tăng chậm một chút mà thôi. Thị trưởng Trung, anh cũng không xem giá nhà Ninh Lăng chúng ta tăng lên đến mức như thế nào. Tôi nhớ giá nhà mấy năm trước rất thấp, ở khu vực nội thành cũ chỉ là 600, 700 tệ một mét vuông, năm kia tăng lên 1.600, năm ngoái không có nhà mà bán. Giá bên khu Hà Nam cũng tăng lên đến 2.000 tệ một mét vuông. Khu Giang Đông cũng từ 1.600 đến 2.300 tệ một mét. Tôi đoán năm nay khu Giang Đông xây dựng xong các cơ sở vật chất, cầu thông xe thì chắc phải tăng lên đến 2.800 tệ mất. Người lên tiếng là Lỗ Năng. May là tôi mua sớm, năm trước đã quyết đoán mua nhà bên khu Hà Nam, nếu chờ thêm một chút đúng là không mua nổi. Tiền lương tiền thưởng tăng sao bằng với giá nhà tăng chứ? Đúng thế trưởng ban Lỗ,
tôi đồng ý với quan điểm của anh. Tôi cảm thấy giá nhà năm nay của Ninh Lăng chúng ta sẽ tăng không chậm đâu, đến cuối năm nhất định sẽ vượt qua 2.800. Đương nhiên cũng phải có khu vực, tôi đoán khu đất hai bên cầu chính cùng đoạn bên khu Hà Nam thì phải trên 3.000. Lưu Như Hoài đứng lên cười nói. Bí thư Triệu, ngài không định mua một căn nhà ở Ninh Lăng sao? Cứ định ở mãi trong tập thể thị ủy sao? Sao, anh định đề cử tôi mua nhà bên khu Hà Nam đó à? Muốn tôi thành hàng xóm của anh sao? Triệu Quốc Đống cười nói. Giá nhà đúng là một vấn đề, dân chúng phản ứng rất mạnh. Chúng ta cũng phải tự hỏi là thu tài chính Ninh Lăng chúng ta tăng mạnh, ngoài việc từ tiền thuế tăng lên thì chẳng lẽ không đến từ tiền đất bên khu Giang Đông sao? Thời gian trước Giản Hồng, Hoắc Vân Đạt đã tìm tới thị trưởng Trung Lý Luật, nói là giá đền bù đất khu Giang Đông phải tính toán lại. Thị trưởng Trung cũng đã bàn với tôi về việc này. Trước đây khu Giang Đông là khu hoang vu, là nơi chứa rác, bây giờ thị xã đầu tư nhiều để xây dựng, Đông Giang liền muốn hưởng. Theo lý thuyết quyết định của thị ủy không nên thay đổi, nhưng tôi cũng tính đến việc giai đoạn 2 của khu Giang Đông mở rộng vượt quá quy hoạch, tôi nghĩ cũng có thể châm trước một chút cho Đông Giang. Vĩnh Bân, anh và thị trưởng Trung bàn bạc, nghiên cứu một chút xem nên dùng cách nào để cân bằng lợi ích cho Đông Giang. Thị trường bất động sản nóng lên quá nhanh làm mọi người không ai ngờ tới. Nhất là bắt đầu từ cuối năm trước giá nhà đất của Ninh Lăng cũng bắt đầu bị thị trường trong nước ảnh hưởng mà dâng cao. Hơn nữa năm ngoái nhiều hạng mục công nghiệp khởi công xây dựng, nhiều công nhân từ bên ngoài tía vào Ninh Lăng khiến thị trường thuê nhà của Ninh Lăng tăng cao. Các công ty bất động sản bản địa Ninh Lăng cùng với một số công ty bên ngoài cũng chú ý đến hiện tượng này, đều tiến vào thị trường bất động sản. Mua đất nhiều, chỉ riêng năm ngoái đã có 9 công ty bất động sản với quy mô không nhỏ được thành lập. Nhất là bên khu Giang Đông cùng khu Hà Nam có thể nói đầy các trung tâm môi giới đất đai. Quyển 14, chương 101. Bí thư Triệu, tiền thu từ đất ở khu Giang Đông mặc dù trên danh nghĩa là nguồn thu của thị xã, nhưng ngài cũng biết tiền vào túi thị xã không nhiều, về cơ bản để xây dựng cơ sở vật chất bên khu Giang Đông mà. Cố Vĩnh Bân không khỏi nhíu mày nói, y không đồng ý cách làm người tốt của Triệu Quốc Đống. Theo y thấy đây là biểu hiện mất nguyên tắc của Triệu Quốc Đống. Theo quyết định của thị ủy trước đây giai đoạn 1 của khu Giang Đông không chiếm dụng mấy đất của quận Đông Giang, thị xã sẽ lấy cách thống nhất quy hoạch mà lấy. Bây giờ Triệu Quốc Đống không ngờ muốn nói chia một phần tiền lãi cho Đông Giang, đây là chắp hai tay cho người ta. Sang năm cầu giữa khu Lâm Cảng cùng khu Khai Phát, cầu nối giữa khu Giang Đông cùng khu Hà Nam đều được khởi công, tiền này từ đâu mà ra? Nếu không phải khu Giang Đông không dính đến tiền bồi thường thì với tình hình tài chính hiện có của Ninh Lăng thì căn bản không thể tiến hành nhiều công trình quy mô lớn đến thế. Cố Vĩnh Bân mặc dù không trực tiếp tỏ vẻ phản đối ý kiến của Triệu Quốc Đống nhưng Triệu Quốc Đống nghe ra ý của đối phương. Hắn chỉ cười nói, anh không nên chỉ nhìn thấy lợi ích trước mắt, Đông Giang năm ngoái phát triển rất nhanh, khu công nghiệp Đông Giang đã thành một điểm nóng đầu tư của Ninh Lăng chúng ta. Ngành thiết bị ô tô và ngành thiết bị năng lượng mặt trời cũng đều chú trọng nơi này. Hiện đã có trên 30 công ty đầu tư vào đây. Hội nghị thường ủy vốn đã kết thúc nhưng có vài đề tài cần thảo luận. Các thường vụ vốn định rời đi cũng đã ngồi xuống. Mặc dù là thảo luận không chính thức nhưng thực ra cũng đại biểu vài mục đích, coi như là cơ sở cho hội nghị sau đây. Tình hình tài chính của Đông Giang bây giờ rất khó khăn. Xây dựng cơ sở vật chất của khu công nghiệp Đông Giang khá trì trệ nên cần đẩy mạnh đầu tư. Năm nay là năm rất quan trọng, thị xã sẽ ủng hộ về vài mặt. Giúp đỡ Đông Giang tăng cường đầu tư, phát triển nhanh hơn. Hơn nữa giai đoạn 2 của khu Giang Đông trên thực tế có một bộ phận lớn vượt quá quy hoạch nên cũng cần thảo luận lại với bên Đông Giang. Thị xã ở điểm này không nhường một chút cũng không ổn. Thấy Triệu Quốc Đống nói như vậy, Cố Vĩnh Bân cũng không tiện tranh cãi nữa. Hơn nữa Triệu Quốc Đống đây là nói thật, giai đoạn 2 của khu Giang Đông mở rộng không ít, vượt quá phạm vi xác định trong quy hoạch. Vấn đề còn lại chính là cần bàn với bên Đông Giang. Đây lại là quá trình đàm phán gian khổ. Tuy nói thị xã là cấp trên nhưng nó liên quan đến lợi ích cụ thể nên đâu dễ gì nhường được. Bí thư Triệu, thị trưởng Trung, thị trưởng Cố, tôi cảm thấy thu tài chính năm ngoái của chúng ta tăng lên nhiều nhưng tỷ lệ từ đất càng lúc càng tăng. Việc này nói thị trường bất động sản của Ninh Lăng chúng ta phồn vinh nhưng phương diện khác cũng phải nhận ra rằng loại thu nhập này không thể duy trì liên tục. Cá nhân tôi cho rằng cần phải bồi dưỡng các nguồn thu thuế khác, không nên quá tập trung vào mảng bất động sản. Lý Đại Phú nói thoạt nhìn không quá hợp thời, hiện nay khi tiền từ thị trường bất động sản rất lạc quan, ai có thể không chú ý số tiền này chảy vào nguồn vốn thị xã chứ? Ngay cả Cố Vĩnh Bân cũng không dám nói,
chẳng qua với tính cách của Lý Đại Phú nói ra cũng là bình thường. Tôi cảm thấy thị xã hàng năm có quy hoạch đất đai phải thêm cẩn thận hơn mới được. Đất không thể tái sinh, hơn nữa lấy đất sẽ khiến nhiều nông dân biến thành phi nông nghiệp, chúng ta cũng phải nghĩ cách giải quyết công ăn việc làm cho bọn họ mới được. Nếu không sẽ mang đến rất nhiều vấn đề xã hội. Triệu Quốc Đống chú ý thấy không ít Thường vụ không đồng ý với quan điểm của Lý Đại Phú. Nhưng hắn lại biết cái nhìn của Lý Đại Phú chính là vấn đề tâm điểm của mấy năm tới, thậm chí Lý Đại Phú thực ra không nhìn nhận ở mức độ sâu mà chỉ nhìn từ vấn đề phát triển công nghiệp mà tính toán. Quá trình đô thị hóa tiến hành rất nhanh, trên thực tế rất nhiều nơi trong cả nước không chuẩn bị tốt cho quá trình này nên vì lợi nhuận từ đất quá cao mà dùng thủ đoạn hành chính để lấy đất của nông dân rồi kiếm bộn tiền. Ở giai đoạn này làm người chấp hành chính ai cũng không thể thay đổi cục diện đó, cùng lắm chỉ là đưa ra vài chính sách để bù lại mà thôi. Lý Đại Phú nói cũng không được bao người đồng tình, đó là điều tất nhiên. Ngay cả Cố Vĩnh Bân cũng không hùa theo, nhưng Triệu Quốc Đống lại ngoài dự đoán của mọi người mà đưa ra đánh giá cao độ với quan điểm của Lý Đại Phú. Đưa ra ý kiến thị ủy, ủy ban phải chính xác dẫn dắt thị trường bất động sản phát triển, đồng thời có quy hoạch sử dụng đất hợp lý. Cần phải có sự khống chế gắt gao với các căn biệt thự, đồng thời nhanh chóng phát triển ngành thứ ba. Triệu Quốc Đống cũng nhận ra Trung Dược Quân hiếm khi không đồng tình với mình. Đây là điều hiếm thấy khi hai người có thời gian dài hợp tác ăn ý nhưng Triệu Quốc Đống cũng có thể hiểu. 2003 là năm điên cuồng, thị trường bất động sản chưa khi nào nóng như vậy cũng khiến ngành xây dựng, thậm chí ngành vật liệu xây dựng phát triển rất nóng. Các ngành khác như thép, năng lượng cũng nóng lên. Than của công ty năng lượng Quốc Toàn bán rất chạy. Phòng Tử Toàn khi gọi cho Triệu Quốc Đống cũng nói than cung không đủ cầu, khách hàng gần như là cầm tiền mặt hoặc chuyển khoản trước để đặt mua, giá cả thế nào cũng được. Mấy quặng của năng lượng Quốc Toàn đã khai thác hết công suất, tăng ca, mặc dù không có sự cố lớn nhưng vấn đề nhỏ là không thể tránh khỏi. Phòng Tử Toàn cũng bất đắc dĩ, gặp cơ hội tốt như vậy mà không nắm bắt chính là kẻ ngu. Hợp đồng ký kết với công ty điện lực trước đây đã không còn giá trị, chủ yếu là do giá cả không bàn bạc được với nhau. Mà bây giờ than cung không đủ cầu nên không phải lo con đường tiêu thụ. Hơn nữa giá càng lúc càng tăng, cứ như vậy năng lượng Quốc Toàn có gì phải lo. Hơn nữa làm Triệu Quốc Đống không ngờ đến là sức phán đoán của Phòng Tử Toàn lại cao hơn hắn nghĩ. Tiêu thụ than ở thị trường Trung Quốc đang ở thời kỳ nóng nhất, theo lý thuyết là lúc phát tài thì Phòng Tử Toàn lại muốn tiến ra nước ngoài. Để nhiều tiền mặt trong công ty là vô ích, vì thế Phòng Tử Toàn đã nhìn sang Mông Cổ, Việt Nam, Australia. Mặc dù than đá ở nước ngoài có vẻ khá xa để cung cấp cho Trung Quốc, hơn nữa giá trị sản phẩm cộng thêm tiền vận chuyển sẽ không thể thay thế than Trung Quốc nhưng Phòng Tử Toàn tin rằng Trung Quốc dù có nhiều tài nguyên nhưng cuối cùng sẽ thành quốc gia nhập khẩu than. Mà như vậy năng lượng Quốc Toàn sẽ giành phần thắng. Không thể không nói ở điểm này Phòng Tử Toàn đã nhìn rất xa. Trung Quốc từ năm 2007 sẽ thành nước nhập khẩu than, từ xuất khẩu biến thành nhập khẩu chỉ trong thời gian ngắn là điều ít người nghĩ đến. Hơn nữa vấn đề an toàn khai thác than của Trung Quốc cũng liên tục bị thế giới lên án. Mỏ than của các công ty tư nhân luôn làm người ta lo lắng, về sau Trung ương sẽ dùng chính sách nào để áp đặt các mỏ than tư nhân cũng không rõ. Mặc dù Triệu Quốc Đống lúc làm việc ở Bộ Năng lượng đã cố gắng đốc thúc việc này nhưng đó không phải điều sức một mình hắn có thể thay đổi. Năng lượng Quốc Toàn là ngôi sao chói mắt nhất trong các công ty than tư nhân của Trung Quốc năm 2003. Trong năm 2000 danh tiếng của Năng lượng Quốc Toàn còn chưa ai biết nhưng sau 3 năm 2000. 2001 cùng 2000 ngừng mở rộng khiến năng lượng Quốc Toàn có một hệ thống toàn diện từ khai thác, luyện than ở ba tỉnh Nội Mông, Tấn, Kiềm, khiến cho có vô số người chú ý nhìn vào. Triệu Quốc Đống đã sớm nhắc Phòng Tử Toàn phải chú ý an toàn khai thác. Công ty tư nhân và công ty nhà nước có sự khác biệt rõ ràng. Một khi công ty tư nhân làm chết nhiều người thì sẽ sụp đổ dây chuyền, không gượng dậy nổi. Phòng Tử Toàn cũng nghe lời hắn nói. Cho nên trong thời gian trước khá chú trọng việc tập huấn an toàn cho nhân viên. Nhận mua một mỏ mới cũng không nóng lòng khai thác mà đầu tiên chia ra làm các cấp độ huấn luyện, hơn nữa dùng nhiều tiền để thuê chuyên gia ở tỉnh, ở trung ương đến huấn luyện, cố gắng ngăn chặn sơ hở. Mà ở thiết bị an toàn cũng cố gắng dùng đồ tốt nhất. Vì thế năng lượng Quốc Toàn được Tổng cục Giám sát An toàn mỏ than quốc gia đánh giá cao. Hơn nữa mấy năm qua năng lượng Quốc Toàn coi như gặp may mắn, về cơ bản không có sự cố gì lớn. Triệu Quốc Đống cũng nói đây là do năng lượng Quốc Toàn đầu tư nhiều vào việc chú trọng an toàn nên mới được như vậy. Quyển 14, chương 102.
kinh tế cả nước năm 2003 có thể nói phát triển rất tốt. Điều này làm cho dù là năng lượng quốc toàn, tập đoàn Thiên Phú hoặc là tập đoàn Thương Lãng đều phát triển cực nhanh, tài sản tăng lên nhiều. Cũng may mấy người lãnh đạo vẫn giữ được tỉnh táo nên Triệu Quốc Đống cũng không phải quá lo lắng. Chẳng qua khi hỏi đến công việc kinh doanh cụ thể của năng lượng quốc toàn, Triệu Quốc Đống đã dùng một thân phận khác, một góc độ khác mà nhìn nhận. Có thể nói năng lượng quốc toàn tiến hành quốc tế hóa chính là bước đi nhanh nhất và mang tính chiến lược. Phòng Tử Toàn nói với Triệu Quốc Đống rằng y đã chính thức thành một công ty con của năng lượng quốc toàn ở Hong Kong, cũng lợi dụng công ty này thử mua một mỏ than có quy mô không quá lớn ở Mông Cổ, giá cũng không quá rẻ nhưng gần đường sắt, giao thông thuận tiện. Y cũng đang tiến hành khảo sát hai mỏ than ở phía đông và nam đảo Kalimantan, Indonesia, chuẩn bị lấy danh nghĩa công ty ở Hong Kong bỏ vốn mau hai mỏ này. Phòng Tử Toàn cũng cân nhắc có nên tăng vốn đầu tư vào Kalimantan hay không. Chẳng qua do cục diện chính trị của Indonesia không quá ổn định, có nhiều ẩn số nên đã hạn chế sự phát triển của năng lượng quốc toàn tại Indonesia. Triệu Quốc Đống đánh giá cao tham vọng và tầm nhìn của Phòng Tử Toàn. Nhất là 10 năm tới Trung Quốc sẽ thành một động lực của nền kinh tế thế giới, nhu cầu năng lực tăng rất nhanh. Mặc dù Trung ương đã bắt tay vào việc đẩy mạnh chính sách bảo vệ năng lượng cùng xây dựng các trụ sở chứa dầu nhưng tốc độ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc quá nhanh khiến nhu cầu năng lượng trong nước lại tăng lên. Mà điều này cũng có nghĩa việc nhập khẩu năng lượng từ bên ngoài của Trung Quốc càng lúc càng tăng lên. Tập đoàn Thiên Phú mở rộng không thua gì năng lượng quốc toàn, nhất là phát triển rất nhanh ở mảng bất động sản, khiến cho bất động sản Thiên Phú lọt vào top 10 công ty bất động sản đứng đầu cả nước. Mặc dù còn không thể so sánh với mấy công ty lớn như Vạn Khoa nhưng không như bước vào nhóm đầu. Bất động sản Thiên Phú đã tiến đến các thành phố trung tâm của khu vực Duyên Hải, các thành phố trung tâm lớn. Bắc Kinh, Thượng Hải, An Đô, Hải Nam trở thành 4 khu vực trọng tâm trong sự phát triển của bất động sản Thiên Phú. Có thể nói ngoài Nam Việt là Thiên Phú chưa chính thức tiến vào, bất động sản Thiên Phú về cơ bản đã hoàn thành bố cục trong cả nước. Mảng xây dựng của Thiên Phú cũng không hề chậm. Ngoài việc củng cố thị phần xây dựng đường cao tốc trong nước, Thiên Phú cũng đẩy mạnh đi ra ngoài, đã có không ít hợp đồng với các nước như Pakistan, Nigeria, Sudan, Angola, Myanmar, Campuchia, Lào. Hơn nữa còn được các ngành chức năng ủng hộ khiến Tổng Công ty Xây dựng Thiên Phú đang bắt đầu tích cực thành lập công ty con ở Pakistan, Myanmar, Sudan, Nigeria, giúp đỡ huấn luyện nhân viên địa phương. Có không ít người nước ngoài đã tiến vào làm nhân viên quản lý của công ty xây dựng Thiên Phú tại nước đó, nó cũng thuận lợi giúp cho Thiên Phú dễ triển khai công việc ở nước đó. So sánh với hai tập đoàn trên, tập đoàn Thương Lãng năm 2003 có thể nói là bước đi vững vàng. Ngoài ngành dược tiếp tục mở rộng quy mô đầu tư ra thì cũng chỉ có tăng cường đầu tư và tăng cường hợp tác trong mảng bất động sản ra thì bây giờ công ty đầu tư phát triển Thương Lãng cũng đang chú trọng đến ngành bảo hiểm, muốn hợp tác với vài công ty để tiến vào ngành này. Có thể nói không khí Ninh Lăng đầy mùi khói thuốc. Mặc dù lệnh cấm đốt pháo liên tục được tuyên truyền nhưng mà trên thực tế trong các con phố nhỏ pháo vẫn được đốt. Người Trung Quốc có thói quen mùa xuân là đốt pháo mừng năm mới thắng lợi. Truyền thống này nếu muốn dùng biện pháp hành chính ngăn cấm đúng là rất khó khăn. Ninh Lăng cấm đốt pháo chủ yếu xác định ở khu vực nội thành cũ Tây Giang. Chủ yếu là các công trình kiến trúc ở Tây Giang có nhiều phần là gỗ dễ gây hỏa hoạn. Ở điểm này cũng được dân chúng nội thành nhất trí ủng hộ. Còn có 2 ngày nữa là Tết, các việc cần làm đã làm, đương nhiên lãnh đạo phụ trách trực ban thì 2 hôm tới vẫn bật, đi quanh thăm hỏi các đồng chí lão thành, các đồng chí công nhân, quân nhân, các hộ khó khăn. Năm ngoái Triệu Quốc Đống mới tới nên 1-2 ngày Tết cũng cần chạy quanh tìm hiểu tình hình. Bây giờ Triệu Quốc Đống hắn khá quen tình hình Ninh Lăng nên có chút nơi chỉ cần để Trung Dược Quân, Lam Quang đi là được. Nhất là Lam Quang, y lên làm phó bí thư thị ủy chưa lâu nên bây giờ cũng nên ra mặt chia sẻ với bí thư thị ủy. Dục Thành, ngồi đi. Triệu Quốc Đống chỉ vào vị trí trước mặt nói. Lạc Dục Thành trông rất tự nhiên, đối mặt với vị bí thư thị ủy ngoài nhẹ nhàng, trong cứng rắn. Có thể duy trì bình tĩnh trước mặt Triệu Quốc Đống không nhiều, Lạc Dục Thành coi như là một. Y biết mục đích Triệu Quốc Đống gọi mình tới. Thị ủy đã bổ nhiệm y làm phó bí thư đảng ủy chính pháp, đây là dấu hiệu trước khi điều chỉnh. Triệu Quốc Đống cũng đã đề cập với y việc này. Chờ thời gian nữa y sẽ từ chức phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thị ủy, hội nghị đại hội đại biểu nhân dân thị xã bầu làm cục trưởng cục công an. Bí thư đảng ủy chính pháp Mã Nguyên Sinh rất nhanh sẽ từ chức cục trưởng cục công an. Cảm ơn thư ký Vân. Lạc Dục Thành rất khách khí cảm ơn Vân Duệ bưng trà vào.
Triệu Quốc Đống gọi Lạc Dục Thành tới chính là hy vọng hỏi Lạc Dục Thành xem xác định ai làm người thay thế y ở ủy ban kỷ luật. Người mà Lạc Dục Thành đề cử có thể kiên định chấp hành ý kiến của thị ủy hay không? Hơn nữa còn duy trì quan hệ hài hòa với toàn lực trí hay không? Ở điểm này Lạc Dục Thành làm khá tốt. Y đảm bảo công tác của ủy ban kỷ luật thị ủy một năm qua diễn ra khá tốt, cũng là nguyên nhân khiến Triệu Quốc Đống mãi không muốn để Lạc Dục Thành tiếp nhận chức cục trưởng cục công an. Lạc Dục Thành đề cử với Triệu Quốc Đống về vị phó viện kiểm sát, Dương Tân, hơn nữa đặc biệt khen ngợi Dương Tân rất linh hoạt trong xử lý các quan hệ. Triệu Quốc Đống không quá quen thuộc tình hình của Dương Tân, nhưng Lạc Dục Thành toàn lực đề cử làm cho hắn có chút hứng thú. Theo Triệu Quốc Đống thấy người được Lạc Dục Thành khen nhất định không kém. Bởi vì chức phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật quá quan trọng và đặc thù, thậm chí từ trình độ nào đó nó còn hơn cả lãnh đạo một cục bình thường, cho nên hắn không thể không thận trọng. Biểu hiện một năm qua của toàn lực trí khá bình thường, quan hệ với Triệu Quốc Đống đã trở nên giai đoạn bình thường hóa. Điều này một phần có nguyên nhân do Lạc Dục Thành điều hào, nhưng càng quan trọng hơn chính là do các phương diện của Triệu Quốc Đống đều sạch sẽ khiến toàn lực trí khó tìm ra khe hở. Đây là suy nghĩ của riêng Triệu Quốc Đống, về phần toàn lực trí có như vậy hay không cũng khó nói. Triệu Quốc Đống không hỏi đến thủ tục cụ thể về xây dựng đô thị, giao thông, đất đai, điểm này thị xã ai cũng biết. Hơn nữa hắn còn đưa ra yêu cầu ủy ban kỷ luật thị xã cùng với thanh tra thị xã phải giám sát toàn bộ quá trình. Hơn nữa còn yêu cầu mỗi lần trong hội nghị thường ủy ban kỷ luật cần phải đưa những gì mình tìm hiểu được ra nói. Nếu phương diện nào có vấn đề thì cứ nói thẳng, hơn nữa phải đưa ra ý kiến xử lý. Ủy ban kỷ luật thị ủy cũng đã đạt hiệu quả tốt, tra ra không tí đầu mối ở các quận, huyện, xử lý đảng, giao cho bên tư pháp không ít. Bởi vì biểu hiện một năm qua của ủy ban kỷ luật khá tốt khiến cho Triệu Quốc Đống lo lắng nếu đổi Lạc Dục Thành thì có xuất hiện sự mất cân đối không. Vì thế hắn mới cần tìm hiểu kỹ về Dương Tân. Bí thư Triệu, nói thật quan hệ cá nhân giữa tôi và Dương Tân cũng bình thường. Lúc trước tôi làm việc ở viện kiểm sát cảm thấy Dương Tân quá khéo đưa đẩy cho nên ấn tượng không tốt mấy. Nhưng sau nhiều lần tiếp xúc thì cảm thấy người này mặc dù bề ngoài có vẻ tùy tiện nhưng nắm rõ nguyên tắc, có vài chuyện anh ta làm khiến tôi có ấn tượng rất sâu. Lạc Dục Thành nói. Ồ, nói tôi nghe một chút xem. Triệu Quốc Đống có chút tò mò. Chi tiết quyết định thành bại, chuyện đơn giản thường có thể nhìn ra tính cách thực sự của một người. Quyển 14, chương 103. Lạc Dục Thành đưa ra một ví dụ, một cán bộ nhận hối lộ của một công ty, bây giờ công ty đó đã phát triển khá lớn mạnh. Vì thế việc xác định là nhận hối lộ hay là đòi hối lộ là điều Dương Tân khá cẩn thận. Mặc dù số tiền không lớn, vốn có thể dựa vào điều tra mà xác định là nhận hối lộ hoặc không cần xử lý nhưng Dương Tân rất thận trọng điều tra, cuối cùng xác định là đòi tiền hối lộ. Cuối cùng khi nhân viên phá án hỏi tại sao Dương Tân lại cố chấp như vậy bởi vì do số tiền liên quan dù là nhận hối lộ hay đòi hối lộ đều không ảnh hưởng mấy, Dương Tân nói với nhân viên phá án là chủ yếu do vụ án ảnh hưởng không lớn nhưng lại ảnh hưởng không nhỏ đối với công ty kia. Bây giờ mặc dù nhìn như không ảnh hưởng mấy đối với công ty kia nhưng khi quốc gia đang phổ biến xây dựng hệ thống tin cậy, nếu xác định công ty kia hối lộ sẽ là vết ô không hề nhỏ đối với công ty đó. Chi tiết này làm Lạc Dục Thành có ấn tượng rất sâu. Ở vấn đề nhỏ này có thể nhìn ra tính cách thật của Dương Tân. Giới thiệu của Lạc Dục Thành làm Dương Tân khá vui vẻ. Theo hắn thấy biểu hiện của Dương Tân rất tốt, chẳng những tâm tư cẩn thận, ý nghĩa sâu sắc. Từ một chi tiết nhỏ này có thể cân nhắc ra nhiều vấn đề mà nhiều người bình thường khó có thể đoán được. Hơn nữa trái tim trách nhiệm của Dương Tân khá mạnh, coi như là nhân tài. Lạc Dục Thành cũng cảm thấy Triệu Quốc Đống hài lòng với chi tiết mình giới thiệu. Có lẽ chuyện của Dương Tân không có vấn đề gì lớn làm cho y cũng yên tâm. Nói thật chọn người đề cử là ai thì Lạc Dục Thành cũng rất phí công. Đề cử người không thích hợp, làm việc không tốt thì y là người đề cử nhất định bị ảnh hưởng. Bí thư Triệu sẽ đánh giá thấp khả năng nhìn người của y, sẽ ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển tiếp theo của y. Mặc dù có không ít người cũng chú tâm đến vị trí này nhưng Lạc Dục Thành không dám có ý đồ riêng. Việc này liên quan đến ấn tượng của bí thư thị ủy đối với y, nói khó nghe một chút là liên quan đến tiền đồ chính trị của y, sao y dám coi nhẹ. Sau khi nói chuyện xong việc này, Triệu Quốc Đống cũng hỏi Lạc Dục Thành vài suy nghĩ về công tác công an. Lạc Dục Thành đã sớm có chuẩn bị nên trình bày khá tốt. Tình hình an ninh trật tự của Ninh Lăng có thể nói đứng hàng đầu của tỉnh, hơn xa các thị xã xung quanh như Vĩnh Lương, Tân Châu, Đường Giang, đây là điểm đáng tự hào của Ninh Lăng. Từ thời Nghiêm Lập Dân đến Mã Nguyên Sinh, an ninh trật tự của Ninh Lăng khá tốt đẹp.
Đây cũng là nguyên nhân lớn nhất là Mã Nguyên Sinh có thể làm bí thư đảng ủy chính pháp. Mặc dù Triệu Quốc Đống không quá thích Mã Nguyên Sinh nhưng hắn phải thừa nhận Mã Nguyên Sinh giỏi làm công tác an ninh, khống chế đội ngũ và dẫn dắt bộ máy có hiệu quả. Cục Công an thị xã sau cơn chấn động ở phân cục Tây Giang năm 1998 đã tăng cường xây dựng đội ngũ, mấy năm qua về cơ bản không xuất hiện hành vi vi phạm pháp luật. Bởi vì như vậy nên Triệu Quốc Đống cũng đặt kỳ vọng cao vào Lạc Dục Thành, hy vọng đối phương cũng đạt được thành tích tốt như vậy. Lạc Dục Thành cũng biết việc mình làm cục trưởng Cục Công an cũng có tranh luận không ít, dù sao để một người chưa từng làm ở hệ thống công an làm cục trưởng Cục Công an phụ trách hơn 2.000 cán bộ chiến sĩ là rất khó khăn. Công việc triển khai tốt hay xấu sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tiền đồ chính trị của y, cũng liên quan đến sức phán đoán của Bí thư Triệu. Triệu Quốc Đống giao nhiệm vụ cho Lạc Dục Thành khá đơn giản, chính là muốn duy trì tình hình an ninh trật tự tốt đẹp của Ninh Lăng, đảm bảo an ninh trật tự tốt chính là ưu thế cho việc phát triển kinh tế. Nhất là hiện nay theo kinh tế phát triển khiến nhiều công ty từ bên ngoài tiến vào, nhiều công nhân, nhân viên từ ngoài vào khiến dân cư lưu động và ở lại trong năm 2003 của Ninh Lăng tăng nhiều. Hơn nữa lần xu thế này do kinh tế phát triển cao tốc mà chỉ tăng lên chứ không giảm. Trần Đại Lực hung hăng ném mạnh tàn thuốc xuống đất, di di chân lên đó. Y xoa xoa tay rồi nhìn chằm chằm vào khu nhà cao tầng trước mặt rồi mới có chút khó chịu chui vào xe. Lực ca, có cần như vậy không? Không phải là thù giết chồng đoạt vợ gì, chúng ta cứ đợi ở đây bao giờ nữa. 3 tháng qua chỉ thấy hắn đến đây 2 lần, đến bây giờ cũng chỉ tra ra ả đó ở tòa nhà này, ở tầng nào cũng không biết thì làm được gì chứ. Một tên lái xe lười biếng ngậm điếu thuốc nói. Chúng ta cũng không phải không có việc làm mà, còn có chuyện của mình, kiếm tiền quan trọng hơn mà. Hừ, nhị mao này cả đời không nhìn nhầm nhưng chỉ nhìn nhầm một lần đã ngã ngửa ra. Con người tranh hơi, Phật tranh hương. Triệu Quốc Đống hắn tự cho rằng mình rất cẩn thận, trong sạch, tôi phải để mọi người thấy bộ mặt thật của hắn. Nhị mao xa sầm mặt lại nói. Con điếm là băng này trước mặt tôi thì giả vờ trung trinh, trước mặt họ Triệu lại rất ngoan hiền, tôi không tin thằng Triệu Quốc Đống chưa chơi ả. Lực ca, họ Triệu chơi ả cũng là bình thường. Phụ nữ sinh ra không phải để người chơi sao? Thằng kia không cho là đúng nói. Vấn đề nằm ở chỗ chúng ta đợi đây có tác dụng gì? Cứ đến thứ 6 là đến đây rình, dù biết hắn đến, tối ngủ với ả kia thì có tác dụng gì? Chuyện người ta đều muốn thì ai quản làm gì? Cảnh sát bây giờ mặc kệ chuyện này, thời này ngủ với gái thì sao chứ? Có người có bản lĩnh còn ngủ mấy ả nữa đó. Cậu biết gì, thằng Triệu Quốc Đống không đơn giản, bên Ninh Lăng có thể nói rất sạch sẽ. Tôi đã cẩn thận tìm hiểu thì thấy hắn rất lợi hại, kinh tế rất rõ ràng, không thấy chút tì vết gì cả. Nói thật hắn cũng có chút bản lĩnh, từ Hoa Lâm lên Ninh Lăng, chỉ mấy năm đã bò lên làm bí thư thị ủy. Nhược điểm duy nhất của hắn có thể chính là phụ nữ, chỉ cần chúng ta thăm dò được nhược điểm của hắn thì tiền vào vô số. Biết không nhị mao? Ồ, nhị mao lập tức thấy hứng thú nhưng sau đó nhíu mày nói. Lực ca, anh muốn tống tiền hắn. Đừng để chúng ta bị cảnh sát túm đó. Tống tiền hắn ư, ha ha, cậu nghĩ lực ca này là người gì chứ? Chuyện này tôi không làm, đó là phạm pháp. Tôi chỉ hy vọng làm cho hắn phải một lần nữa nhìn nhận lại Trần Đại Lực này, không chừng còn có thể hợp tác nữa đó. Ví dụ như chúng ta đến thầu vài công trình ở Ninh Lăng, nếu không cho miếng đất là được mà. Hắn là con gà đẻ trứng vàng, chỉ cần có nhược điểm của hắn trong tay thì còn sợ hắn không nghe lời sao. Tôi cũng không làm khó hắn quá. Cũng không đưa ra yêu cầu quá đáng. Chậm mà chắc mới được. Nhị mao, cậu gọi Đại Cường nữa. Tôi nói với cậu, tôi không thành công trong chính trị nhưng nhảy sang bên này nhất định sẽ thành công hơn, mà nó sẽ dựa vào thằng Triệu Quốc Đống hết. Nhị mao cũng động tâm nhưng không chắc chắn. Có được không, thời này chơi gái có gì chứ? Chỉ bằng thứ này có thể đối phó hắn sao? Cậu hiểu gì chứ, thứ trong quan trường cậu không biết đâu. Chơi gái không có gì lớn nhưng đó là không có chứng cứ. Chỉ cần chúng ta có chứng cứ thì không sợ hắn không nghe lời. Trần Đại Lực cười lạnh một tiếng giống như thấy Triệu Quốc Đống đang cúi thấp đầu xin xỏ mình vậy. Lực ca, tôi vẫn thấy chưa chắc chắn mấy. Thời này quan bao che nhau, dù chúng ta có chứng cứ bao gái của hắn thì có thể lầm gì chứ? Hắn có thể tìm quan hệ để đè xuống có phải mất công không? Nhị mao kia nói. Ai nói tôi sẽ kiện hắn? Chỉ cần có chứng cứ thì sẽ có nhiều người cần. Có nhiều người muốn hắn mất chức mà. Trong quan trường nó khác với thương trường, hơn nữa tương lai của hắn rộng mở, hắn chấp nhận vì việc này mà đi đời sao. Chúng ta đừng có ép hắn quá chặt là được,
không chừng còn có thể thành bạn đó. Ha ha! Trần Đại Lực có chút đắc ý nói. Quyển 14, chương 104. Hai người nói chuyện một lúc đã gần đến tối. Lực ca, trời tối rồi có lẽ hắn không đến đâu. Tôi đoán hắn không chỉ có một người phụ nữ này. Anh không phải nói vợ hắn đi công tác nước ngoài sao? Đàn ông khỏe mạnh như vậy chẳng lẽ không đi ăn ngoài sao? Đánh chết tôi cũng không tin. 2-3 tháng mới đến đây 2 chuyến, nếu chỉ có mình ả này thì hắn giỏi nhịn như vậy sao? Thằng Nhị Mao chép miệng giơ ống nhòm lên nhìn vào tiểu khu. Từ vị trí này của y vừa vặn có thể thấy cửa ra vào tiểu khu. Hoàn cảnh tiểu khu rất đẹp, cửa được đóng chặt, bảo vệ chu đáo. Xe ra vào đều có máy quay giám sát, 2 bảo vệ đứng canh trước cửa. Nếu muốn chạy quanh cổng là không thể. Trần Đại Lực chọn vị trí khá tốt, từ đây có thể nhìn rõ biển số xe, thậm chí còn có thể thấy người ngồi ở vị trí đằng trước. Hừ, cậu đừng nói làm gì. Hắn ở Ninh Lăng rất giỏi ra vẻ, ít nhất tôi không phát hiện hắn có gì khác thường. Vốn lúc hắn công tác ở Hoa Lâm đã có một ả, sau khi tới Tây Giang càng càn rỡ hơn. Còn ả Vương Lệ Mai cũng bị hắn thu vào tay, còn có ả phó trưởng ban tuyên giáo Phan Xảo kia cũng có qua lại với hắn. Hai ả này ghen ghét tranh sủng ái. Chẳng qua lần này hắn về Ninh Lăng lại thua mình rất nhiều. Nhưng cậu nói đúng, đàn ông khỏe mạnh sao có thể ngậm miệng không ăn gái được. Chỉ là dấu tốt mà thôi. Trần Đại Lực híp mắt lại sờ cằm và cười nói. Đúng thế, ả La Băng này vẫn ở Ando, một hang tháng mới về chơi lần, hắn có thể nhịn được nhưng ả phụ nữ cũng không nhịn được. Nhị Mao cười ha hả nói. Cũng khó cho thằng Triệu Quốc Đống. Ha ha, đàn ông mà, ngoài quyền và tiền cũng chỉ thích gái mà thôi. Hắn có quyền, không thích tiền thì còn không thích gái, hóa ra quá liêm khiết à. Trần Đại Lực lắc đầu nói. Ồ, Lực ca, đến rồi kia. Nhị Mao đang định nói thì trong ống nhòm đã xuất hiện chiếc xe Honda Accord, biển số xe rất quen. Là con ả La Băng đã về, trên xe không có ai trừ khi thằng kia nằm ở ghế sau, xem ra hôm nay hắn không tới rồi. Trần Đại Lực cũng giơ ống nhòm lên cẩn thận nhìn rồi có chút nuối tiếc nói. Hay là chờ thêm chút nữa Lực ca. Nhị Mao không cam lòng. Không cần, nếu không được thì chúng ta nghĩ biện pháp ở đám bảo vệ. Chờ ở đây chỉ nắm giữ thứ cơ bản nhất. Muốn bắt được thứ chúng ta cần thì phải tiến thêm bước nữa mới được. Trần Đại Lực lắc đầu nói. Lực ca, tôi có biện pháp. Nhị Mao suy nghĩ một chút nói. Biện pháp gì? Trần Đại Lực vội vàng hỏi. Tìm con đường nào đó để Đại Cường vào làm bảo vệ. Tôi có tiền án nên khó trà trộn, Đại Cường thì không nên, chỉ cần tìm đúng người là có thể được. Nhị Mao cười hì hì nói. Trần Đại Lực vỗ vai Nhị Mao nói. Nhị Mao, ý kiến rất hay. Biện pháp này đơn giản nhất và dễ làm, nhưng có thể nắm giữ thứ trực tiếp nhất. Ngày sau chỉ cần Triệu Quốc Đống vừa tới, tất cả hành tung đều bị chúng ta nắm được. Cứ như vậy đi. Ngay khi hai người nói chuyện, chiếc xe Honda Accord tiến vào tiểu khu, biến mất sau 2 hàng cây. Xe Santana khởi động, chạy một vòng quanh quảng trường trước tiểu khu, từ từ rẽ vào một góc, ngay sau khi xe này rời đi thì một xe Audi biển Anna cũng tiến vào tiểu khu. Triệu Quốc Đống không biết chỉ một phút trước là hắn có thể bị đối phương bắt gặp. Nếu xe kia đi ngang qua hắn, không chừng có thể nhận ra được. Xe Audi này do mẹ Triệu Quốc Đống đăng ký, bình thường không ai dùng. Anh em Triệu Quốc Đống vốn định thuê lái xe nhưng xe mua xong, lái xe cũng mời nhưng hai ông bà không chịu, cuối cùng chỉ có thể để xe lại, không thuê lái xe nữa. Vì thế xe này thi thoảng Triệu Quốc Đống lên Ando sử dụng mà thôi. Trần Đại Lực đoán không sai. Trong thời gian này Triệu Quốc Đống không rảnh lên Ando, nhưng cũng không phải là 2-3 tháng mới đến có một chuyến như họ nghĩ. Trên thực tế có đôi khi thứ 6 Triệu Quốc Đống tới, có lúc lại là đầu tuần, có lúc lại là lên Ando họp thuận tiện vào, thời gian không xác định, ngược lại thứ 6 không mấy khi đến. Cho nên đám người Trần Đại Lực canh vào chiều thứ 6 lại vồ hụt. La Băng về nhà bắt đầu nấu cơm canh, đây là cô chuẩn bị cho Triệu Quốc Đống. La Băng vừa mới bắc nồi canh xong thì cửa đã mở ra. Căn phòng khách khoảng 30 mét vuông khá ấm áp do bật điều hòa. Triệu Quốc Đống bỏ cặp, bỏ áo khoác ném lên ghế sofa. Triệu Quốc Đống vào bếp, lúc này La Băng đang bận rộn bỏ thịt dê vào lò vi sóng. Thịt dê chín là gần như có được bữa ăn tối hoàn chỉnh. Hắn dựa cửa nhìn La Băng, hai má cô đủ ửng, chiếc áo len màu vàng tôn lên bộ ngực của cô, một cảm giác ấm áp không nói thành lời tràn ngập lòng hắn. Hắn biết đời này vấn đề phụ nữ là nhược điểm lớn nhất của hắn nhưng hắn không thể thay đổi.
La Băng cũng không biết Triệu Quốc Đống đã về. Nếu là bình thường thì phải muộn hơn chút nữa Triệu Quốc Đống mới đến, nhưng hôm nay Triệu Quốc Đống đến sớm hơn đôi chút. Còn có hai hôm nữa là Tết, hắn gọi điện nói sẽ tới làm La Băng mừng như điên. Cuối năm hắn bận như thế nào thì La Băng biết, theo lý thuyết hắn không có thời gian tới mới đúng, nhưng hắn nói muốn đến ăn tối và ở lại đây làm La Băng rất hưng phấn. La Băng vừa nấu ăn vừa khẽ ngâm nga hát, mùi thơm thức ăn làm Triệu Quốc Đống không nhịn được hít sâu một hơi. Bỏ thìa xuống, La Băng hài lòng vặn nhỏ nước nấu canh, mặt ửng hồng lên vì lửa nóng và vì động tình. Chỉ khi tình cảm lên đến tận cùng thì mới thể hiện rõ ràng như vậy trên mặt. Triệu Quốc Đống lặng lẽ đi tới ôm eo cô làm La Băng sợ hãi vung ra, nhưng ngay lập tức cô có phản ứng. La Băng hờn dỗi mắng. Làm em sợ muốn chết, em còn tưởng người xấu vào nhà nữa chứ. Đây là tầng 28, bên ngoài có hai cửa bảo hiểm, người xấu vào kiểu gì? Triệu Quốc Đống áp mặt vào má của cô, khẽ ngửi mùi hương của cô. Triệu Quốc Đống không nhịn được liếm lấy vành tai của cô làm La Băng thiếu chút nữa sụi xuống mặt đất. Đừng mà! La Băng cảm thấy hắn có biến hóa nên mặt càng nóng hơn, thở hổn hển. Cô cố gắng ngửa đầu ra sau để tránh thoát sự tập kích của hắn. La Băng cao, người tròn trịa điển hình của phụ nữ phương Bắc, ngực to, mông lớn, eo hơi thu lại lộ rõ đường cong quyến rũ. Hơn nữa do hay tập luyện khiến cơ thể cô rất cân xứng, rắn chắc. Người xấu vào nhà sao có thể bỏ qua? Triệu Quốc Đống thò tay vào áo len của đối phương. Bên ngoài La Băng mặc áo len, bên dưới chỉ có một chiếc quần tất nung, tay Triệu Quốc Đống dễ dàng chui vào áo cô, vuốt ve vùng bụng trơn nhẵn. La Băng chỉ cảm thấy mình nhanh chóng mất sức chống cự. Hơi thở nóng của hắn truyền vào cổ cô như nham thạch làm cô không thể chống đỡ. Dần dần cô cũng thấy người mình nóng lên, không tự chủ phối hợp tay hắn, làm hắn dễ dàng cởi móc áo ngực của mình. Đôi tay hắn vân về ngực cô, muốn cô chìm vào vực sâu. May mắn nồi canh sôi đã giải cứu La Băng. Nước canh tràn ra bếp vang tiếng xì xì chói tai khiến đôi nam nữ nhận ra đây là nhà bếp. Tiếng thở hổn hển đầy sung sướng hào quện vào nhau. La Băng không nhớ mình đã điên cuồng mấy lần. Cô chỉ biết bây giờ mình không còn sức cử động nữa. Hai người cứ thế dựa sát vào nhau, của hắn vẫn trong cơ thể cô không chịu rời ra. Bố mẹ em muốn em năm nay về nhà ăn Tết. Vẻ sung sướng trên mặt La Băng vẫn chưa tán đi, cô kéo tay Triệu Quốc Đống đặt lên mông mình. Cô biết hắn thích nhất chỗ này của mình. Ồ, Triệu Quốc Đống có chút kinh ngạc nói. La Duệ mấy lần tìm em, bố mẹ cũng gọi điện nói hy vọng em về nhà ăn Tết. La Băng khẽ nói. Đây là chuyện tốt mà. Anh không phải sớm bảo em nên vứt hết khúc mắc hay sao? Dù như thế nào cũng là người nhà, chuyện đáng mừng. Triệu Quốc Đống vui thay cho La Băng. Sợ là La Duệ đã biết quan hệ giữa em và anh. Y hỏi em sao không kết hôn, em nói không muốn, y không tin nên hỏi em có phải thích anh không? La Băng úp mặt vào tay Triệu Quốc Đống. Quyển 14, chương 105. Triệu Quốc Đống có chút chấn động vì tin này. Em không trả lời y nhưng em biết ý của y là gì. Em đã trưởng thành, có cuộc sống của mình, không cần ai chỉ dẫn gì cả. Em sẽ không bao giờ hối hận với quyết định của mình. La Băng nói rất nhẹ nhàng nhưng lại làm Triệu Quốc Đống cảm động. Không hối hận, hay cho câu này. Triệu Quốc Đống không nhịn được ôm chặt cô vào lòng, muốn hai người hoàn toàn hợp nhất với nhau. Quốc Đống, anh không cần có áy náy hay bất an gì cả. Em chọn con đường này vì em cảm thấy mình hạnh phúc và thỏa mãn. Một ngày nào đó anh cảm thấy em mang đến phiền phức cho anh, em sẽ tự mình rời đi. Thật đó, bây giờ em chỉ muốn cứ ở xa xa mà chờ, em thích cảm giác này bởi vì chờ như vậy mới làm người ta hạnh phúc. La Băng lắc đầu lấy tay phất phất ngọn tóc trên đầu Triệu Quốc Đống. Đầu đàn ông, eo phụ nữ đều là cấm địa, nhưng lúc này Triệu Quốc Đống rất muốn vùi đầu vào ngực cô, lẳng lặng cảm nhận sự yên bình này. La Duệ là anh trai của La Băng, mặc dù quan hệ hai người không tốt nhưng cũng là ruột thịt, y đương nhiên phải quan tâm đến cuộc sống của La Băng. La Băng đã qua một cuộc hôn nhân ngắn, với điều kiện của cô không phải không tìm được đối tượng thích hợp. Mà cô không muốn kết hôn thì nhất định là trong lòng có người nào đó. Trong lòng có người nhất định sẽ là quanh phạm vi cô tiếp xúc. La Băng quan hệ không rộng, nhất là sau khi đến Ando càng là bảo thủ, chỉ đi từ cơ quan về nhà. Quan hệ ở cơ quan chỉ là bạn bè bình thường. Cô chỉ quan hệ mật thiết với mình Trình Nhược Lâm, La Duệ cũng biết. Bạn khác giới thì theo La Duệ biết chỉ có Triệu Quốc Đống, Trang Quyền cùng Bối Thiết Lâm. Bối Thiết Lâm là thủ trưởng của thủ trưởng La Băng, không thể có khả năng.
Trang Quyền vì quan hệ với Triệu Quốc Đống nên mới quen La Băng, cũng không thể. Mà tuổi của Triệu Quốc Đống và La Băng lại tương đương, hơn nữa vốn là lãnh đạo trực tiếp của La Băng, làm việc lâu như vậy ở Hoa Lâm, như vậy chỉ có thể là Triệu Quốc Đống mà thôi. Mặc dù La Băng hơn Triệu Quốc Đống 2 tuổi nhưng La Băng lại là người phụ nữ ít thay đổi bề ngoài theo tuổi, cô thoạt nhìn như mới 27, 28 tuổi, có lẽ đến 40 vẫn trông như 30. La gia đều là người ít lão hóa, hơn nữa La Duệ cho rằng La Băng rời khỏi chính trị mà về nhà bếp chỉ là do thân phận của Triệu Quốc Đống nên mới làm thế. Chỉ tiếc Triệu Quốc Đống đã kết hôn nên giữa hai người không thể nào công khai được. Mặc dù La Duệ biết tương lai của Triệu Quốc Đống rộng mở, thậm chí có thể nói về sau giúp đỡ mình không ít, nhưng y không muốn em gái mình duy trì quan hệ mờ ám với Triệu Quốc Đống. Dựa vào người đàn ông của em gái mà phát triển trong chính trị thì chỉ sợ không một ai có thể chấp nhận. Đương nhiên chuyện này diễn ra trước khi hai anh em hòa giải làm La Băng cũng dễ chịu hơn một chút. La Duệ cũng bóng gió ám chỉ La Băng không nên có bất cứ hy vọng gì vào Triệu Quốc Đống, La Băng đương nhiên hiểu rõ. Đối với chuyện này La Duệ chỉ có thể im lặng, La Băng không muốn nói nhiều ở chuyện này nên y cũng phải như vậy mà thôi. Y thậm chí còn che giấu với bố mẹ, em trai, nói là La Băng thích sống độc thân. Triệu Quốc Đống đến vị trí này sẽ khiến bất luận nhân tố khác cũng không được ảnh hưởng đến hắn. La Băng biết Triệu Quốc Đống có quan hệ với mình là tối kỵ trong chính trị, cũng may mình ở Ando, hơn nữa Triệu Quốc Đống ở đây không lâu, cho nên miễn cưỡng giữ bí mật. Nhưng nếu cứ tiếp tục một khi Triệu Quốc Đống vì công việc mà lên Ando thì dễ lộ ra. Nhưng bây giờ La Băng không nghĩ nhiều như vậy, đúng như cô nói cô muốn hưởng thụ thời gian hạnh phúc này, về chuyện khác để tương lai tính. La Duệ bây giờ có tốt không? Hai người ôm chặt lấy nhau lấy hơi ấm và muốn thời gian ngừng trôi để tận hưởng cảm giác hạnh phúc này được lâu hơn. Nói như thế nào nhỉ? Y làm ủy viên đảng ủy, tránh văn phòng ban quản lý khu công nghệ cao Ando. Chẳng qua sau khi chủ nhiệm đổi người khiến tình cảnh của La Duệ không quá tốt. Chủ nhiệm mới không thích người mà chủ nhiệm cũ lưu lại, đang dần thanh lọc, đây là lời La Duệ nói. Chẳng qua La Duệ vẫn tận tâm trong công việc, thêm cả là ủy viên đảng ủy nên có lẽ trong lúc nhất thời không đến lượt. Chẳng qua theo em thấy không quá lạc quan. La Băng khá quan tâm chuyện của anh trai mình. Sếp nào nhân viên đó là bình thường, nhưng dù lãnh đạo nào lên chức cũng cần dùng người có năng lực. Anh đoán khả năng đổi vị trí của La Duệ là không lớn. Ít nhất nếu anh làm chủ nhiệm ban quản lý thì sẽ không phạm sai lầm cấp thấp như vậy. Đương nhiên trừ khi La Duệ chủ động dựa vào đối phương thì không có hy vọng lên chức. Triệu Quốc Đống phân tích. Lô Vệ Hồng là nhân vật có tính quyết đoán. Chỉ tiếc y đứng bên Diêu Văn Chí. Sau khi Tôn Liên Bình lên làm bí thư thị ủy điều chỉnh khiến Lô Vệ Hồng mặc dù vẫn là thường vụ thị ủy nhưng lại sang làm chủ tịch mặt trận Tổ quốc kiêm chủ tịch Liên đoàn Lao động coi như là bị đẩy sang bên. Chẳng qua Diêu Văn Chí sang Nam Việt làm phó chủ tịch tỉnh đã mang lại một chút hy vọng cho Lô Vệ Hồng. Khu công nghệ cao Ando không quá khởi sắc, biểu hiện kém nhiều so với mấy năm trước. Nghe nói tỉnh ủy rất không hài lòng với biểu hiện của bọn họ. Lần trước khi bí thư ứng đến khách sạn cũng đã phê bình quan niệm của ban quản lý lạc hậu, yếu kém, phương pháp thu hút đầu tư đơn giản, không có sáng tạo. Em nghe La Duệ nói lúc ấy mặt chủ nhiệm ban quản lý trắng bệch, mồ hôi như tắm. Sau khi bí thư ứng đi, vị chủ nhiệm kia đã khẩn cấp họp toàn bộ cán bộ, yêu cầu chấn chỉnh, thay đổi bộ mặt. Sau khi quan hệ hai anh em được cải thiện, đi lại nhiều lên. La Duệ thi thoảng bảo La Băng về nhà mình ăn. La Băng cũng thi thoảng mời vợ chồng La Băng, La Khanh ra ngoài ăn. Quan hệ giữa La Khanh với La Băng không thân như giữa La Băng và La Duệ. Có lẽ nguyên nhân do tuổi khác nhau, bây giờ La Khanh đã là phó đại đội trưởng đội an ninh trật tự phân cục Liên Hồ, quan hệ của mọi người cũng dần hòa hợp hơn. La Băng điều đến làm phó chánh văn phòng học viện điện ảnh tỉnh làm bố La Băng cảm thấy quan hệ của La Băng rất rộng. La Duệ cũng mơ hồ đề cập đến việc La Băng lúc công tác ở Ninh Lăng đã quen nhiều bạn có lai lịch. Vì thế ông bố cũng không tránh được nói bóng nói gió với La Băng vài câu, muốn cô có thể giúp La Duệ và La Khanh. Nhưng La Băng đã rời khỏi chính trị, cô đương nhiên biết La Duệ đến vị trí này không phải ai cũng có thể giúp được. Khu công nghệ cao Ando là khu khai phát cấp quốc gia, bí thư đảng ủy, chủ nhiệm ban quản lý thường đều do thường vụ thị ủy Ando kiêm nhiệm. Phó chủ nhiệm thường trực đã tương đương cấp phó sở, phó chủ nhiệm và ủy viên đảng ủy bình thường cũng là cấp chính huyện. La Duệ đến vị trí cấp chính huyện nếu muốn tiến lên thì phải thông qua ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Vốn Triệu Quốc Đống có quan hệ khá tốt với phó trưởng ban thường trực, ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, Trang Quyền nhưng người này đã điều đi.
La Băng biết Triệu Quốc Đống có thể lên chức bí thư thị ủy Ninh Lăng không phải là Trang Quyền có thể giúp, nhưng cô không rõ quan hệ của Triệu Quốc Đống ở trên tỉnh ủy. Cô cũng không bao giờ hỏi. Bây giờ bố cô muốn cô giúp La Duệ, điều này làm La Băng có chút khó xử. Chuyện này cô không tiện mở miệng nói với Triệu Quốc Đống. Lúc La Duệ cạnh tranh chức chánh văn phòng ban quản lý khu công nghệ cao, Triệu Quốc Đống đã giúp đỡ, điểm này cả La Duệ và La Băng đều biết. Bây giờ Trang Quyền đã rời đi nên nhiều chuyện không dễ nói. Quốc Đống, vậy anh cảm thấy La Duệ bây giờ nên làm gì? Y bây giờ cũng rất đau đầu, quan niệm của bộ máy ban quản lý khu khai phát khá loạn, em nghe y nói vài quy hoạch của bí thư Lô đã bị tạm dừng. Quan điểm của bí thư bây giờ đang không ngừng điều chỉnh, đến giờ vẫn chưa có quy hoạch ra hồn, điều này làm La Duệ không biết theo ai. Anh nói y có phải nên nghĩ biện pháp đổi đơn vị không? Em nghe nói La Duệ có bạn làm ở ban tổ chức cán bộ Ando nên muốn qua quan hệ này mà đổi vị trí. La Băng nói làm Triệu Quốc Đống không nhịn được cười. La Duệ thông minh như vậy thì lời này đương nhiên là y muốn thông qua miệng La Băng chuyển đến cho mình, muốn nghe ý kiến và cái nhìn của mình, có thể là xem mình có thể giúp y hay không. Quyển 14, chương 106. Đổi lại vị trí hay không thì còn do nhiều nhân tố quyết định. La Duệ công tác ở khu công nghệ cao lâu như vậy, quen thuộc tình hình, công việc thuận lợi. Bây giờ vì lãnh đạo chủ yếu điều chỉnh khiến công việc xuất hiện vài khó khăn cũng không phải do chính y. Hơn nữa bây giờ y đã là cán bộ cấp chính huyện, nếu điều sang quận, huyện khác của Ando thì ít nhất cũng phải làm phó chủ tịch thường trực hoặc phó bí thư mới có ý nghĩa. Nếu chỉ là phó chủ tịch bình thường thì anh thấy không có ý nghĩa mấy. Nếu La Băng hỏi, Triệu Quốc Đống không thể không trả lời. Đổi lại hoàn cảnh không có vấn đề gì, chủ yếu là đến vị trí nào. Bạn của La Duệ có đủ thực lực để giúp La Duệ hay không cũng là vấn đề. Thời này bạn học nhiều mà, chính thức dùng hết sức giúp lại không có mấy. La Băng cũng biết Triệu Quốc Đống nói có lý. Đổi lại hay không đều có lợi và hại, chủ yếu là xem đến vị trí gì, đó mới là điều quan trọng nhất. Một hoàn cảnh xa lạ nhưng nếu ở vị trí có thể phát huy sở trường của anh thì mới làm anh có thể phát triển thêm được. Triệu Quốc Đống chưa bao giờ chính thức gặp riêng La Duệ. Ngoài lần đó gặp ở khách sạn Văn Hoa Gia, sau đó mặc dù hai bên cũng biết có quan hệ nhưng hiếm khi gặp gỡ, thường là thông qua La Băng để truyền lời. La Duệ tuy biết Triệu Quốc Đống bây giờ là ngôi sao sáng trong chính trường tỉnh An Nguyên, Ninh Lăng phát triển như mặt trời giữa trưa nên cũng đoán được Triệu Quốc Đống lên vị trí quan trọng hơn chỉ là vấn đề thời gian. Triệu Quốc Đống cũng biết La Duệ làm khá tốt ở khu công nghệ cao, chỉ là lại gặp phải việc thay đổi lãnh đạo mà thôi. Diêu Văn Chí sang Nam Việt cùng với việc Lô Vệ Hồng rời khỏi khu công nghệ cao khiến tương lai của La Duệ mơ hồ hơn. Mặc dù y coi như cán bộ cấp chính huyện trẻ tuổi nhưng đến được vị trí này đương nhiên muốn lên vị trí cao hơn. Tuổi không đợi người, 3-5 năm trôi qua anh sẽ phát hiện mình cách vị trí cấp sở càng lúc càng xa. Thấy La Băng vẫn đang suy nghĩ chuyện của La Duệ, Triệu Quốc Đống ngáp dài một tiếng, nhích lại gần, kéo chăn đắp. La Băng, có một số việc gấp cũng không được. La Duệ muốn tiến bộ là điều bình thường, nhưng không nên nóng lòng. Anh đề nghị y nên cẩn thận phân tích tình hình một chút, ngoài ra phải xác thực xem bạn học kia của y nói có thể thực hiện hay không. Không nên lộ bất cứ ý việc mình muốn đổi nơi công tác với người ngoài, nó sẽ hại y. Vâng, điều này La Duệ biết, cũng chỉ đi xem một chút mà thôi. Cuối năm rồi nên cũng không thể tính tới việc gì khác. La Băng cũng cảm thấy điều này nên ngoan ngoãn gật đầu. Cô nhận ra Triệu Quốc Đống ở bên trong bắt đầu nghịch ngợm nên vội vàng dán sát người vào. Ngủ thôi. Có ngủ hay không không phải do em quyết định. Triệu Quốc Đống cười cười vỗ cô. La Băng trừng mắt nhìn hắn nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo hắn. Bí thư Triệu, chắc xong rồi. Chuyện năm nay coi như kết thúc, cũng nên có cái Tết nhàn nhã chứ. Tăng Lệnh Thuần cùng Mã Nguyên Sinh, Triệu Quốc Đống từ đồn công an Ninh phố phồn hoa nhất nội thành đi ra, lên xe. Ngày 30 nên xe đi lại rất tấp nập, mọi người đều vội vàng về nhà ăn bữa tất niên. Các cửa hàng đều cố gắng bán hết sức có thể, mà mọi người cũng vui vẻ đi lại trên đường. Sáng nay trời có nắng nên khá ấm áp. Xe tuần tra cảnh sát chạy điện từ từ lướt qua xe mấy người. Hai cảnh sát vũ trang ngồi trên xe, hai cảnh sát nhân dân ngồi ghế trên quan sát dòng người qua lại. Đối với loại xe cảnh sát tuần tra mới này đã khiến nhiều người dân chú ý. Xe trông khá đẹp mắt đúng là làm người dân ưa thích. Nguyên Sinh, Cục Công an mua bao xe tuần tra chạy điện loại này. Nhìn qua cửa kính, Triệu Quốc Đống cảm thấy dân chúng tiếp nhận cao loại xe tuần tra này. Hơn nữa bởi vì không có cửa xe và kính nên đã kéo gần khoảng cách của đôi bên.
hai cảnh sát thi thoảng nói chuyện với các chủ cửa hàng ven đường với thái độ khá thân thiện. Sau khi Mã Nguyên Sinh làm bí thư đảng ủy chính pháp, Triệu Quốc Đống đã đổi cách gọi y. Theo Tằng Lệnh Thuần thấy đây là thể hiện quan hệ của đôi bên đã sâu sắc hơn. Bí thư Triệu, hiện nay mới có 4 chiếc, để 4 đồn công an nội thành mỗi nơi 1 chiếc. Ngoài ra Cục Công an cũng đã báo cáo lên thị trưởng Cố để mua thêm 8 chiếc, tranh thủ cho 4 đồn công an mỗi nơi 2 cái, 4 đồn công an ngoại ô mỗi nơi 1 cái. Mã Nguyên Sinh thấy Triệu Quốc Đống hài lòng cũng vui lây. Tôi thấy khu trung tâm thị xã và ngoại ô của Ninh Lăng khác nhau không nhiều, thậm chí giới hạn cũng rất mơ hồ. 2 năm trước khu Giang Đông có lẽ không được coi là ngoại ô mà. Bây giờ thì sao? Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Khu Hà Nam theo tôi nhớ năm 98 là nơi không ai thèm đến, gọi là xa xôi. Bây giờ thì là khu trung tâm chứ. Có đôi khi điều kiện giao thông được cải thiện sẽ làm một khu vực nhanh chóng thay đổi. Cơ quan công an các anh khi thành lập đồn công an cũng cần có bố trí hợp lý, phải nhìn nhận trước thời gian, nếu không sẽ phải đuổi theo tình thế. Ừ, Bí thư Triệu, Cục Công an cũng đã cân nhắc vấn đề này. Nhất là cân nhắc Đông Giang vốn thuộc phân cục ngoại ô, bây giờ tình hình biến hóa rất lớn. Hơn nữa giai đoạn 3 của khu Giang Đông có thể sẽ sớm được xây dựng hơn dự kiến. Hơn nữa khu công nghiệp Đông Giang cũng đang phát triển nhanh chóng, nên Đảng ủy Cục Công an đang tính đến làm như thế nào ứng phó được biến hóa này. Mã Nguyên Sinh gật đầu nói. Tôi vẫn cho rằng muốn phát triển kinh tế thì không thể không có xã hội ổn định. Công tác an ninh trật tự tốt là truyền thống của Ninh Lăng, điểm này phải duy trì cho tốt. Ai nếu đánh mất điểm này thì đó là tội nhân. Năm nay tình hình phát triển của Ninh Lăng chúng ta sẽ càng đáng mừng hơn nữa. Nhưng từ góc độ kia mà nói sẽ tạo ra áp lực lớn hơn nữa đối với hệ thống chính pháp. Trọng trách của anh không nhẹ đâu. Triệu Quốc Đống nói. Hệ thống chính pháp phải đi trước phát triển kinh tế, chỉ như vậy mới đảm bảo cơ sở cho phát triển kinh tế. Một hoàn cảnh tốt thì mới có thể khiến kinh tế có chỗ dựa vững chắc. Bí thư Triệu, lời này của ngài làm tôi thấy thanh thản. 2 năm nay đội ngũ công an được xây dựng có biến hóa lớn, nhưng nói tóm lại vẫn có chênh lệch với vài nơi khác. Đảng ủy Cục Công an cũng nghiên cứu nhiều lần việc tăng lực lượng và cải thiện trang thiết bị. Sở Công an cũng đang có ý tăng biên chế nhưng do tình hình tài chính hơn 2 năm trước khó khăn nên không được giải quyết. Mã Nguyên Sinh cười ha hả nói. Anh không cần nói nhiều, hội nghị thường ủy đầu năm sẽ nghiên cứu mấy hạng mục quan trọng. Anh bây giờ đã là thường vụ thị ủy, có vấn đề anh cứ nói thẳng yêu cầu thị ủy, ủy ban giải quyết. Đương nhiên anh có thể sớm trao đổi với mấy người Dược Quân, Lão Lam, Vĩnh Bân, Phượng Minh, tranh thủ quyết định trong hội nghị. Việc này không nên kéo dài. Có thể đưa ra quy hoạch trước vài năm. Triệu Quốc Đống xua tay nói. Lệnh Thuần, xác định các vấn đề nghiên cứu trong hội nghị thường ủy đầu năm, đưa cả việc này vào, ưu tiên nghiên cứu thảo luận. Tằng Lệnh Thuần ngồi phía sau cười cười một tiếng và đưa ngón cái lên với Mã Nguyên Sinh, ra hiệu Mã Nguyên Sinh quá nhạy bén, vài câu đã có thể giải quyết vấn đề khó khăn của Cục Công an mấy năm qua. Bí thư thấy khó thì sẽ khó, bí thư thấy không khó thì sẽ không khó. Mấy xe tuần tra làm Triệu Quốc Đống vui vẻ, hơn nữa tâm trạng mấy hôm nay cửa Triệu Quốc Đống khá tốt nên Mã Nguyên Sinh thuận thế nói vài câu coi như xong chuyện. Mã Nguyên Sinh cũng rất phấn khởi đưa tay ôm quyền với Tằng Lệnh Thuần ra vẻ cảm ơn đã ủng hộ. Tâm trạng Triệu Quốc Đống đúng là vui vẻ. Đợt Tết này Trung Dược Quân chủ động nhận trực ban thay Triệu Quốc Đống, nói là cho Triệu Quốc Đống có thời gian về gặp vợ. Mặc dù Lưu Nhược Đồng phải mồng 4 mới về nhưng có thêm 2 ngày nghỉ vẫn tốt hơn mà. Tết năm nay Triệu Quốc Đống có rất nhiều lịch, nhất là năm nay hắn dự định đến Côn Châu cùng Kiềm Dương gặp Thái Chánh Dương và Liễu Đạo Nguyên. Một là nghỉ ngơi, hai là muốn gặp hai vị này một lần, coi như cảm ơn sự quan tâm và ủng hộ của hai người đối với mình mấy năm qua. Quyển 14, chương 107. Khi Triệu Quốc Đống rời khỏi Ninh Lăng thì đã là 1 giờ chiều. Đoạn đường cao tốc từ Kim Lương đến Thổ Thành chưa làm xong nhưng đoạn đường cao tốc từ Ninh Lăng đến Thổ Thành. Kim Lương đến An Đô đã thông xe, tuy hơi phiền toái một chút chiếc Audi chỉ mất 20, để đi từ Ninh Lăng đến trạm thu phí đường cao tốc ở Thổ Thành, ít nhất thì cũng tiết kiệm được 25, so với con đường quốc lộ 915 cũ kỹ trước đây. Lướt qua đỉnh Tà Nguyệt Lĩnh thì vẫn còn có thể nhìn thấy được khí thế ngút trời của công trường xây dựng quốc lộ, chắc phải chiều 30 mới thu dọn được, sang năm mới phải thông xe toàn tuyến nên đơn vị xây dựng cũng không dám lơi lỏng. Từ Kim Lương đến trạm thu phí Liên Diệp Bình, An Đô dài hơn 200 km mà chỉ mất hơn nửa giờ là tới. Triệu Quốc Đống không biết cảnh sát giao thông trên đường cao tốc có làm việc hay không,
cũng không biết máy bắn tốc độ trên đường cao tốc chỉ là để hù dọa người hay là thực sự đã bị ghi chép trong hồ sơ. Chẳng qua Bành Trường Quý hình như cũng biết được nỗi nhớ nhà của mình nên không để ý đến mấy thứ này. Hắn chỉ cam đoan an toàn xong là phát huy tính năng ổn định với tốc độ cao của chiếc xe Audi nhập khẩu này tới mức cực hạn, trên đường đi gần như là gặp xe là vượt qua, phi băng băng trên suốt quãng đường, tốc độ của xe hầu như luôn giữ ở mức 150 km/h. Thời gian thông xe con đường cao tốc này không còn dài, lưu lượng xe lớn đến mức không tính được, trải qua vài lần tu sửa cộng với tình hình giao thông không tệ cho nên về cơ bản là không có xe tải trọng lớn hoạt động. Phí đường cao tốc rất cao là nguyên nhân chính khiến giới kinh doanh vận tải vốn quen tính toán chi li không dám qua lại. Mà xe minibus và bus tốc độ cao cũng rất ít, vấn đề phí tổn và tính thuận tiện của hành khách cũng đều là nguyên nhân hạn chế loại xe này đi trên đường cao tốc, do đó trên con đường cao tốc này về cơ bản là quốc lộ dành cho xe con chuyên dụng. Đường cao tốc An Tương là một trong những công trình trọng điểm, kế hoạch 15, của tỉnh An Nguyên, con đường cao tốc này đã cải thiện được điều kiện giao thông của An Đông, có tác dụng rất lớn trong việc giảm bớt áp lực lưu lượng qua lại phía Đông An Đô qua quốc lộ 915. Chỉ riêng việc thông xe đoạn đường từ Kim Lương đến An Đô đã giảm áp lực giao thông rất nhiều cho Vĩnh Lương, đường cao tốc dành cho xe con này đã biến quốc lộ 915 trở thành con đường chuyên dụng cho xe vận tải và xe bus. Một khi toàn tuyến An Đô, Trường Sa được thông suốt thì đoạn quốc lộ 915 từ An Đô đến Trường Sa sẽ lại càng nhanh chóng. Tổng công ty xây dựng Thiên Phu cũng tham gia vào việc xây dựng đường cao tốc An Tương, chẳng qua Thiên Phu chỉ nắm một đoạn nhỏ trong phạm vi Tương Tây chứ không trong phạm vi tỉnh An Nguyên. Công trình của bọn họ cũng gần kết thúc rồi, chắc là sẽ hoàn thành cùng với đoạn Kim Lương, Thổ Thành đến thực hiện thông xe toàn tuyến An Đô, Trường Sa. Phần lớn lợi nhuận hiện giờ của xây dựng Thiên Phu đều từ việc xây dựng đường cao tốc, bởi vì đã lăn lộn trường kỳ trong phương diện này nên gần như mỗi khi đấu thầu đường cao tốc quốc nội thì xây dựng Thiên Phu đều không trả giá thấp, cũng nhờ đó mà xây dựng Thiên Phu khá nổi tiếng trong giới xí nghiệp dân doanh. Quốc lộ Điền Miễn đã cung cấp một vũ đài cực lớn cho xây dựng Thiên Phu, về cơ bản thì đây là một con đường được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc lộ cấp 1 mang tính chiến lược thúc đẩy phát triển giữa Điền Nam và Miến Điện. Hay nói cách khác là có tác dụng mang tính lịch sử trong việc trao đổi kinh tế và thương mại giữa Trung Quốc và ASEAN. Cũng chính bởi vì xây dựng Thiên Phu là một xí nghiệp dân doanh khá thành công ở trong và ngoài nước nên cũng khiến con đường đi lên thị trường chứng khoán của nó khá thuận lợi. So với lịch trình lên thị trường chứng khoán thâm quyến của nước khoáng Thương Lãng thì xây dựng Thiên Phu chọn đưa ra thị trường chứng khoán Hồng Kông, việc triển khai hoạt động ở giai đoạn tiền kỳ đều khá thuận lợi. Điều này khiến cho công ty mẹ của xây dựng Thiên Phu là tập đoàn Thiên Phu bắt đầu được giới truyền thông Hồng Kông chú ý, nhất là tập đoàn Thiên Phu còn có một công ty con là bất động sản Thiên Phu ngày càng có sức ảnh hưởng ở lục địa. Mãi cho đến khi chiếc Audi dừng lại thì Triệu Quốc Đống vẫn còn đang xuất thần, xây dựng Thiên Phu đã tiến vào quỹ đạo, không biết sau khi lên thị trường chứng khoán Hồng Kông thì mình có nên suy xét tới việc giảm nắm giữ hay không. 4 giờ chiều. Chiếc Audi đã đưa Triệu Quốc Đống bình an đến trước cửa căn biệt thự của hai vợ chồng Triệu Phu Vọng và Hứa Tú Cần. Mặc dù đây là khu biệt thự nhưng căn biệt thự 2 tầng của Triệu Phu Vọng lại tỏ ra khá mộc mạc, thậm chí có thể nói là đơn giản, so sánh với các căn biệt thự hàng xóm xung quanh thì ngôi biệt thự của Triệu gia này thực sự khiêm tốn hơn hẳn. Bất kể là hoa viên hậu viện hay là bãi cỏ phía trước thì đều do chính tay Triệu Phu Vọng ra tay, điều này đương nhiên không thể so với đội ngũ thiết kế chuyên nghiệp do các nhà hàng xóm mới tới được. Tuy chiếc ga, ra thừa đủ để chứa 3 chiếc xe nhưng cũng chỉ có một chiếc Audi đỗ ở đó, đối với những nhà cư trú ở đây mà nói thì Audi tuyệt đối chỉ có thể coi là loại xe trung phẩm, BMW 7S và Mercedes dòng S-Class cũng mới được tính là xứng đôi với nơi xa hoa này, xe Nhật Bản chắc chắn không thể xuất hiện ở đây được. Triệu Quốc Đống thích sự an toàn tuyệt đối ở nơi này, hệ thống giám sát cùng với đội ngũ bảo vệ trách nhiệm và tố chất cao là nguyên nhân chủ yếu mà hắn lựa chọn nơi này. Tuy rằng phí quản lý rất cao, thậm chí có phần hơi thái quá nhưng Triệu Quốc Đống cảm thấy rất giá trị, do hai ông bà không muốn thuê bảo mẫu nên hắn không muốn vì một vài nhân tố ngoài ý muốn mà xuất hiện việc gì đó khiến cả đời tiếc nuối. Khẽ đẩy cánh cổng gỗ thấp vào, giàn nho đơn giản phía trước tiền viện đã che cản khá nhiều ánh nắng, mặt trời lúc 4 giờ chiều ngày mùa đông đã mất đi sức nóng mà chỉ lưu lại cho người ta chút cảm giác ấm áp về tâm lý chứ thực chất cũng chẳng nóng được bao nhiêu. Trên chiếc ghế trúc không một bóng người. Một chồng báo, Nhật báo An Nguyên, và báo Đô thị Hoa Trung. Đây là một phần thú vui tiêu khiển mà người cha già vẫn giữ sau khi về hưu, một tách trà hoa nhài nồng đượm, đây là thứ mà bố mình thích nhất. Ủa, Lam Đại, là em sao? Bóng ảnh quen thuộc xuất hiện ở trong phòng khách,
một cô gái yểu điệu trong bộ đồ ở nhà không hề chú ý tới sự xuất hiện của Triệu Quốc Đống mà đang chú tâm dùng máy hút bụi. Anh về đó à, Triệu Thúc, Hứa Di, anh Quốc Đống đã trở về rồi. Trên mặt cô gái xuất hiện nụ cười vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, đồng thời sắc mặt cũng đỏ bừng lên, đôi mắt trong trẻo cũng tràn đầy hỉ ý. Triệu Quốc Đống cảm thấy mất tự nhiên, hôm nay chính là 30 Tết, sao Lam Đại lại xuất hiện ở trong nhà bố mẹ mình? Hắn mơ hồ biết Lam Đại thường xuyên đến chỗ bố mẹ mình, tần suất có khi một tháng một lần, điều này là do Triệu Quốc Đống tính ra từ cuộc nói chuyện hàng ngày với bố mẹ. Bố mẹ mình cũng rất có cảm tình với Lam Đại, có lẽ là do mấy đứa con ở bên ngoài cả năm, chẳng mấy khi có dịp trở về nhà nên hết sức thích thú một cô gái xinh đẹp lại còn biết nói tiếng phổ thông như Lam Đại. Triệu Quốc Đống cũng không biết vì sao Lam Đại lại có thể biết bố mẹ mình nhưng giờ thì cô lại trở thành khách quen của bố mình rồi. Bình thường thì cũng tới nhưng hôm nay thì lại khác. Triệu Quốc Đống cũng chẳng biết nói gì với Lam Đại, cô gái này không đơn giản, bề ngoài thì lạnh lùng xinh đẹp nhưng tâm tư thì lại cẩn thận, thâm trầm. Nghe nói đã làm ở văn phòng An Đô tại Bắc Kinh được hơn một năm và khá được chủ nhiệm văn phòng tán thưởng. Sự xuất hiện của bố mẹ khiến Triệu Quốc Đống thu lại mấy lời đang định nói, trong tình cảnh này thì nói gì cũng đều không có ý nghĩa, rõ ràng là bố mẹ mình rất hy vọng Lam Đại ở lại. Ngẫm lại cũng phải. Một cô gái nhà ở Đông Bắc, giờ lại lẻ loi một mình ở An Đô, đêm giao thừa nhà người ta thì đều vô cùng náo nhiệt còn cô thì lại một thân một mình ở trong ký túc xá, cái tư vị này đối với một cô gái mà nói thì đúng là khó mà chịu nổi. Nghĩ vậy Triệu Quốc Đống cũng không nhịn được phải thầm than trong lòng, một cuộc trao đổi 10 năm trước suýt khiến mình và cô gái này kết duyên phận, 10 năm trôi qua mà quan hệ giữa mình với cô vẫn không rõ. Cổ Tiểu Âu thì không nói, Kiều San và Đồng Úc, bây giờ còn có Lam Đại. Cũng không biết cái này rốt cuộc là số đào hoa hay là nghiệt duyên của mình nữa. Nhìn thấy vẻ mặt Triệu Quốc Đống cũng không có gì khác thường, tâm sự vẫn treo lơ lửng trong lòng của Lam Đại rốt cuộc cũng được thả lỏng. Cô vẫn luôn lo sợ Triệu Quốc Đống mất hứng với sự xuất hiện của mình, nhất là trong những ngày này, đây là thời điểm mà người một nhà đoàn tụ, mình thực sự không thích hợp xuất hiện ở nơi này, nhưng đêm lạnh gian nan, không trở về quê nên cô không còn chỗ nào có thể đi nữa. Trước kia có đôi khi cô còn tới Lưu gia nhưng một hai năm vừa rồi cô lại dần dần không muốn đi, Lưu Triệu Quốc thay đổi quá lớn, thời gian về nhà cũng càng ngày càng ít, cô thậm chí còn biết Lưu đang ẩn chứa một vài nguy cơ. Em còn biết cái gì? Triệu Quốc Đống tựa vào ghế salon một cách khá mệt mỏi, tay day mạnh vào hai huyệt thái dương, tuy rằng hắn đã sớm dự liệu được đôi chút nhưng những tin tức từ lời Lam Đại đã chứng minh sự lo lắng trong nội tâm của hắn. Đừng nhìn địa vị của Lưu Triệu Quốc ở thành phố An Đô vững như Thái Sơn, thậm chí quan hệ với Tôn Liên Bình còn khá mật thiết, nhưng hắn đã đi đến bước này thì có nghĩa rằng muốn quay đầu là rất khó, thậm chí có thể nói là không còn đường quay đầu. Lam Đại liếc nhìn Triệu Quốc Đống có phần e sợ. Không biết vì sao, cô phát hiện cứ ở trước mắt Triệu Quốc Đống là cô lại có một khát vọng khó diễn tả là được hắn chú ý tới, nhưng một khi tâm tình đối phương không tốt thì cô lại rất khẩn trương và khó chịu. Cô cũng không biết tại sao mình lại biến thành như vậy, chẳng lẽ là vì lời hứa hẹn 10 năm trước? Thật sự là vì lời hứa đó sao? Anh đang hỏi em, sao em lại thất thần? Triệu Quốc Đống có hơi tức giận nhìn chằm chằm cô gái ngồi đối diện đang như một cô bé phạm sai lầm hối lỗi trước mắt người lớn. Thấy ánh mắt vô tội như vậy càng khiến Triệu Quốc Đống bực mình. Những chuyện khác thì em không rõ lắm, nhưng em thấy đại tỷ thường xuyên cào nhau, có đôi khi còn mắng Lưu ca. Chỉ khi ở trước mắt Triệu Quốc Đống thì Lam Đại mới có thể mở rộng nội tâm nói thẳng tất cả ra như vậy. Những lời này em chưa từng nói với ai khác đó chứ? Triệu Quốc Đống nhìn thẳng vào đôi mắt của đối phương. Chưa à? Lam Đại trả lời một cách rất chắc chắn. Anh biết rồi. Triệu Quốc Đống chống tay lên trán, day day cơn nhức đầu này. Quyển 14, chương 108. Lam Đại thấy sắc mặt Triệu Quốc Đống âm trầm bất định, ánh mắt thì thất thần. Rõ ràng là đang ưu sầu về chuyện gì đó nên cũng hiểu chuyện này không phải là nhỏ. Cô có lòng muốn giúp Triệu Quốc Đống giải sầu nhưng lại không biết khuyên giải như thế nào. Quan hệ giữa Lưu Triệu Quốc và Triệu Quốc Đống không giống bình thường, giao tình qua nhiều năm lại càng thâm sâu, tuy nói 2-3 năm gần đây có hơi phai nhạt nhưng đó cũng đều là do Lưu Triệu Quốc cố ý làm vậy. Tâm tư Lam Đại khá tinh tế. Cô cảm giác được sở dĩ Lưu Triệu Quốc cố ý gây bất hòa với Triệu Quốc Đống chính là vì cho rằng Triệu Quốc Đống có cái nhìn sáng suốt và khứu giác quá nhạy bén, lo rằng vô tình mình sẽ lộ ra cái gì đó. Trên thực tế đây thực sự là một vấn đề, do thường xuyên tiếp xúc nên sẽ vô tình để lộ dấu vết, do đã làm cục trưởng cục công an nhiều năm nên Lưu Triệu Quốc biết rất rõ điều này.
Một người như cô nhờ thường xuyên tiếp xúc với người trong nhà Lưu gia mà còn có thể biết được một ít tình hình từ những cuộc trò chuyện hàng ngày thì nếu qua lại thường xuyên với một người khôn khéo, tinh minh như Triệu Quốc Đống thì nhất định sẽ cảm nhận được vấn đề, Lưu Triệu Quốc không thể không phòng. Triệu Quốc Đống đích thực là không biết giờ Lưu Triệu Quốc lại lún sâu như vậy. Xem ra tên Khanh Liệt Bưu này cũng không đơn giản, can thiệp vào một câu lạc bộ quả táo còn chưa đủ mà lại còn muốn thò tay vào thị trường bất động sản nóng bỏng nữa. Cũng không biết là đơn thuần muốn tẩy trắng hay là thật sự muốn chân đạp hai đường nữa. Nhưng với tầm ảnh hưởng của Lưu Triệu Quốc làm hậu thuẫn thì ở cái đất Ando này cũng đủ để bọn Khanh Liệt Bưu ăn tiêu no đủ, một đô thị lớn với hơn 10 triệu người thì có thể nói mọi nơi mọi chỗ đều là hoàng kim. Với tình hình thị trường bất động sản khởi sắc trước mắt thì cho dù năm nay có chịu chính sách điều tiết khống chế của Trung ương chèn ép thì đối với bọn Khanh Liệt Bưu mà nói thì tuyệt đối không thành vấn đề gì. Tên Khanh Liệt Bưu này đúng là một kẻ đáng gờm. Mặc dù nhiều năm rồi mình với hắn không có qua lại gì nhưng Khanh Liệt Bưu chắc chắn biết sự hiện hữu của mình cũng như mình biết rõ sự tồn tại của hắn vậy. Triệu Quốc Đống đoán nếu không phải có sự ràng buộc với Lưu Triệu Quốc thì chỉ e là Khanh Liệt Bưu đã tìm tới mình để luận giao tình từ lâu rồi. Ando này cũng đủ để Khanh Liệt Bưu hô phong hoán vũ rồi, không quản dùng biện pháp gì, chỉ cần được chia một thìa canh ở trên thị trường bất động sản Ando này cũng đủ để bọn họ sống sung túc mấy đời rồi. Nhưng vấn đề ở chỗ là Khanh Liệt Bưu có bằng lòng với tình hình trước mắt không? Lòng người chẳng biết thế nào là đủ, tham dục vọng vô cùng vô tận, đây là sự thật đã có vô số ví dụ chứng minh, chứng thực rồi. Một câu lạc bộ quốc tế bình quả mỗi ngày kiếm đấu vàng cũng chưa đủ, giờ lại muốn thò tay vào thị trường bất động sản, vốn ra thì điều này cũng không có vấn đề gì nhưng mấu chốt là ở chỗ với tính cách của Khanh Liệt Bưu thì hắn có thể an phận thủ thường kiếm ăn như vậy hay không? Có dùng chân để nghĩ thì cũng biết điều này là không có khả năng. Từ việc khẩu vị càng lúc càng lớn thì bọn họ nhất định sẽ nghĩ mọi biện pháp để nắm lấy thị trường, một khi đi đường thẳng không thông thì sẽ không tránh khỏi dùng đến công dụng của đường ngang ngõ tắt. Còn Lưu Triệu Quốc làm thường vụ thị ủy, bí thư chính pháp ủy Ando sẽ sắm vai gì trong chuyện này đây? Trên đời này chẳng có bức tường nào gió không lọt qua, tay chân của Khanh Liệt Bưu càng lúc càng dài nên vấn đề liên lụy sẽ càng ngày càng nhiều. Tới khi bọn hắn cảm thấy thông qua các con đường tà môn ma đạo sẽ dễ dàng thông suốt ố hơn chính đạo thì bọn chúng sẽ bỏ qua sự cân nhắc và tìm phương thức thích hợp nhất của bọn hắn để giải quyết vấn đề. Mà tất cả những điều này sẽ mang đến trị an xã hội của thành phố Ando cái gì? Sẽ mang đến cho Lưu Triệu Quốc cái gì? Mấy vấn đề này đều khiến Triệu Quốc Đống thấy phức tạp, khiến hắn lần đầu tiên không biết nên xử trí chuyện này như thế nào. Lam Đại cảm nhận được tâm tình của Triệu Quốc Đống không tốt lắm liền chuyển đến sau lưng Triệu Quốc Đống xoa bóp đầu và đầu vai cho hắn. Triệu Quốc Đống sau giây phút cả kinh thì lập tức phản ứng, nhưng trong tình cảnh này thì không tiện từ chối ý tốt của đối phương, huống chi là trước kia mình cũng từng nhận kiểu phục vụ này của đối phương rồi. Kỹ thuật massage của Lam Đại tuy không dám nói là cao nhưng đúng là cũng có chút trình độ, ít nhất thì có thể làm cho Triệu Quốc Đống cảm thấy thoải mái. Những nhịp ấn bóp khi nặng khi nhẹ khiến tinh thần của Triệu Quốc Đống cũng dần được thả lỏng, chuyện của Lưu Triệu Quốc cũng tạm thời bị gác sang một bên. Do bận rộn nhiều ngày nên vốn hắn cũng khá mệt mỏi, vốn định ngủ một giấc ở trên xe nhưng không ngờ khi đi trên đường cao tốc thì lại khiến Triệu Quốc Đống tràn trề hứng thú. Mãi cho đến khi về nhà thì lại được Lam Đại xoa bóp tận tình, hơn nữa từ người cô lại tỏa ra một mùi thơm đặc biệt nên tác dụng giống như thôi miên, cứ thế Triệu Quốc Đống mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mông lung hắn chỉ cảm thấy có người đặt chân của mình lên ghế mềm, đồng thời còn đắp cho mình một chiếc chăn mỏng. Hắn thậm chí còn lười mở mắt, cái kiểu chợp mắt trong chốc lát vào giữa chiều này thực sự là một loại hưởng thụ khó có được, vô cùng quý giá. Lúc Triệu Vân Hải bước vào nhà thì vừa đúng lúc thấy một cô gái đang rón rén bước từ trên cầu thang xuống. Hắn kinh ngạc nhìn thoáng qua cô gái có dáng người tuyệt đẹp cùng với làn da trắng hồng này. Chỉ nhìn qua thân hình thon thả mềm mại này thì cũng đủ biết đây là một người chuyên tập luyện hình thể, đôi mắt đen láy đầy sức hút, gương mặt lộ ra một vẻ mị hoặc kinh người, nhất là lại vừa vặn ánh mặt trời chiếu tới bên hông nên lại càng kích thích thị giác mãnh liệt. Trực giác đầu tiên khiến Triệu Vân Hải đoán rằng đây là một minh tinh điện ảnh nào đó do anh hai dẫn về, nhưng rồi hắn lập tức từ bỏ ý nghĩ này. Triệu Đức Sơn tuyệt đối không phải là dạng người vì một chiếc lá mà vứt bỏ toàn bộ rừng cây. Bất kể chiếc lá đó có kiểu diễm mê người tới mức nào thì dứt khoát ông anh mình cũng không dẫn cô gái nào về đây cả. Chẳng lẽ đây là bạn gái của anh ba? Chưa nghe nói khi nào mà nhỉ, cảm giác cũng không giống lắm. Anh ba là một người cứng rắn và rất lý trí, cô gái này cũng không hợp với khẩu vị của anh ba mới phải. Triệu Vân Hải khá nghi hoặc. Lam Đại cũng không ngờ lại gặp Triệu Vân Hải.
cô không quá quen với những người khác trong Triệu gia, ví như Triệu Vân Hải này thì cô thậm chí còn chưa từng gặp lần nào, chỉ có điều nhờ từng thấy qua Triệu gia trên ảnh nên. Trong những lần tới nhà Triệu Phu Vọng và Hứa Tú Cần thì hầu như cô chưa từng gặp bốn anh em Triệu Quốc Đống, ngoại trừ một lần gặp được Triệu Linh San về nhà mẹ để chơi. Triệu Linh San sau khi nghe nói đây là bạn của Triệu Quốc Đống thì rất nhiệt tình mời Lam Đại tới chỗ bố mẹ mình nhiều hơn, như vậy thì cũng có thể giải quyết những thời gian cô đơn của bố mẹ trong những lúc mấy đứa em trai mình không ở nhà. Cậu là Triệu Vân Hải. Trong tích tắc Lam Đại lại khôi phục được vẻ mặt như bình thường, làm ở Bắc Kinh lâu như vậy nên cô đã quá quen với việc đối nhân xử thế. Đã về rồi đó ư? Cô là... Triệu Vân Hải không ngờ đối phương lại tự nhiên như thế, xem ra là khá quen với tình hình gia đình của mình. Tôi là Lam Đại. Lam Đại cũng không biết tên của mình có ấn tượng gì với các thành viên khác trong gia tộc Triệu Thị hay không. Lam Đại. Triệu Vân Hải đích thực là không có ấn tượng, chẳng qua thấy biểu tình thoải mái tự nhiên của đối phương nên Triệu Vân Hải nhanh trí đoán ra đây hẳn là bạn của đại ca, bởi vì anh hai và anh ba đều chưa về. Vừa rồi gọi điện thoại thì di động của hai người đều tắt máy nên rõ ràng là còn đang trên máy bay, do vậy chỉ có thể là bạn của đại ca. Anh cả tôi đã về rồi à? Ừ, anh ấy đi xe về nên hơi mệt, lúc này đang ngủ. Lam Đại khẽ mỉm cười. Có cần tôi gọi anh ấy dậy không? Không, không, không cần, để anh tôi ngủ một chút đi, công tác của anh ấy hiện giờ quá bận, ngày nào chắc cũng mệt chết đi, nhất là cuối năm. Triệu Vân Hải liên tục xua tay rồi đặt cặp ra lên trên bàn trà và ngồi xuống ghế sofa. Bố mẹ tôi cũng không ở nhà à? Triệu Thúc đi ra ngoài chơi cờ rồi, chắc phải nửa tiếng nữa mới về, Hứa Di ở trong phòng bếp. Lam Đại mỉm cười trả lời. Ồ, tôi nên xưng hô với chị như thế nào? Đại tỷ hay là Lam tiểu thư? Triệu Vân Hải rất thông minh, tuy không rõ quan hệ giữa Lam Đại với anh cả mình nhưng từ cách xưng hô cũng có thể đoán được đại khái vài phần. Không sao cả, gọi tôi là đại tỷ cũng đúng, chắc tôi cũng lớn hơn cậu một chút, gọi Lam tiểu thư thì xa lạ quá. Có gì cứ gọi thẳng tên tôi cũng được, tôi nghe anh Quốc Đống nói về cậu, anh ấy rất tự hào về cậu đó. Lam Đại đương nhiên không bỏ qua một cơ hội để gần gũi hơn với một thành viên của gia tộc Triệu Thị. Kỳ thật Triệu Quốc Đống cũng chưa từng đề cập tới anh Triệu Thị khi ở trước mắt Lam Đại, nhưng Lam Đại thường xuyên tới đây nên Hứa Tú Cần không tránh khỏi nói tình hình mấy đứa con trai của mình với Lam Đại. Lam Đại cũng là người có ý nên tự nhiên là mơ hồ biết được một ít tình hình, biết anh em Triệu Thị đều có sự nghiệp riêng, nghiệp vụ của Triệu Vân Hải là đầu tư về phương diện Internet, hình như là kinh doanh trang web gì đó. Tự hào về tôi, điều này sao có thể chứ? Triệu Vân Hải mỉm cười, xem ra cô gái này cũng không thực sự biết rõ về anh cả mình, chút bổn sự của mình còn là nhờ anh cả ban tặng, cho dù hiện giờ anh cả thực sự rất hài lòng về mình thì cũng không có chuyện nói mấy lời bộc lộ tình cảm như vậy. Vì sao lại không có khả năng? Lam Đại tò mò hỏi lại. Ồ, vậy chị phải đến hỏi anh của tôi mới đúng. Triệu Vân Hải nhún nhún vai. Nếu anh ấy muốn làm chuyện gì thì đều có thể làm tốt hơn nhiều so với mấy anh em chúng tôi hiện tại, chỉ có điều anh ấy không muốn mà thôi. Lời của Triệu Vân Hải khiến Lam Đại rất ngạc nhiên, xem ra mấy người em này đều rất sùng bái Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống làm huynh trưởng khá thành công. Nếu như nói những anh em trong nhà đều cư xử với hắn giống như một thủ lĩnh gia tộc thì Triệu Quốc Đống thực sự rất khủng. Anh làm gì có bản lĩnh lớn như vậy, Vân Hải, chú đừng có ở đó mà bịa chuyện về anh rồi lại khiến người khác cho rằng anh là kẻ không biết trời cao đất rộng. Triệu Quốc Đống đứng ở trên bậc thang, liếc nhìn Triệu Vân Hải rồi hỏi tiếp. Trở về khi nào thế? Em vừa về không lâu, anh hai và anh ba có khả năng vẫn còn đang trên máy bay, chắc còn phải chờ lát nữa. Thấy anh cả bước xuống cầu thang nên Triệu Vân Hải vội vàng đứng dậy. Ừ, tại sao không dẫn bạn gái em tới? Triệu Quốc Đống liếc nhìn chung quanh thì không thấy ai cả. Sang năm ạ, năm nay cô ấy phải về quê. Triệu Vân Hải gãi gãi đầu có hơi ngượng ngùng. Trông cái bộ dạng của em kìa. Triệu Quốc Đống nở nụ cười, nhìn thoáng Lam Đại đang cười mỉm. Lam Đại, em biết chứ. Đừng gọi đại tỷ, gọi thế nghe già đi bao nhiêu. Cô ấy cũng không hơn tuổi em mấy, cứ gọi theo tên là được rồi. Cô ấy đang công tác ở Ủy ban Nhân dân thành phố Ando. Quyển 14, chương 109. Gần 6 giờ, Lam Đại đã sớm vào phòng bếp phụ giúp, Triệu Phu Vọng cũng đã về, vốn định vào phòng khách ngồi một chút nhưng Hứa Tú Cần lại không cho chồng cơ hội mà gọi ngay vào bếp làm, trợ tá. Trong phòng khách chỉ còn lại hai anh em Triệu Quốc Đống và Triệu Vân Hải,
cả hai anh em cũng biết đây là mẹ tạo cơ hội để hai người có thời gian nói chuyện riêng một chút. Anh, cô gái này là thế nào vậy? Có phải giống như Cổ Tiểu Âu hay không? Vẻ mặt Triệu Vân Hải đầy dí dỏm, đây đúng là hả lòng hả dạ, rốt cuộc mình cũng nắm được nhược điểm của đại ca mình. Tuy rằng biết giữa Cổ Tiểu Âu và đại ca có chuyện ám muội, nhưng Cổ Tiểu Âu sinh trưởng từ nhỏ bên cạnh mọi người nên sự lưu luyến si mê của cô với đại ca cũng không phải là tin tức gì mới. Ngay cả người bên Cổ gia cũng không có biện pháp, huống chi Cổ Chí Thường cũng coi như là người giúp Triệu gia khởi nghiệp. Cho nên tuy mấy anh em Triệu gia không tán đồng quan hệ đặc biệt giữa Triệu Quốc Đống và Cổ Tiểu Âu nhưng cũng không quá bài xích. Nào có chuyện gì? Triệu Quốc Đống thản nhiên lắc đầu. Cô ấy qua anh nên biết được bố mẹ. Tâm tư lại tinh tế, thấy bố mẹ ở nhà một mình, nhất là mẹ thì thấy hơi cô đơn cho nên tháng nào cũng đến một hai lần giúp mẹ thu dọn nhà cửa, trò chuyện, do đó mẹ rất thích cô ấy, chỉ có vậy thôi. Anh, cô ấy chưa kết hôn chứ? Em đoán chắc thậm chí cô ấy còn chưa có bạn trai. Triệu Vân Hải cũng thấy hơi xúc động, giọng điệu hết sức chắc chắn. Cô ấy làm việc này là vì anh. Ôi, có một số việc khó mà nói rõ được. Triệu Quốc Đống cũng tỏ ra phiền não. Hiển nhiên hắn cũng không vui khi nhìn thấy loại chuyện này. Lúc trước cũng có thể là bởi vì anh, nhưng sau này thì lại do quan hệ giữa mẹ với cô ấy rất tốt cho nên mới tới nhà nhiều hơn. Anh, đây đều là duyên đó. Triệu Vân Hải rung đùi đắc ý nói, Triệu Quốc Đống thấy vậy tức giận mắng. Đồ khỉ, duyên cái gì mà duyên, anh với cô ấy hoàn toàn không có chuyện như cái đầu đen tối em nghĩ. Anh, chuyện này sao có thể gọi là đen tối chứ? Hiện tại tuy không có nhưng sau này thì sao? Ai có thể nói rõ được chuyện sau này? Hơn nữa em thấy cô ấy cũng rất được. Lúc đầu em còn tưởng đây là minh tinh điện ảnh nào do anh hai dẫn về. Anh không thấy từ dáng người cho tới ngũ quan của cô ấy đều cân đối một cách khác thường sao? Quả thực chính là một người có khiếu làm minh tinh trời sinh. Triệu Vân Hải lắc đầu không đồng ý với lời của huynh trưởng. Được rồi, chú tạm thời đừng có kiếm việc cho anh, không phải không có đề tài gì chứ. Nói mấy cái thiết tưởng về trang web thiên hạ http://tx.com.cn gạch chéo đóng ngoặc đơn kia một chút đi, anh thấy rất hứng thú với cơn bão Internet này đó. Triệu Quốc Đống chuyển đề tài nói chuyện. Thấy huynh trưởng mình không muốn nói nhiều về chuyện mình vừa nói nên Triệu Vân Hải cũng đành dừng lại. Sự nghiệp của Triệu Vân Hải phát triển khá thuận lợi, trang web thiên hạ đã trở thành một trong 4 trang web lớn nhất nước. Lượng truy cập trước mắt chỉ đứng sau Sina và xếp trên Netis với Sohu. Mà sau khi thiên hạ trở thành một trang web tổng hợp thì đã phát triển theo hướng B2B và C2C, tham gia phân chia thị trường. B2B là viết tắt của thuật ngữ Business to Business, mô hình kinh doanh thương mại điện tử trong đó giao dịch xảy ra trực tiếp giữa các doanh nghiệp với nhau. Và C2C là viết tắt của Consumer to Consumer, là hình thức thương mại điện tử giữa những người tiêu dùng với nhau. Nghiệp vụ B2B C2C của trang web thiên hạ phát triển đã hình thành cục diện rằng co với website đào bảo www.taobao.com vốn cực kỳ phụ thuộc vào Alibaba, tên của công ty thương mại điện tử Trung Quốc. Nhất là cơn bão sát tên viết tắt của hội chứng suy giảm hô hấp cấp tính vào mùa xuân năm 2003 khiến cho hai website thương mại điện tử đón nhận một thời kỳ phát triển chưa từng có. Alibaba hùng cứ ở ngôi đầu về B2B và C2C, còn thiên hạ thì theo sát ngay phía sau. Bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị khiêu chiến với địa vị bá chủ của Alibaba. Triệu Vân Hải đã từng bước lui ra khỏi hoạt động quản lý cụ thể của thiên hạ và đứng ra phía sau, công việc chủ yếu là tích cực phấn đấu đưa thiên hạ lên thị trường NASDAQ tại Mỹ. Hiện giờ hy vọng lớn nhất của hắn chính là mau chóng đưa thiên hạ tới thị trường chứng khoán nước Mỹ. Chỉ có như vậy thì vấn đề tài chính của thiên hạ mới được giải quyết một cách nhất lao vĩnh giật, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, đồng thời cũng có thể thông qua đó giảm bớt vốn mà hắn phải duy trì để đầu tư cho những phương diện khác. Triệu Vân Hải cảm thấy mình không thích hợp làm một người quản lý một doanh nghiệp mà hợp với vai trò một nhà đầu tư chiến lược, đưa ra những phân tích dự báo tiềm năng cho một ngành nghề, một doanh nghiệp, sau đó nhanh chóng đầu tư vốn để thúc đẩy lớn mạnh và rồi cuối cùng thu được siêu lợi nhuận. Đối với Triệu Vân Hải thì công trình này cực giàu tính kích thích, hắn thích một cuộc sống như vậy hơn nhiều với việc quản lý doanh nghiệp hàng ngày, theo hắn thấy thì cuộc sống như thế mới giàu tính thách thức. Triệu Quốc Đống có thể cảm nhận được những tâm huyết mà Triệu Vân Hải dốc vào trang web thiên hạ, nhưng hắn cũng biết Triệu Vân Hải đã chuẩn bị sẵn tư tưởng và tâm lý để rời khỏi thiên hạ. Hiện giờ thiên hạ đã bước vào giai đoạn cuối cùng,
Một khi Thiên Hạ tiến vào thị trường chứng khoán NASDAQ thành công thì cũng có nghĩa là Thiên Hạ đã chính thức trở thành một công ty được niêm yết công khai trên thị trường chứng khoán. Điều này đòi hỏi toàn công ty phải có con đường phát triển theo quy phạm, nghiêm ngặt, đường đi đã được trải sẵn, sau này Thiên Hạ có thể phát triển tới mức nào thì còn phải xem hiệu quả hoạt động của tập thể. Hơn 6 giờ thì mới nghe thấy tiếng của Triệu Đức Sơn và Triệu Trường Xuyên ngoài cửa, hai kẻ lãng tử tha hương phiêu bạt bên ngoài suốt cả năm trời cuối cùng cũng trở về nhà. Sự xuất hiện của Lam Đại đều khiến cả hai đều có biểu tình giống như Triệu Vân Hải, sau một hồi ngơ ngác rồi cũng thích ứng một cách rất tự nhiên. Điều này làm cho Triệu Quốc Đống rất buồn bực, mấy cái đứa này hình như đều cho rằng giữa mình và Lam Đại có cái gì đó mờ ám. Có gì mờ ám chứ? Triệu Quốc Đống không biết. Bữa cơm đoàn viên đêm 30 vĩnh viễn là bữa cơm náo nhiệt nhất, sự vắng mặt của Triệu Linh San cũng không ảnh hưởng mấy tới sự nhiệt tình của mọi người trong nhà. Dường như Lam Đại trở thành người thay thế cho Triệu Linh San, bốn anh em cùng với hai ông bà già cộng thêm Lam Đại vui vẻ ngồi bên nhau uống mấy chén rượu, vừa cùng đợi bữa tiệc liên hoan Tết âm lịch bắt đầu vừa nói những chuyện mà mình trải qua trong một năm vừa qua. Biểu hiện của Triệu Vân Hải trong năm vừa qua chắc chắn là nổi bật nhất, là người sáng lập kiêm nhà đầu tư lớn nhất của trang web Thiên Hạ. Trước mắt thì bản thân Triệu Vân Hải vẫn là cổ đông cá nhân lớn nhất toàn công ty Thiên Hạ, nắm giữ 36% cổ phần. Hai nhà khác chia nhau nắm 25% và 15%, còn lại 24% cổ phần thì do 18 thành viên sáng nghiệp nắm. Tuy rằng bây giờ còn chưa thể xác định thời gian và số lượng tài chính khi Thiên Hạ lên thị trường chứng khoán nhưng cũng có thể dự kiến được với quy mô và thực lực trước mắt thì việc lên thị trường chứng khoán chắc chắn sẽ trở thành một quả bom hạng nặng khiến Trung Quốc sẽ lại được đọc vang lên một lần nữa trên thị trường NASDAQ. Còn Triệu Vân Hải cũng sẽ trở thành người tiên phong trên thị trường Internet Trung Quốc. Biểu hiện xuất sắc của Triệu Vân Hải cũng không thể che giấu được thế phát triển của TDTL một năm qua, hiện giờ Triệu Trường Xuyên cũng được Forbes tôn vinh là người giàu nhất Thượng Hải. Tuy rằng Forbes còn thiếu sót rất lớn trong việc đánh giá tài sản của hai anh em Triệu Đức Sơn, Triệu Trường Xuyên cũng như tập đoàn Thương Lãng nhưng chỉ với hai ngành kinh doanh chính là nước khoáng Thương Lãng và dược Thương Lãng thì cũng đủ để đánh giá hai anh em nhà này lên bảng phú hào của Forbes. Trong nhiều thời điểm thì khiêm tốn đích thực có tác dụng che giấu không nhỏ. Chính bởi vì tập đoàn Thương Lãng chưa đưa lên thị trường chứng khoán nên khiến cho Hurun Report rất khó khăn trong việc thu thập tư liệu kết cấu cổ phần nội bộ tập đoàn Thương Lãng cùng với thực trạng kinh doanh của tập đoàn. Hurun Report là tạp chí chuyên xếp hạng những người giàu Trung Quốc do Rupert Hutov sáng lập. Do Triệu Trường Xuyên cự tuyệt tiếp xúc với giới truyền thông, không nhận lời phỏng vấn của bất cứ ai, thậm chí ngay cả xuất hiện trước ống kính truyền thông cũng rất ít nên không ít tạp chí về tài chính và kinh tế khi muốn lấy tập đoàn Thương Lãng làm đối tượng đánh giá thì mới phát hiện rằng muốn tìm một tấm hình của Triệu Trường Xuyên cũng cực kỳ gian nan, bởi vì hắn không chịu cho người ngoài chụp ảnh. Ngay cả Hurun Report cũng phải thừa nhận trong bảng 100 người giàu nhất Trung Quốc này có rất nhiều người bị đánh giá thấp một cách nghiêm trọng về tài sản. Mặc dù không chỉ đích danh là ai nhưng Triệu Trường Xuyên, người sáng lập kiêm chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Thương Lãng tuyệt đối là một trong số đó. Nước khoáng phát triển vững vàng cùng với những bước tiến thần tốc của ngành dược đã tạo thành cặp tương quan rõ nét của Thương Lãng. Ngoại trừ Điền Nam tiến qua vào ngành sản xuất tảo xoắn ốc thì các sản phẩm bảo vệ sức khỏe của dược Thương Lãng đều mở rộng thị phần một cách vững chắc. Điều này cũng là nhờ dược Thương Lãng nhanh chóng thiết lập được một mạng lưới công ty bán lẻ trong phạm vi toàn quốc. Các cửa hiệu dược Thương Lãng đã nhanh chóng đột phá 1.500 cửa hiệu tại các thành thị cấp 2, hơn nữa còn muốn cuối năm 2005 đạt tới con số 3.000. Kế hoạch lớn như vậy đủ để khiến dược Thương Lãng hình thành một dây chuyền hoàn chỉnh từ nghiên cứu phát triển cho tới sản xuất và tiêu thụ, hơn nữa phạm vi các sản phẩm bảo vệ sức khỏe không ngừng được mở rộng. Dược Thương Lãng hoàn toàn xứng đáng thay thế nước khoáng Thương Lãng để trở thành ngành sản nghiệp trọng yếu của tập đoàn Thương Lãng. Ngoài dược Thương Lãng thì mảng đầu tư phát triển lại có vẻ chưa bộc lộ rõ nét, mặc dù đã có thành công và hợp tác được với Thiên Phu để khai phá bất động sản trong nước. Dù thu được hiệu quả và lợi ích khá tốt nhưng phương diện đầu tư phát triển này vẫn có vẻ hết sức khiêm tốn, đó là do khi hợp tác đầu tư với các xí nghiệp khác thì Thương Lãng cũng rất ít khi xuất đầu lộ diện, thậm chí trong danh sách các nhà khai phá cũng không có tên của đầu tư phát triển Thương Lãng. Trường Xuyên, chú xếp thứ 15 trên bảng 100 người giàu nhất Trung Quốc của Hurun Report cơ à, cũng không biết tài sản của chú được đánh giá như thế nào nhỉ. Triệu Quốc Đống nhìn Triệu Trường Xuyên rồi cười dài, lúc này cơm tối đã xong, tất cả mọi người tập trung trong phòng khách xem các chương trình liên hoan Tết âm lịch. Hứa Tú Cần thì kéo Lam Đại sang một bên, vừa xem vừa nói chuyện phiếm, thực sự có phần thân thiết như người một nhà. Ai biết được,
Triệu Trường Xuyên nhún nhún vai tỏ ra thờ ơ với việc mình có tên trên bảng 100 người giàu nhất Trung Quốc. Trên thực tế thì từ năm trước hắn cũng đã trở thành khách quen trong bảng top của Hurun này rồi, chẳng qua 2 năm trước thì chỉ xếp top cuối nên hắn cũng không có để ý, không ngờ năm nay lại thay đổi vị trí quá nhanh, nhảy vọt lên vị trí 15. Điều này làm cho Triệu Trường Xuyên cũng khá phiền não. Có không ít thư điều tra được gửi tới, cũng chẳng rõ gọi bao nhiêu cuộc điện thoại tới chỗ em, cứ quấn chặt đòi phỏng vấn. Em cũng chẳng khách khí gì với bọn họ mà cự tuyệt thẳng luôn, bọn họ chưa bao giờ nhận được tài liệu trả lời chính thức từ Thương Lãng mà chỉ tùy tiện phán đoán một cách chủ quan. Quyển 14, chương 110. Năm 2001 anh em Triệu Thị xếp thứ 38 trên bảng top 100 của Hurun, đứng sau anh em nhà Đức Long Đường Thị, đứng trên chương quả hỷ của tập đoàn Quả Hỷ Giang Tây, tài sản 120 triệu tệ. Năm 2002 anh em Triệu Thị đứng thứ 32. Xếp sau Hoàng Quang Du của tập đoàn Bằng Nhuận và đứng trên Trúc Nghĩa Tài của tập đoàn Vũ Nhuận, tài sản là 160 triệu tệ. Nhưng tới năm 2003 khi bảng top của Hurun được đưa ra thì tài sản cá nhân của Triệu Trường Xuyên đã nhảy vọt lên vị trí 15, vượt qua cả Từ Minh của tập đoàn Thực Đức Đại Liên, tài sản đạt tới 260 triệu tệ. Tài sản của Triệu Đức Sơn kém hơn người em một chút, đạt được 230 triệu tệ. Tài sản của Triệu Trường Xuyên nhiều hơn chủ yếu là nhờ tiếp nhận số cổ phần do Triệu Vân Hải chuyển nhượng, còn Triệu Đức Sơn thì lại bắt đầu chuyển hướng tài sản của mình ra nước ngoài, tỉ như mua bất động sản và tranh chữ, đồ cổ. Về phương diện này thì Hurun không thể biết được. Năm trước Triệu Quốc Đống đã chia 45% cổ phần tập đoàn Thương Lãng của bà mẹ Hứa Tú Cần ra mà chỉ giữ lại 20%, 25% còn lại thì Triệu Trường Xuyên và Triệu Đức Sơn mỗi người 10%. Triệu Linh San và Triệu Vân Hải mỗi người 2,5%. Nhưng hắn cũng xác định rõ là không có sự đồng ý của hắn thì không được phép chuyển nhượng số cổ phần này. Triệu Trường Xuyên thay thế Hứa Tú Cần trở thành cổ đông lớn nhất của tập đoàn Thương Lãng, Triệu Đức Sơn đứng ngay sau em mình. Đánh giá của bảng top 100 của Hurun dù không khoa học nhưng cũng đủ để nhìn ra được một vài điều. Sách lược giấu tài của Trường Xuyên rất hay. Còn Đức Sơn đem phần hoa hồng thu được từ công ty đầu tư mua bất động sản ở nước ngoài coi như là một biện pháp đầu tư mạo hiểm phân tán. Có điều phải lựa chọn điểm đến cẩn thận. Triệu Quốc Đống nói một cách thản nhiên. Ha ha, anh, hòn đảo em mua ở biển K, G, B sẽ không bị mất giá chứ. Có thời gian thì tới đó đi dạo vài vòng, ánh mặt trời, bãi biển, cát mịn, chim chóc, rừng nguyên thủ, suối tự nhiên, còn có nhiều loài bò sát nhỏ. Đây là thế giới thuộc về một cá nhân. Thiên đường đó, đây thực sự là thiên đường, tuy nói em không có máy bay tư nhân nhưng em có thể thuê, ở nơi đó vài ngày thì em bảo đảm anh sẽ vứt bỏ được tất cả tục niệm trần thế, vui sướng tới mức không muốn quay về, vui đến quên cả trời đất. Bộ dạng của Triệu Đức Sơn trông hết sức đắc ý. Thế giới một cá nhân, anh thấy thì sợ là thế giới hai người đó. Trời tròn đất vuông, mặc chú muốn làm gì thì làm, có phải lại dùng chiêu này để đánh phá tâm phòng bị của minh tinh nào hay không? Hoặc là khiến vị ngôi sao ca nhạc nào đó chủ động cởi áo nới dây lưng thể hiện tình yêu với chú hả? Từ trước tới giờ Triệu Quốc Đống chẳng lúc nào khách khí với người em trai này. Sắc mặt xấu hổ chỉ chợt lóe lên biến mất, lần này Triệu Đức Sơn cũng không pha trò che giấu quá khứ như trước mà chỉ làm liếc mắt nhìn Lam Đại đang trò chuyện thân thiết với mẹ mình rồi nói một câu tỉnh bơ. Anh, cái câu, trên làm dưới theo, giải thích như thế nào vậy? Mặt Triệu Quốc Đống cứng đờ. Triệu Vân Hải và Triệu Trường Xuyên thì lại mừng rỡ nhưng khi thấy sự tức giận trong đôi mắt của ông anh thì đều vội vàng xoay mặt sang hướng khác. Anh hai muốn tìm chết thì bọn họ sẽ không tháp tùng. Ồ, Đức Sơn, cánh của chú cũng cứng cáp rồi nhỉ, dám tranh cãi cùng với anh của mình cơ đấy. Triệu Quốc Đống không ngờ Triệu Đức Sơn dám dùng cách này để chế giễu mình, mặc dù mình và Lam Đại không hề có dính líu gì nhưng giọng điệu của Triệu Đức Sơn rõ ràng không phải ám chỉ mỗi Lam Đại. Cổ Tiểu Âu. Cù Vận Bạch rồi còn Trình Nhược Lâm, bí mật của mình đích thực không hề được che giấu trước mặt mấy anh em của mình. Hắn phát hiện mình càng ngày càng mất đi quyền nói chuyện về phương diện tác phong sống. Anh, em không tranh cãi mà chỉ lời ngay nói thật mà thôi. Triệu Đức Sơn hơi rụt cổ lại một chút rồi sau đó lại ưỡn thẳng lên. Trong lúc nhất thời Triệu Quốc Đống không phản bác được, đây đúng là một vấn đề khó, muốn làm nghề rèn tốt thì bản thân phải cứng rắn. Uy tín của mình về phương diện này không tốt thì phải chịu nhún nhường. Ý của chú là anh chú đây làm cái gì thì phải chịu sự giám sát của chú phải không? Có phải chú cảm thấy biểu hiện của anh làm ảnh hưởng đến chú hả? Ngữ khí của Triệu Quốc Đống đầy bất thiện. Anh, em không có ý đó, ạc, em chỉ muốn biểu đạt một ý,
đó là chúng ta đang theo đuổi một điểm chung trong sinh hoạt cá nhân đúng không ạ? Chúng ta đều yêu cuộc sống, đều thích những sự vật tốt đẹp, đều quý trọng và muốn đối xử tử tế với những thứ tốt, kể cả tình cảm cùng với tất cả những thứ phụ thuộc thì em cảm thấy đều phù hợp với tính cách người Triệu gia chúng ta, dám yêu dám hận mới là đạo lý. Triệu Đức Sơn nói một mạch đầy vẻ nho nhã, chẳng những khiến Triệu Quốc Đống nghẹn họng nhìn chân chối mà còn khiến Triệu Trường Xuyên và Triệu Vân Hải há hốc mồm. Mãi một lúc lâu sau Triệu Quốc Đống mới thở ra một hơi, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, gằn từng tiếng, hỏi. Đức Sơn, mấy lời này là vị sư phụ ngôn ngữ học kia thiết kế cho chú, là lý do chú chuyên dùng để đối phó với anh phải không? Triệu Đức Sơn gãi gãi đầu nói có phần vô liêm sỉ. Anh đúng là anh của em có khác, em mới thỏ ra ít đuôi mà anh cũng có thể nhìn ra được. Đúng vậy, em đã tìm người thảo luận nghiên cứu về vấn đề này, em hỏi bọn họ rằng làm như thế nào mới có thể đối mặt với những người từng không ăn được nho thì nói nho còn xanh, mà vẫn tỏ ra vẻ bình tĩnh chứ không phải là hành động theo cảm tình. Kết quả là hắn nói cho em biết, đạo lý, này. Triệu Trường Xuyên và Triệu Vân Hải đều không nhịn được cười. Ông anh này của mình đúng là khác thường, ngay cả loại chuyện yêu đương này mà cũng có thể thông qua chỉ dạy để tìm kiếm lý do thoái thác, xem ra đúng như lời đại ca nói, đây chỉ là những lời chuyên dùng để đối phó với đại ca. Lam đại chú ý thấy mấy anh em Triệu Thị ở bên kia cười nói rất vui vẻ. Tuy có bị những lời bàn luận của Triệu Mẫu về mấy chương trình văn nghệ đêm giao thừa ảnh hưởng nên cô không nghe rõ mấy anh em họ đang đàm luận về đề tài gì, nhưng từ đôi ba câu nghe được thì cô cảm giác được hình như có liên quan đến mình. Mà biểu tình thẹn quá hóa giận của Triệu Quốc Đống thì là lần đầu tiên cô trông thấy. Trong ấn tượng của cô thì tác phong của Triệu Quốc Đống từ trước đến giờ đều bình tĩnh, tao nhã có chừng mực, rất hiếm khi thất thố. Có lẽ chỉ những khi ở trước mắt người nhà thì hắn mới có thể bộc lộ ra một phần chân thật của hắn. Chút tức giận của Triệu Quốc Đống cũng bị mấy lời khôi hài xóa tan thành mây khói. Mấy anh em đều cười đến chảy cả nước mắt, Triệu Đức Sơn này đúng là có khiếu đóng hề, vì đề phòng anh trai la mắng tác phong sinh hoạt của mình mà còn nhờ riêng người để thiết kế ra một tràng lý do lý chấu như vậy. Bởi vậy có thể thấy được Triệu Quốc Đống đã tạo áp lực cho hắn nhiều tới cỡ nào. Khi đề cập tới trong top 15 của bảng Hurun thì có 9 người đều lấy việc kinh doanh bất động sản làm chủ nghiệp. Mấy anh em Triệu Quốc Đống cũng thảo luận rất hăng say về vấn đề này. Triệu Trường Xuyên thì lại không tán đồng với tình trạng nóng bỏng của thị trường bất động sản quốc nội trước mắt, hắn cảm thấy dù bất động sản sẽ trở thành một lá cờ lớn kéo nền kinh tế phát triển trong một thời gian dài nhưng quốc gia cũng cần phải suy xét tới việc chỉ dẫn xu hướng đầu tư. Hắn cảm thấy quốc gia nên dẫn dắt đầu tư công nghệ cao và phát triển thực nghiệp theo mô hình mới, chứ không nên đi theo dòng thủy triều rồi lại quên đi nhiệm vụ điều tiết khống chế dòng chảy đầu tư của chính phủ, chỉ biết tăng cường ngành bất động sản một cách điên cuồng. Triệu Quốc Đống rất là kinh ngạc với quan điểm sắc bén và cao xa của Triệu Trường Xuyên, thậm chí là vui mừng khác thường. Hắn không ngờ Triệu Trường Xuyên lại có kiến thức sâu sắc như thế, trong thời gian này hắn cũng không nhắc nhở gì mà đây là quan điểm do tự bản thân đứa em mình cảm nhận và tìm hiểu được. Là một xí nghiệp dân doanh tham gia khai phá ngành bất động sản mà được như vậy thì cũng thật hiếm có. Triệu Trường Xuyên cũng không thấy quá hứng thú với ngành Internet mà Triệu Vân Hải làm, theo hắn thấy thì Internet cũng chỉ có tác dụng liên kết, từ một cấp độ nào đó mà nói thì dù liên kết rất trọng yếu nhưng nếu muốn phát huy được tác dụng thì xét đến cùng cũng vẫn phải thông qua thực thể kinh tế mới có thể thể hiện ra được. Bất kể là thông tin, quảng cáo hay văn hóa thì nếu những giả thuyết kinh tế này mà không có cơ sở thực thể kinh tế bền chắc thì đều là xây nhà trên cát, không thể chịu được sóng to gió lớn, đối với nền kinh tế một quốc gia mà nói thì điều này càng rõ nét hơn. Triệu Vân Hải thừa nhận một phần quan điểm của Triệu Trường Xuyên cũng có lý, nhất là quan điểm giả thuyết kinh tế và thực thể kinh tế có tác dụng tương hỗ thì hắn cũng tán đồng tác dụng mang tính cơ sở của thực thể kinh tế. Nhưng hắn cũng không tán thành nhận định của Triệu Trường Xuyên về tương lai của ngành Internet. Theo hắn thấy thì thị trường Internet của Trung Quốc đang ở giai đoạn khởi bước phát triển, vẫn còn chênh lệch khá lớn với ngành Internet Âu Mỹ, nhất là nước Mỹ. Với sự bùng nổ tăng trưởng dân số ở Trung Quốc thì sẽ không thể tránh được sự tập kích của cơn thủy triều toàn cầu hóa thị trường Internet. Việc các công ty Internet của Trung Quốc lục tục đưa lên thị trường chứng khoán NASDAQ của Mỹ đã chứng tỏ rõ điều này. Trung Quốc với vị thế là một cường quốc thì nhất định phải thay đổi được vị trí của mình trong ngành này. Chứ không thể đợi đến khi bị tụt hậu rồi mới hăm hở tiến lên được, tất cả cần phải bắt đầu ngay từ bây giờ. Cuộc tranh luận giữa hai anh em khá kịch liệt, Triệu Vân Hải thì cảm xúc mãnh liệt còn Triệu Trường Xuyên thì lại bình tĩnh sắc bén, hai anh em đều cố hết sức để bày tỏ quan điểm của mình. Bọn họ đều hy vọng quan điểm của mình nhận được sự tán đồng của Triệu Quốc Đống,
theo cả hai nghĩ thì Triệu Quốc Đống hẳn sẽ có kiến giải độc đáo về phương diện này. Trên thực tế thì Triệu Quốc Đống lại đang ôm tâm trạng thưởng thức ngồi lắng nghe hai đứa em tranh luận. Quan điểm của Triệu Trường Xuyên tuyệt đối nghiêng về lý tính, nhất là do quốc gia đầu tư tài chính và chính sách còn sai lệch và khuyết thiếu vào ngành sản xuất công nghiệp tiên tiến và công nghệ cao, đầu tư lượng tài chính lớn vào ngành bất động sản, các doanh nghiệp vốn nước ngoài nhân cơ hội khuếch trương một cách trắng trợn trong các ngành, lĩnh vực trọng điểm. Nhận định này khá sâu sắc nhưng quan điểm của Triệu Vân Hải cũng không hề sai, ngành Internet không thể coi như một giả thuyết kinh tế đơn giản được, nó có ảnh hưởng cực lớn đến toàn bộ thực thể kinh tế. Mà Trung Quốc cần phải xác lập địa vị thủ lĩnh trong ngành hoàn toàn mới này. Đối mặt với một thế giới đã sai lệch quỹ đạo như trong ký ức thì Triệu Quốc Đống cũng tỏ ra bối rối. Hắn không biết vì những biến hóa nhỏ bé này thì thế giới sẽ đi theo hướng nào. Sự xuất hiện của website Thiên Hạ đã hoàn toàn phá vỡ vận mệnh cũ kỹ về ngành công nghiệp Internet của Trung Quốc như trong ký ức. Website Thiên Hạ đã đủ sức cạnh tranh với các trang web nổi tiếng đương thời, mà nó không còn thể hiện khí phách của một website tổng hợp nữa mà dừng lại ở việc củng cố địa vị về phương diện thông tin tức thời và game. Tựa như sự xuất hiện của nước khoáng Thương Lãng đã trở thành ông trùm trong ngành nước, dược Thương Lãng trở thành xí nghiệp tiên phong trong việc chế tạo thuốc sinh học ở Trung Quốc. Từ khi nghiên cứu và phát triển thì cơ hồ là đầu tư không tiếc vốn gốc để kéo thực lực và giá trị của dược Thương Lãng lên, nhất là trung tâm nghiên cứu phát triển sinh học Thương Lãng ở Công viên Công nghệ Cao Trương Giang đã nhận được sự đồng ý của Bộ Khoa học Kỹ thuật Quốc gia và được xếp vào là một trong những trung tâm nghiên cứu dân doanh được quốc gia trọng điểm giúp đỡ về chính sách và tài chính. Đây là một tin tức cực tốt mang lại lợi thế lớn để phá vỡ được việc lũng đoạn thị trường dược phẩm cao cấp trong nước của các xí nghiệp sản xuất thuốc đa quốc gia. Quyển 14, chương 111. Còn có vô số nhân tố do hắn làm thay đổi, thế giới thực tế mà thế giới hắn biết có điểm khác nhưng nó sẽ mang đến điều gì cho cuộc sống của hắn. Triệu Quốc Đống vẫn suy nghĩ vấn đề này, mà tối nay tranh luận với Trường Xuyên và Vân Hải về vấn đề sản nghiệp càng khiến hắn suy nghĩ nhiều hơn. Hắn nên làm gì cho quốc gia và thế giới này? Trường Xuyên mang đến một tin tức cho Triệu Quốc Đống chính là Phòng Tử Toàn có kế hoạch rất lớn muốn bàn với anh em bọn họ trong đợt Tết này. Có thể tưởng tượng được mọi người bên cạnh hắn đều là nhân tài trong lĩnh vực bọn họ làm. Điều này càng làm Triệu Quốc Đống thêm khát khao nắm giữ quyền lực lớn hơn nữa, làm cho hắn trở nên chói mắt trong con đường hắn chọn. 12 giờ đã điểm, tiếng pháo hoa, tiếng pháo đinh tai bắt đầu bao phủ bầu trời Ando. Mặc dù đây là khu biệt thự nhưng cũng có không ít người dùng cách truyền thống đón mừng năm mới. Qua 12 giờ, hai ông bà không quen thức đêm nên đi ngủ sớm, lưu lại không gian cho người trẻ tuổi. Một chiếc áo khoác được khoác lên vai, Triệu Quốc Đống khẽ thở dài một tiếng. Thực ra hắn sớm cảm thấy đối phương sẽ tới, hắn không biết mình nên dùng cách gì ứng phó với cô. Cô quan tâm hắn một cách tự nhiên, không hề có vẻ giả tạo, điểm này hắn không thể phủ nhận. Đã một giờ rồi, anh đi ngủ đi. Lam Đại đứng sau lưng Triệu Quốc Đống. Cô cảm thấy rất an toàn khi đứng cạnh hắn. Không có gì cả, đêm 30 rất yên tĩnh nên có nhiều việc cần suy nghĩ thôi. Triệu Quốc Đống không quay đầu lại mà chỉ lạnh nhạt nói. Là công việc hay tình cảm? Lam Đại vô thức đưa tay bóp vai cho Triệu Quốc Đống. Đối với Triệu Quốc Đống mà nói đó là sự hưởng thụ, đối với Lam Đại mà nói cũng là hưởng thụ. Có thể làm Triệu Quốc Đống thoải mái thì cô cũng rất hưng phấn và vui sướng. Không hoàn toàn như vậy, một năm qua đi cũng cần tổng kết một chút. Con người không thể không nghĩ đến quá khứ mà, phải không? Triệu Quốc Đống cười nói. Lam Đại, một năm qua đi em có cảm giác gì? Em. Lam Đại lộ ra vẻ phức tạp. Công tác ở trên chi nhánh rất nhiều nhưng có thể rèn luyện bản thân. Nhưng đó chỉ là phục vụ tổ chức, yêu cầu cao về năng lực tiếp đón. Mới đầu em không quá quen. Nhưng em đã nhanh chóng vượt qua thời gian khó khăn đó, có thể nói Tống Tỷ ở trên đó giúp em rất nhiều. Tống Như Phỉ chính là phó chủ nhiệm của văn phòng Ando tại Bắc Kinh, 35 tuổi, là người phụ nữ có năng lực. Lúc làm việc ở Bộ Năng lượng thì Triệu Quốc Đống đã gặp qua người này. Tống Như Phỉ là nhân tài chẳng qua chồng lại không tốt đẹp gì, bị xét mấy năm tù thế. Triệu Quốc Đống cũng biết đôi chút tình hình trên Ando. Tống Tỷ đã ly hôn với y, nghe nói y bị xử 7 năm tù. Lam Đại hơi buồn bã nói. Nếu không vì chuyện này thì Tống Tỷ đã sớm được lên chức. Chồng Tống Như Phỉ là một trưởng phòng có thực quyền ở Ủy ban Kinh tế Ando, yêu rượu như mạng. Trong một lần uống rượu không biết có phải bị người chuốc và gài bẫy hay không mà quan hệ với một cô bé chưa đầy 14 tuổi. Mặc dù cô bé này thoạt nhìn như 16,
17 tuổi nhưng cuối cùng vẫn bị xử vì tội hiếp dâm. Đây là đả kích rất lớn đối với Tống Như Phỉ, cũng khiến con đường chính trị của cô ta bị ảnh hưởng lớn. Đáng lẽ cô ta đã được chủ nhiệm nhưng vì việc này nên vẫn chỉ ở chức phó chủ nhiệm mà thôi. Là vàng sẽ luôn sáng. Tống Như Phỉ có thể làm tốt ở văn phòng chi nhánh như vậy, lãnh đạo thành phố An Đô cũng không mù mắt, chỉ là cần tránh điều tiếng dư luận mà thôi. Triệu Quốc Đống cười nói. Nghe Triệu Quốc Đống nói như vậy, Lam Đại cũng vui vẻ nói. Quốc Đống, nếu anh là bí thư thị ủy An Đô thì tốt quá. Tống tỷ nghe được lời này của anh nhất định sẽ rất vui. Xấu hổ quá, anh là bí thư thị ủy Ninh Lăng, không phải bí thư thị ủy An Đô. Nếu như Tống Như Phỉ đồng ý sang làm chủ nhiệm văn phòng chi nhánh Ninh Lăng ở Bắc Kinh thì anh thật ra có thể làm chủ. Triệu Quốc Đống cười cười trêu chọc. Lam Đại nghe xong không khỏi phì cười. Thời gian trước có lời đồn anh muốn tới An Đô làm thị trưởng, khi đó Tống tỷ nói anh nếu làm thị trưởng An Đô thì An Đô nhất định sẽ có biến hóa lớn. Ồ, Tống Như Phỉ đánh giá cao anh như vậy sao? Triệu Quốc Đống hơi động tâm. Tống Như Phỉ mới hơn 30 đã làm phó chủ nhiệm văn phòng chi nhánh An Đô trên Bắc Kinh, đương nhiên có bản lĩnh và quan hệ rộng. Ở An Đô cô ta cũng làm việc thuận lợi, nếu không phải vì chồng thì có lẽ còn có thể trực tiếp làm phó tránh văn phòng ủy ban An Đô. Trong một lần nói chuyện với Khâu Nguyên Phong, Triệu Quốc Đống đã nghe được rằng Tống Như Phỉ này có quan hệ với Nghiêm Lập Dân, nhưng chuyện rất bí ẩn. Khâu Nguyên Phong chỉ là ngẫu nhiên gặp phải. Ừ, Tống tỷ nói tính cách thị trưởng Diêu khá mềm mỏng. Có nhiều chuyện ủy ban nhân dân thành phố có thể tự quyết định và làm trước nhưng do quá cẩn thận nên cứ đợi thị ủy quyết định, cuối cùng không có kết quả gì. Nó giống như việc văn phòng chi nhánh muốn xây dựng lại trụ sở, hội nghị thường trực ủy ban nhân dân thành phố đã thông qua nhưng có lãnh đạo bên thị ủy phản đối và phải gác lại. Kết quả giá khu đất định mua đã tăng lên gấp đôi. Lam Đại không biết gì về chỗ dựa của Tống Như Phỉ. Cô chỉ biết Tống Như Phỉ đối tốt với mình, vì thế cô không hề giấu giếm. Ồ. Vậy người của Ủy ban Nhân dân thành phố An Đô đều đánh giá thị trưởng Diêu như vậy sao? Triệu Quốc Đống ra hiệu Lam Đại ngồi xuống cạnh mình. Lam Đại vốn định lấy ghế tới nhưng Triệu Quốc Đống chỉ vào bên cạnh làm cô thấy có chút khác thường. Giường là thứ nhạy cảm, nhất là ở trong phòng ngủ nữa chứ, đó là không gian riêng của Triệu Quốc Đống. Trên đầu giường đặt quyển sách mà Triệu Quốc Đống thích xem trước khi đi ngủ, ngoài ra còn có một chiếc đồng hồ báo thức tinh xảo. Điều này làm Lam Đại có chút bất ngờ vì không ngờ Triệu Quốc Đống lại thích thứ này. Ngồi trên giường làm trong lòng Lam Đại khẽ run lên. Ngồi gần như vậy là điều Lam Đại chưa từng được tận hưởng, nhất là vừa ngồi vừa nói chuyện nữa chứ. Có lẽ không khí thân cận trong nhà làm khoảng cách giữa hai người vô thức kéo gần lại. Không phải, nhiều người cảm thấy thị trưởng có năng lực, chỉ là quan hệ giữa ủy ban và thị ủy không tốt. Hơn nữa quan hệ giữa mấy phó thị trưởng bên ủy ban cũng không hòa hợp. Thị trưởng Diêu bị vây giữa cơn lốc, thị trưởng Chu có ý kiến lớn đối với thị trưởng Diêu, cho rằng thị trưởng Diêu muốn thoát khỏi tình hình thực tế của An Đô, đưa ra các ý tưởng hão huyền. Lam Đại suy nghĩ một chút rồi nói. Ồ, vậy em cảm thấy quy hoạch của Diêu Văn Chí có phải thực sự không hợp thực tế không? Triệu Quốc Đống cười nói. Lúc suy tư trông Lam Đại rất đẹp, khuôn mặt trắng hồng dưới ánh đèn càng thêm xinh đẹp, đôi mi vểnh lên trông hơi giống Cổ Tiểu Âu nhưng nó lại vểnh hơn Cổ Tiểu Âu một chút. Cái này thì em không biết, Ủy ban Nhân dân thành phố đưa ra quyết định đều là việc lớn, em sao có thể phán đoán? Lam Đại lắc đầu nói. Vậy Tống Như Phỉ nói như thế nào? Triệu Quốc Đống hỏi tiếp, có những lúc quan điểm của Tống Như Phỉ không chừng là quan điểm của Nghiêm Lập Dân. Tống tỷ hình như không nói mấy về vấn đề này, ngoài việc có chút nuối tiếc vì việc xây dựng trụ sở của văn phòng, các chuyện khác không nói gì. Tống tỷ chỉ nói làm tốt công việc của mình mà thôi. Lam Đại nói, xem ra Tống Như Phỉ là người giữ mồm rất kín, Nghiêm Lập Dân đóng vai trò gì trong cuộc đấu giữa Tôn Liên Bình, Diêu Văn Chí thì cũng khó nói. Bây giờ việc tranh chức thị trưởng An Đô mặc dù coi như đã kết thúc nhưng Triệu Quốc Đống đoán vị thị trưởng từ Bắc Kinh xuống có lẽ chỉ là quá độ, còn có thể đấu với Tôn Liên Bình nữa. Mà Tôn Liên Bình cũng đã bị tỉnh ủy đánh giá không tốt do việc mất đoàn kết với Diêu Văn Chí. Nếu như không đạt được thành tích trong công việc thì lần tới Trung ương điều chỉnh chưa chắc đã là thị trưởng. Quyển 14, chương 112. Nhìn Lam Đại lái xe Audi rất thành thạo, Triệu Quốc Đống không khỏi suy nghĩ. Lam Đại rất tỉnh táo, phản ứng nhanh nhạy, tính cách bình tĩnh, phán đoán chuyện khá chính xác. Mặc dù do tuổi và lý lịch nên thiếu kinh nghiệm nhưng không thể không nói cô có tiềm lực phát triển trong chính trị.
Tống Như Phỉ biết cách mua chuộc lòng người, nhưng Lam Đại dù cảm kích Tống Như Phỉ nhưng không hoàn toàn phụ thuộc, chỉ riêng điểm này đã thấy bản lĩnh của Lam Đại. Đương nhiên bản lĩnh chưa chắc đại biểu tiền đồ, có tiền đồ cũng không chắc có thể thành công. Tống Như Phỉ nếu có chỗ dựa là Nghiêm Lập Dân thì làm tránh văn phòng chi nhánh An Đô trên Bắc Kinh không có vấn đề gì, không chừng còn về văn phòng ủy ban làm phó tránh văn phòng cũng bình thường, khoảng trống trong đó không phải là không thể vượt qua. Triệu Quốc Đống cũng không rõ sao mình lại thấy hứng thú đối với tình hình ở An Đô. Không biết có phải vì lần trước hắn được người ta đồn thổi làm thị trưởng An Đô nên mới vậy hay không? So sánh với An Đô thì Ninh Lăng đúng là yếu hơn nhiều, nó giống như con kiến với voi vậy. Dù con voi có yếu đi, con kiến mạnh lên thì kiến vẫn là kiến, voi vẫn là voi. Đương nhiên ví dụ này chưa chắc chính xác nhưng nó đủ nói rõ chênh lệch rất lớn giữa Ninh Lăng và An Đô. Nghe Triệu Quốc Đống nhờ mình đặt mua vé máy bay đến Côn Châu, Lam Đại lộ rõ vẻ mong chờ. Triệu Quốc Đống đương nhiên biết Lam Đại muốn gì nhưng chuyến đi đến Côn Châu của hắn không tiện dẫn cô theo. Nó sẽ mang tới phiền phức không cần thiết cho hắn. Triệu Quốc Đống dự định sáng mồng 2 bay thẳng tới Côn Châu, ở Côn Châu một ngày, chiều mồng 3 bay tới Kiểm Dương, chiều mồng 4 lên Thượng Hải, chiều mồng 5 lên Bắc Kinh. Buổi trưa Phòng Tử Toàn đến nhà hắn. Phòng Tử Toàn đã gọi nói trước với Triệu Quốc Đống về việc mình có kế hoạch rất lớn. Anh em Triệu Quốc Đống đều tò mò về sự thần bí của Phòng Tử Toàn vì thế đều ở nhà hết. Ngay cả Triệu Quốc Đống dù chiều có lịch cũng tạm thời đẩy sang buổi tối. Mấy năm qua tập đoàn Thương Lãng là cổ đông chính đã toàn lực ủng hộ Phòng Tử Toàn về mọi mặt khiến năng lượng quốc toàn từng bước xâm chiếm nhanh chóng hình thành một tập đoàn than tư nhân khổng lồ từ khai thác, luyện than, tiêu thụ. Hơn nữa năng lượng quốc toàn bắt đầu đi ra nước ngoài. Các nơi như Mông Cổ, Việt Nam, Indonesia cùng Australia cũng thành nơi mà năng lượng quốc toàn muốn thử nghiệm. Tập đoàn kim loại Foxtec Australia. Đối với tập đoàn nước ngoài không quá nổi tiếng này, Triệu Quốc Đống đương nhiên không biết. Anh Tử Toàn, tài nguyên than của Australia rất phong phú, năng lượng quốc toàn đầu tư vào Australia là điều bọn em không có ý kiến. Nhưng tại sao anh lại đột nhiên muốn chuyển sang ngành khai khoáng sắt? Trường Xuyên không phản đối trực tiếp mà chỉ đưa ra vấn đề của mình. Anh Tử Toàn, tham quá cũng không tốt. Hơn nữa ở Australia thì chúng ta không quá quen, không nắm rõ ngành sản xuất này, liệu liều lĩnh quá không? Chúng ta lấy mỏ sắt làm gì? Bán cho các công ty sắt thép trong nước hay là anh định tiến sang ngành thép? Đức Sơn cũng không đồng ý với kế hoạch của Phòng Tử Toàn. Theo y thấy Phòng Tử Toàn bị mất tỉnh táo do 2 năm qua năng lượng quốc toàn phát triển quá nhanh, lại muốn tiến vào ngành thép. Đây là không lượng sức mình. Ngành thép là ngành nuốt tiền, yêu cầu tài chính cực lớn. Trường Xuyên, Đức Sơn, không nên gấp, nghe Tử Toàn nói đã. Triệu Quốc Đống còn chưa rõ ý đồ thật của Phòng Tử Toàn, nhưng hắn cũng biết năng lượng quốc toàn có thể phát triển đến trình tự hiện nay ngoài việc tập đoàn Thương Lãng cung cấp tài chính ra thì một nhân tố khác là tầm nhìn và sự quản lý tốt của Phòng Tử Toàn. Vì thế mới khiến năng lượng quốc toàn trở thành ông lớn trong các công ty tư nhân chỉ trong vài năm ngắn ngủi. Phòng Tử Toàn cũng biết ý mình đưa ra khiến nhiều người nghi ngờ. Trên thực tế đội ngũ nhân viên quản lý cao cấp của năng lượng quốc toàn đều tranh luận, ý phản đối mạnh. Đương nhiên nhân viên quản lý còn dễ giải thích, nhưng nếu anh em Triệu Quốc Đống không chấp nhận thì mọi việc sẽ vô ích. Quốc Đống, Đức Sơn, Trường Xuyên, Vân Hải, mấy người mặc dù không quan tâm hoạt động chính của năng lượng quốc toàn nhưng cũng biết sản phẩm chính của năng lượng quốc toàn là gì. Đơn giản chính là than. Sản lượng than cốc của năng lượng quốc toàn ở thị trường phương Bắc khá lớn, mặc dù không thể so sánh với các công ty nhà nước khổng lồ nhưng ở công ty tư nhân nếu chúng ta nói thứ hai thì không ai dám nói bọn họ đứng thứ nhất. Phòng Tử Toàn cười nói. Than cốc của chúng ta chủ yếu cung cấp cho các công ty thép, nhất là các công ty ở khu vực Hà Bắc, Kinh Tân, Sơn Đông. Mấy người đều biết điều Phòng Tử Toàn nói nhất định có liên quan đến các công ty thép vì thế cũng kiên nhẫn nghe tiếp. Bởi vì thường xuyên qua lại với các khách hàng này nên tôi hay đến khu vực Kinh Tân, Sơn Đông. Trong một lần nghe được tin tập đoàn kim loại của Australia muốn thành lập nhà máy sản xuất thép ở khu vực Kinh Tân. Đây vốn không có liên quan gì tới năng lượng quốc toàn nhưng sở dĩ khiến tôi hứng thú là vì tập đoàn Foxtec này mặc dù không có năng lực khai mỏ nhưng lại hy vọng ký kết với công ty cung cấp quặng sắt bằng cách ký hợp đồng lâu dài, lúc này mới làm tôi tò mò. Sau đó tôi thông qua nhiều con đường biết tập đoàn Foxtec Australia trước là một công ty liên hợp, sau đó mới đổi tên thành tập đoàn Foxtec. Chủ tịch tập đoàn hiện nay muốn xây dựng mỏ khai thác quặng ở khu vực Pilbara Australia, sau đó vận chuyển quặng vào Trung Quốc.
nhưng tôi thông qua bạn làm ăn bên Australia thì biết tập đoàn kim loại Foxtec này có tổng tài sản chưa đến 20 triệu USD Australia, mà vốn đầu tư xây dựng khu khai thác quặng kia cũng đã tầm 2 tỷ USD Australia. Điều này làm tôi nghi ngờ công ty này có phải lừa người không. Nhưng sau đó tôi biết công ty này đúng là có quyền khai thác mỏ ở Pilbara, chỉ là muốn làm được hạng mục này đúng là không khác gì trẻ con muốn chơi súng, không cẩn thận sẽ làm mình mất mạng. Vì vậy ông cho rằng năng lượng quốc toàn có thể làm gì đó ở việc này. Triệu Quốc Đống cười cười hỏi lại một câu. Ừ, từ tình hình hiện nay thì việc xây dựng và ngành bất động sản ở Trung Quốc đang rất nóng. Quá trình đô thị hóa còn có thể tiến nhanh hơn nữa. Theo các chuyên gia phân tích thì việc xây dựng đô thị của Trung Quốc sẽ duy trì ít nhất 20 năm, thậm chí lâu hơn nữa. Điều này cũng có nghĩa nhu cầu thép sẽ tiếp tục tăng. Tài nguyên quặng sắt ở Trung Quốc mặc dù không ít nhưng hầu hết là quặng xấu nên vẫn nhập chính từ nước ngoài. Năm 2002 giá quặng mặc dù giảm nhưng năm 2003 lại tăng lên. Đây là tín hiệu rất rõ. Tôi đoán nhu cầu về quặng sắt của các công ty trong nước chỉ tăng không giảm. Mà trước mắt ngoài tập đoàn Bảo Cương ra, các công ty thép khác đều không có con đường cung cấp quặng ổn định từ nước ngoài, về phần các công ty tư nhân càng thiếu tính đề phòng hơn. Bên Nhật Bản, Hàn Quốc đã sớm tính tới việc này, nếu nhu cầu quá nhiều mà các công ty thép Trung Quốc lại không có lựa chọn nào khác sẽ khiến giá quặng bị người khống chế. Qua đó khiến cho các công ty nước ngoài kiếm lợi. Vậy ông cảm thấy tập đoàn Foxtec Australia sẽ mang đến cơ hội cho năng lượng quốc toàn? Triệu Quốc Đống trầm ngâm một chút rồi nói. Nhưng hạng mục kia quá đắt tiền, nếu thật sự tiến hành thì dù là tài chính của năng lượng quốc toàn và Thương Lãng gộp lại cũng không thể chịu nổi. Quốc Đống, đâu có chuyện đó được. Khai thác khu mỏ đúng là cần tầm 2 tỷ nhưng đó không phải chuyện 1-2 năm mà kéo dài 3-5 năm mới có hiệu quả. Mà chính thức đạt tổng sản lượng dự kiến cũng cần từ 5-10 năm. Nhất là còn cần xây dựng đường sắt và bến tàu chuyên chở thì không có mấy năm là không được. Năng lượng quốc toàn không có thực lực mạnh như vậy nên đâu dám có dã tâm quá lớn. Nhưng tôi cảm thấy có thể liên kết nhiều nhà lại. Xem ra ông đã có ý tưởng, nói một chút xem. Tôi đồng ý với quan điểm của ông, các công ty thép trong nước nếu không nhận thức được điểm này thì phải trả bài học rất đắt. Quyển 14, chương 113. Triệu Quốc Đống khá coi trọng việc phòng tử toàn đưa ra năng lượng quốc toàn sẽ cùng với nhiều công ty thép tư nhận như Sa Cương, Nhật Chiếu, Quốc Phong đầu tư vào tập đoàn Foxtec, hình thành một quần thể lợi ích. Trường Xuyên và Đức Sơn thấy Triệu Quốc Đống đồng ý cũng cẩn thận tỏ vẻ ủng hộ làm cho phòng tử toàn rất vui mừng. Y vốn tưởng rằng phải tốn nhiều công sức để thuyết phục anh em Triệu Quốc Đống ủng hộ nhưng không ngờ Triệu Quốc Đống lại nhanh chóng tỏ thái độ như vậy. Trước đó phòng tử toàn đã thông qua công ty đầu tư quốc toàn tại Hong Kong mà mua lấy 7% cổ phần của tập đoàn Foxtec. Bởi vì hiện nay cổ phần của Foxtec khá rẻ, mỗi cổ phiếu không đầy 0,1 USD nên đã bỏ ra trên 1 triệu USD. Theo ước định của phòng tử toàn với anh em Triệu Quốc Đống, khoản đầu tư dưới 10 triệu không cần báo cáo với tập đoàn Thương Lãng, mà chỉ cần từng tháng thông báo là được. Phòng tử toàn hy vọng năng lượng quốc toàn kết hợp với nhiều công ty thép khác cùng đầu tư chung với tập đoàn Foxtec nhưng không lấy cổ phần. Bởi vì bản thân chủ tịch tập đoàn Foxtec hy vọng do y phụ trách chính việc xây dựng, khai thác mỏ ở khu vực Pilbara. Ở điểm này bản thân phòng tử toàn đã nói chuyện trực tiếp với đối phương. Do bản năng của người Trung Quốc là không quá tin vào công ty người nước ngoài, thông qua việc có năng lượng quốc toàn làm đầu mối liên lạc với các công ty sản xuất thép của Trung Quốc càng có lợi cho Foxtec, Foxtec dễ được công ty Trung Quốc chấp nhận. Mà cùng bỏ vốn mua cổ phần của tập đoàn Foxtec cũng có thể giảm đi nghi ngờ của các công ty thép Trung Quốc với Foxtec. Bản thân chủ tịch tập đoàn Foxtec sau hai lần đàm phán trực tiếp với phòng tử toàn, về cơ bản đã chấp nhận ý kiến của phòng tử toàn. Y đồng ý để công ty đầu tư quốc toàn liên hợp với nhiều công ty thép Trung Quốc mua cổ phần của tập đoàn Foxtec nhưng không được khống chế cổ phần, trở thành cổ đông chiến lược của tập đoàn kim loại Foxtec. Đồng thời các công ty thép này cũng ký kết việc cung cấp tài chính trong thời gian dài cho Foxtec, qua đó để còn mua lại mỏ quặng mà Foxtec khai thác được. Triệu Quốc Đống không thể không phục năng lực hoạt động của phòng tử toàn. Có thể nhanh chóng nắm bắt tin tức và sử dụng nó chính là cơ hội. Mà nghĩ ra sách lược đó để tiến vào tập đoàn nước ngoài thì chẳng những có lợi từ khai thác mỏ, hơn nữa cũng kéo gần quan hệ giữa năng lượng quốc toàn với các công ty sắt thép trong nước, đảm bảo con đường tiêu thụ than của năng lượng quốc toàn càng thêm ổn định. Năng lượng quốc toàn tạo thành liên minh chiến lược với tập đoàn Foxtec cùng với đông đảo công ty thép dân doanh Trung Quốc sẽ khiến cho năng lượng quốc toàn làm tập đoàn Foxtec cùng với đông đảo công ty thép Trung Quốc ràng buộc vào nhau,
cũng có thể khiến năng lượng quốc toàn có thể lợi dụng quan hệ của Foxtec ở Úc mà giúp đỡ việc năng lượng quốc toàn nhận mua và khai thác than ở Úc. Từ góc độ khác mà nói cũng khiến cho năng lượng quốc toàn liên lạc nhiều hơn với các công ty thép dân doanh trong nước, cũng mở ra con đường tiêu thụ cho năng lượng quốc toàn với các công ty này. Anh thật sự cảm thấy quyết định của Tử Toàn không có vấn đề gì sao? Đức Sơn vẫn có chút lo lắng nói. Đức Sơn, Tử Toàn có vài điểm mạnh hơn cả anh. Ít nhất y quyết đoán hơn anh, Tử Toàn làm rất tốt. Anh tin năng lượng quốc toàn lần này sẽ đạt thành tích từ trước đến giờ không có. Triệu Quốc Đống nằm nghiêng trên sofa suy nghĩ một chút và nói. Phòng Tử Toàn đã đi, y ngày hôm sau sẽ bay sang Hong Kong và Úc để đàm phán tiếp. Hơn nữa sau khi được anh em Triệu Quốc Đống đồng ý, y sẽ nhanh chóng tiếp tục kế hoạch mua thêm cổ phần của Foxtec. Theo hợp đồng giữa Phòng Tử Toàn và Foxtec, năng lượng quốc toàn sẽ lấy giá 0,1 USD Úc mua 10% cổ phần của tập đoàn Foxtec. Mà các công ty thép khác của Trung Quốc trong vòng 3 tháng sẽ mua 20% cổ phần của Foxtec. Sau đó các công ty này sẽ xác định thời gian ký hợp đồng cung ứng hàng hóa lâu dài với tập đoàn Foxtec, cũng sẽ gửi tiền cho vay vào tài khoản của tập đoàn Foxtec. Mà tập đoàn Foxtec sẽ phải khởi công xây dựng khu khai thác mỏ ở khu vực Pilbara trong thời gian quy định. Anh, năng lượng quốc toàn đầu tư vào tập đoàn Foxtec có thể thu bao lãi thì em không biết. Nhưng ít nhất năng lượng quốc toàn thông qua cách này đạt được đồng minh ở Úc là tập đoàn Foxtec, đồng thời cũng có lượng khách hàng tiêu thụ ổn định ở trong nước. Như vậy nó sẽ tăng cường năng lực chống nguy hiểm cho năng lượng quốc toàn. Trường Xuyên thấy rất rõ ràng ở điểm này. Ừ, đây là chuyện có nhiều lợi ích. Đức Sơn, Trường Xuyên, hai chú phải học tập Tử Toàn ở điểm này. Một khi nhận định một chuyện cần có quyết định thì phải không do dự đẩy mạnh, giành thế chủ động. Triệu Quốc Đống vẫn còn chìm trong kế hoạch của Phòng Tử Toàn. Việc này có thể ảnh hưởng đến cả ngành thép Trung Quốc, nhất là sẽ tạo hiệu ứng dây chuyền khiến các công ty thép Trung Quốc chủ động đi ra nước ngoài tìm nguồn quặng, giảm bớt áp lực do giá thành nhập khẩu tăng cao. Triệu Quốc Đống không ngờ Lam Đại lại có chiêu này. Lúc hắn lên máy bay thì đã thấy Lam Đại đã sớm ngồi ở một góc. Mặc dù cách chỗ hắn ngồi vài ghế nhưng cô gái xinh đẹp như vậy luôn dễ hấp dẫn ánh mắt mọi người. Mà Triệu Quốc Đống không phải thằng mù nên đương nhiên nhìn thấy ngay Lam Đại đang ngồi một bên ra vẻ nhìn ra ngoài cửa sổ vì không dám nhìn hắn. Triệu Quốc Đống cũng bất đắc dĩ với hành vi này của Lam Đại. Bây giờ mà nói gì sẽ tạo thành phiền phức không cần thiết, hắn không dám xác định trên máy bay có ai nhận ra mình không. Biết đâu có vị khách nào từ Ninh Lăng đi du lịch thấy mình thì sao? Cũng may Lam Đại còn không đến mức không hiểu chuyện. Đến khi máy bay hạ xuống sân bay Gia Bá, Côn Châu, cô vẫn lặng lẽ ngồi trong góc, thậm chí không nhìn Triệu Quốc Đống lấy một lần. Đến khi một chiếc xe buýt mang biển Điền Ô đến đón Triệu Quốc Đống mới có chút kinh ngạc khi Lam Đại đứng một bên, hắn bảo lái xe dừng lại rồi mời Lam Đại lên xe. Xe đưa hai người Triệu Quốc Đống đến khách sạn Thúy Hồ Côn Châu, nơi này là con phố trung tâm Côn Châu, phong cách rất đẹp. Khách sạn Thúy Hồ gọi như vậy vì nó cạnh Thúy Hồ, đây cũng là một nơi mà khu du lịch đến Côn Châu hay lựa chọn. So sánh với sự phồn hoa phức tạp của Ando, Côn Châu bốn màu như mùa xuân, khá yên bình khiến nơi này nổi tiếng cả nước về du lịch. Đây là nơi có nhiều dân tộc tụ tập khiến nơi đây là viên minh châu của cả khu vực Tây Nam Trung Quốc. Đón Triệu Quốc Đống là một nhân viên ở văn phòng tỉnh ủy, khí độ trầm ổn, không nói nhiều. Mặc dù Triệu Quốc Đống ra vẻ ngẫu nhiên gặp Lam Đại gia, giả vờ chào cô rồi mời cô cùng đi vào thành phố, đối phương cũng không tỏ vẻ gì khác lạ cả. Triệu Quốc Đống cũng không nói nhiều, sau khi đến khách sạn Thúy Hồ, đối phương có thái độ khá nhiệt tình, còn hỏi có cần đặt phòng cho Lam Đại không. Lam Đại rất lễ phép từ chối nói mình có lịch trình khi đến Côn Châu. Đối phương cũng không nói nhiều, chỉ chào Triệu Quốc Đống rồi rời đi. Lam Đại ăn mặc rất nhẹ nhàng, chỉ đeo ba lô trên vai, chiếc áo nhung màu trắng sữa khá mỏng so với lúc ở Ando, nhưng ở Côn Châu lạ rất thích hợp. Bên dưới mặc quần jean màu đen hợp người cộng thêm đôi giày thể thao trông khá năng động. Em thật sự muốn đi du lịch một mình sao? Triệu Quốc Đống nhíu mày nói. Sao, chẳng lẽ anh ở Côn Châu còn có thể chiếu cố gì cho em sao? Lam Đại cười nói. Anh đi làm việc của mình đi. Ừ, nếu anh xong việc mà có thời gian thì gọi cho em. Triệu Quốc Đống lắc đầu. Thái Chánh Dương khác hắn. Hắn còn có thể dành thời gian vài ngày đi khắp nơi nhưng Thái Chánh Dương là bí thư tỉnh ủy Điền Nam nên rất bận rộn. Dù là đợt Tết cũng không có bao thời gian riêng. Hắn đến Côn Châu mặc dù đã gọi trước nhưng không chừng Thái Chánh Dương rất bận, có thể dành thời gian cho hắn một bữa ăn rồi nói chuyện 2 tiếng là đã may lắm rồi.
Vậy anh đi làm việc của anh đi, đừng lo cho em. Em đã sớm muốn tới Côn Châu chơi một chút, có lẽ em còn muốn đến Cốc Giá Tượng phía Nam xem một chút. Em rất thích rừng nhiệt đới nguyên thủy vì nó khác khu vực Đông Bắc chúng ta. Lam Đại có chút mong chờ nói. Em đã đi không ít nơi nhưng chưa đến phía Nam bao giờ cả. Quyển 14, chương 114. Tình hình an ninh trật tự của Điền Nam không bằng Ando, nhất là ở khu vực biên giới. Nơi đây tập trung nhiều đường dây buôn bán ma túy, đồng thời súng từ khu vực biên giới cũng tràn vào. Mấy năm qua mặc dù chính quyền đã nhiều lần trấn áp nhưng uy hiếp vẫn không hề nhỏ. Thuốc phiện đến từ phía Bắc Myanmar chính là khảo nghiệm lớn nhất đối với an ninh trật tự Điền Nam. Trung Quốc hợp tác mạnh với Myanmar cũng có một phần là muốn phá vỡ con đường buôn bán ma túy này ở phía Bắc Myanmar. Đương nhiên Côn Châu là tỉnh thành nên tình hình đỡ hơn. Chẳng qua ngay cả như vậy Triệu Quốc Đống cũng không yên tâm để một cô gái xinh đẹp như Lam Đại đi ra ngoài một mình. Thấy Triệu Quốc Đống lo cho mình, Lam Đại thấy rất vui. Cô nở nụ cười đầy xinh xắn. Quốc Đống ca, không có gì đâu, em cũng không chạy loạn mà, chỉ ngồi xe đi quanh một chút, nếu không em không đi xa mà chỉ xem các danh lam thắng cảnh nổi tiếng xung quanh đây thôi. Ừ, như vậy là tốt nhất, em là con gái lại đẹp như vậy, anh đúng là có chút lo lắng. Em đi phải đến nơi nhiều người, tối về sớm một chút. Triệu Quốc Đống gật đầu nói. Anh thấy em ở lại đây đi, gần một chút để anh lo được cho em. Mắt Cổ Tiểu Âu gần như tóe lửa đứng đó nhìn chằm chằm đôi nam nữ đang nói chuyện thân thiết. Mặc dù chỉ cách không đầy 10 mét nhưng vị trí của cô ở góc nên có thể nhìn thấy nghe thấy đôi nam nữ kia nói chuyện. Tiểu Âu, tôi thấy Lam Đại hình như không phải là hẹn Quốc Đống ca tới đây, có lẽ là ngẫu nhiên gặp phải thôi. So sánh với Cổ Tiểu Âu đang mất lý trí vì ghen, Kiều San bình tĩnh hơn nhiều. Bọn họ hình như gặp trên máy bay. Hừ, đâu có chuyện trùng hợp như vậy chứ. Rõ ràng Lam Đại biết Quốc Đống ca muốn tới Côn Châu nên đến quyến rũ. Cổ Tiểu Âu nói thẳng. Đồ không biết xấu hổ, Quốc Đống ca không thích gì nó. Kiều San cười hì hì nói. Chỉ cần Quốc Đống ca không chủ động hẹn cô ta là được mà, cô ta nếu yêu đơn phương Quốc Đống ca thì bà có quyền gì mà ngăn. Hừ, cái này khó nói. Lam Đại đẹp, lại biết cách quyến rũ người, không chừng lúc Quốc Đống ca nóng đầu là thua nó thì sao? Quốc Đống ca cái gì cũng tốt nhưng ở mặt này thì... Cổ Tiểu Âu vừa nói ra liền thấy mình nói không thích hợp. Quan hệ giữa mình và Quốc Đống ca hình như cũng không bình thường mà. Bây giờ mình lại nói như vậy đúng là làm cô có chút xấu hổ. Ba người Cổ Tiểu Âu đầu năm từ Ando bay tới đây. Ba cô định ở Côn Châu 2 ngày, sau đó sang Kiềm Dương. Cuối cùng đến quê Đồng Úc, cho nên lúc này ở khách sạn Thúy Hồ. Các cô vừa đi chơi về thì thấy Triệu Quốc Đống và Lam Đại cùng xuống xe làm Cổ Tiểu Âu rất tức giận. May là Kiều San và Đồng Úc ở bên kéo Cổ Tiểu Âu lại, nếu không với tính cách của Cổ Tiểu Âu chắc đã lao thẳng tới rồi. Kiều San và Đồng Úc thấy Cổ Tiểu Âu đột nhiên im miệng đều không nhịn được. Cổ Tiểu Âu có chút buồn bực chừng mắt nhìn hai người rồi chống eo nói. Tôi không giống có người chỉ biết nuốt tức trong lòng mà thôi. Tôi thích Quốc Đống ca, tôi theo đuổi thì sao chứ? Ai có thể cấm tôi yêu ai hả? Được rồi Tiểu Âu, bọn tôi biết bà là nữ anh hùng, dám yêu dám hận, được chưa? Kiều San hạ giọng nhìn Triệu Quốc Đống đang nghe điện. Hình như Quốc Đống có việc phải đi. Triệu Quốc Đống nhận được điện của Thái Chánh Dương bảo hắn tới, sau đó cùng ăn trưa. Triệu Quốc Đống cũng không ngờ Thái Chánh Dương có thời gian rảnh như vậy, hắn vốn nghĩ phải đến chiều may ra Thái Chánh Dương mới có thời gian. Sau khi Triệu Quốc Đống đi, Lam Đại rất vui vẻ về phòng dọn đồ để đi chơi. Triệu Quốc Đống đã in sâu hình ảnh của hắn trong tim cô, làm cô vĩnh viễn không thể thoát khỏi ảnh hưởng của hình bóng đó. Cô không phải không cố gắng quên hết, thậm chí trong thời gian dài đã cố gắng không liên lạc với hắn, nhưng cô phát hiện mình phí công vô ích. Sau khi thử mọi cách đều không hiệu quả, cô đã lựa chọn dũng cảm đối mặt. Đương nhiên với điều kiện là không ảnh hưởng đến hắn. Mà nếu như cô có thể giúp hắn về mặt nào đó thì càng tốt. Tiếng đập cửa rất lớn cắt ngang mộng đẹp của cô, Lam Đại rất khó chịu và khó hiểu. Nhân viên phục vụ không nên quấy rầy mình mới phải. Chẳng lẽ nhân viên phục vụ của khách sạn này không có quy củ gì? Nhìn qua ô cửa, Lam Đại rất kinh ngạc phát hiện Cổ Tiểu Âu đầy tức giận đứng bên ngoài. Không cần suy nghĩ cô cũng biết hai người phía sau là ai. Lam Đại chỉ kinh hoàng trong nháy mắt nhưng sau đó rất nhanh bình tĩnh lại. Mình không cần gì phải kinh ngạc, cứ bình thường mà gặp là được mà. Ồ, Tiểu Âu, Kiều San, Đồng Úc, là các bạn sao? Mời vào,
sao trùng hợp như vậy, các bạn cũng đến Côn Châu du lịch sao? Lam Đại lộ vẻ kinh ngạc đầy tự nhiên, hoàn toàn không thấy vẻ gì không ổn cả. Cổ Tiểu Âu nhìn chằm chằm vào Lam Đại đang không hề hốt hoảng. Cô phải thừa nhận Kiều San nói đúng, Lam Đại này khó đối phó. Chỉ riêng bản lĩnh bình tĩnh này đã là điều không phải ai cũng làm được. Cô có thể tưởng tượng được nếu lúc mình và Triệu Quốc Đống đang vui chơi ở ngoài mà bị vợ Quốc Đống ca bắt được, mình nhất định không thể bình tĩnh đến thế. Lam Đại, cô đừng có giả vờ với bọn tôi. Cô đi theo Quốc Đống ca tới đây. Cổ Tiểu Âu đi vào phòng nhìn quanh, đây là căn phòng đơn rất bình thường, túi du lịch của Lam Đại vẫn còn để ở đầu giường, ngoài ra không còn gì khác. Ít nhất cũng không thấy thứ gì có liên quan đến Triệu Quốc Đống. Nụ cười trên mặt Lam Đại đã thu lại chuyển sang vẻ lạnh nhạt thường thấy. Tiểu Âu, cô muốn biết gì, có phải muốn hỏi tôi và Quốc Đống ca tối nay có phải sẽ ngủ trên giường tôi hay không hả? Câu nói đầy sắc bén này làm cổ Tiểu Âu á khẩu, mặt đỏ bừng lên, cơn tức giận tăng vọt. May mà Kiều San nhanh mắt kéo cổ Tiểu Âu lại, Kiều San nhíu mày nói. Lam Đại, cô cảm thấy cô có thể hấp dẫn được Quốc Đống ca lên giường sao? Xin tự trọng đi, tôi nghĩ cô cũng không muốn thấy tiền đồ của Quốc Đống ca bị ảnh hưởng. Tự trọng, lời này chui ra từ miệng mấy cô đúng là lạ đó. Tôi ảnh hưởng đến tiền đồ của Quốc Đống ca sao? Lam Đại lạnh lùng nói. Cũng không biết ai ảnh hưởng đến tiền đồ của Quốc Đống ca. Ai có thể giúp đỡ Quốc Đống ca? Các người ư, nực cười. Lam Đại nói làm cả Kiều San, Đồng Úc gần như không thở nổi. Đúng thế, tôi đi theo Quốc Đống ca tới đây, nói vậy các người cũng thấy tôi ngồi cùng với Quốc Đống ca, sao các người cảm thấy chỉ các người có tư cách ở bên anh ấy mà tôi không thể? Tôi thấy quá buồn cười. Giữa tôi và Quốc Đống có việc gì là do anh ấy tình nguyện, không ai có thể quản được, ít nhất các người không có tư cách này. Lam Đại cười khinh thường như con dao cắt vào lòng tự trọng của cổ Tiểu Âu. Cô cho đến bây giờ luôn thấy mình phải cao hơn Lam Đại một cái đầu, không ngờ hôm nay Lam Đại lại kiêu ngạo đến thế. Chẳng lẽ nói Quốc Đống ca có quan hệ mật thiết hơn so với mình sao? Kiều San cũng nhạy cảm nhận ra tâm trạng cổ Tiểu Âu có thay đổi, cô nói. Lam Đại, chúng tôi hôm nay không muốn cãi nhau với cô. Chúng tôi chỉ muốn nhắc cô về thân phận của Quốc Đống ca. Cô như vậy sẽ ảnh hưởng đến anh ấy. Nếu ảnh hưởng đến anh ấy, cô có ích gì sao? Kiều San nói làm cho khí thế của Lam Đại giảm đi. Từ góc độ này phản kích đúng là làm Lam Đại không tiện chống đỡ. Trong ba người đối phương thì Kiều San là lý trí nhất. Theo Lam Đại thấy thì cổ Tiểu Âu chỉ có thể dựa vào bề ngoài không xứng với Triệu Quốc Đống. Ngoài ngực to, mông vỉnh và có vẻ lai người nước ngoài ra thì còn gì nữa chứ? Cô ta không đủ tư cách làm tình nhân. Dù làm tình nhân cũng phải suy nghĩ đến tương lai hích ho người tình. Quyển 14, chương 115. Triệu Quốc Đống không biết sau khi mình đi ở khách sạn lại xảy ra chuyện dở khóc dở cười như vậy. Lúc này hắn đang rất thoải mái ngồi ăn thịt vịt với Thái Chánh Dương. Năm trước lúc anh cùng Bí Thư Ninh ăn ở Bắc Kinh, y đã nói tới chú. Vết nhăn trên khóe mắt Thái Chánh Dương bây giờ đã rõ hơn trước. Mặc dù y 53 tuổi thành Bí Thư tỉnh ủy một nơi, hơn nữa Điền Nam lại là tỉnh biên giới rất quan trọng của Trung Quốc, là đầu cầu giao lưu kinh tế với các nước Đông Nam Á, vị trí quan trọng như vậy để Thái Chánh Dương phụ trách chính là cơ hội và mang tính khiêu chiến không hề nhỏ. Triệu Quốc Đống có chút ngạc nhiên, Ninh Pháp nhắc đến mình. Đúng là lạ. Diêu Văn Chí điều tới Nam Việt, Bí Thư Ninh hỏi y ai thích hợp nhất thay y, chú đoán xem Diêu Văn Chí nói như thế nào. Thái Chánh Dương cười hì hì nhìn mặt hồ phía xa xa. Không phải là em đó chứ? Triệu Quốc Đống đoán. Ừ, Diêu Văn Chí đúng là nói chú thích hợp nhất với tình hình khó khăn hiện nay của Ando. Chỉ người quyết đoán, ghé con không sợ hổ như chú mới có thể phá vỡ cục diện trầm muộn ở Ando, mới mang đến biến hóa mới cho Ando. Thái Chánh Dương và Ninh Pháp cũng đã thảo luận về vấn đề này. Dù là Ninh Pháp hay Thái Chánh Dương bây giờ đều đã rời xa Ando. Không còn ảnh hưởng nhiều đến chức thị trưởng Ando nhưng hai người đã từng công tác ở Ando, có tình cảm nhất định với Ando. Thấy Ando cứ mãi chậm phát triển như vậy thì bọn họ cũng không vui mấy. Em là ghé con không sợ hổ. Triệu Quốc Đống dở khóc dở cười. Làm tới bí thư thị ủy, tuổi trên 30 mà còn bị so sánh là như vậy. Sao, đánh giá thấp chú ư? Thái Chánh Dương cười cười nhìn Triệu Quốc Đống đang có chút buồn bực. Không. Chỉ là nghe có chút không được tự nhiên mà thôi. Từ này đã nhiều năm không ai nói về em như vậy. Theo em nhớ hình như do Bí Thư Uẩn Hoa đánh giá em lúc em còn làm chủ tịch Hoa Lâm thì phải. Ồ,
còn dám ra vẻ nhớ về quá khứ trước mặt anh sao? Chú thấy lý lịch mình đủ dày sao? Thái Chánh Dương có chút tức giận trừng mắt nhìn Triệu Quốc Đống. Hừ, phải biết khi làm người cần khiêm tốn, làm việc phải quả quyết, lời đó thích hợp với chú đấy. Thái ca, làm người khiêm tốn, nhã nhặn theo em thấy không có gì sai. Làm việc quyết đoán, tạo tiếng tăm thì hình như không quá lưu hành, nhiều lãnh đạo không thích cấp dưới như vậy, mà thích cấp dưới làm xong rồi hãy tuyên truyền. Triệu Quốc Đống cầm một miếng đất sét phân vê trong tay rồi cho nó rơi xuống tạo thành hình một cây chùy. Trà Phổ Nhị là đặc sản của Điền Nam nhưng Triệu Quốc Đống không thích mùi loại trà này. Nhưng Thái Chánh Dương uống trà này, hắn có thể thay đổi sao? Vậy phải xem là chuyện gì mới được. Liên quan đến hạng mục công nghiệp không cần khua chiêng gióng trống, dù là bản thân công ty cũng không hy vọng như vậy. Nhưng ví dụ đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, các công trình dân sinh thì anh cảm thấy không ngại tuyên truyền một chút. Thứ nhất có thể khiến dân chúng chú ý, thứ hai cũng có thể khiến quần chúng thấy được đảng ủy, chính quyền chú trọng đến bọn họ. Quốc Đống, chú có để ý là Trung ương bây giờ càng lúc càng chú ý các hạng mục dân sinh, đây là biến hóa mang tính tích cực. Thái Chánh Dương hơi nghiêng người lên trước, hai tay chống đầu gối nhìn ra mặt hồ xa xa. Thái ca, hơn năm qua anh có thuận lợi không? Đâu cũng như vậy mà. Điền Nam là một tỉnh có nhiều thành phần dân tộc, nhất là khu vực biên giới có kinh tế khá lạc hậu nhưng ở đây có tài nguyên phong phú nhất là sinh vật. Phát triển kinh tế và bảo vệ hoàn cảnh tự nhiên có mâu thuẫn khá lớn. Trong và ngoài nước đều chú ý đến biến hóa của Điền Nam. Mỗi cử động của Điền Nam đều khiến cho truyền thông nước ngoài nhất là khu vực Đông Nam Á phóng đại. Thái Chánh Dương cười khổ một tiếng nói. Làm quan đúng là khó khăn, không chỉ là việc triển khai công việc khó khăn, hơn nữa chính là muốn làm cho công việc của mình được quần chúng ủng hộ, cấp trên tán thành. Ở Điền Nam, anh còn phải chú ý tin tức truyền thông. Triệu Quốc Đống cảm thấy tâm trạng Thái Chánh Dương có vẻ không quá tốt, có lẽ là do áp lực lớn làm y mệt mỏi. Nhưng hắn cũng biết năm qua Điền Nam phát triển không chậm. Nhưng đúng như Thái Chánh Dương nói bảo vệ hoàn cảnh tự nhiên và phát triển kinh tế có mâu thuẫn lớn. Cơ sở kinh tế của Điền Nam khá lạc hậu, nếu muốn phát triển vượt bậc, nâng cao cuộc sống dân chúng thì nhất định phải phát triển với tốc độ nhanh. Mà làm vậy đúng là không thể làm tốt được ở mảng bảo vệ môi trường. Bây giờ Trung ương cũng đã dần chú ý việc bảo vệ môi trường, nhưng áp lực phát triển khiến cho đảng ủy, chính quyền địa phương không thể không đánh giá cẩn thận tầm quan trọng giữa phát triển và môi trường. Làm như thế nào hài hòa được điểm này chính là thể hiện thành tích của lãnh đạo chủ yếu. Mặc dù Triệu Quốc Đống làm tốt ở Ninh Lăng nhưng đối với một tỉnh mà nói thì hắn biết đề tài này mình tạm thời chưa thể nói được gì nhiều. Nhưng khi Thái Chánh Dương đã nhắc đến, hắn cũng không thể không nói ra quan điểm của mình. Thái ca, chiến lược phát triển của Điền Nam em không có quyền lên tiếng, nhưng em cảm thấy có một điều đó là anh nên lợi dụng tốt tác dụng đầu mối giao thương giữa Điền Nam với khu vực Đông Nam Á, lợi dụng cơ hội Trung Quốc càng lúc càng coi trọng quan hệ chiến lược với Đông Nam Á mà dùng cách của quốc gia đã đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho Vân Nam áp dụng vào Điền Nam, đồng thời thúc đẩy mấy nước Đông Nam Á có đường biên giới chung với Điền Nam tạo hành lang kinh tế chung. Triệu Quốc Đống không dám nói qua loa, trước mặt Thái Chánh Dương, hắn phải nói hết những gì mình có thể nói. Hành lang kinh tế. Thái Chánh Dương nhíu mày, đây hình như chưa có thực tế thì phải, đây là chuyện giữa các quốc gia chưa đến lượt tỉnh lên tiếng. Theo lời em nói chính là cổ vũ các công ty của Điền Nam tiến vào mấy nước Đông Nam Á xung quanh, cũng có thể từ tầm tỉnh củng cố quan hệ thương mại với các quốc gia, lợi dụng điểm này thúc đẩy Trung ương có động tác. Triệu Quốc Đống có chút tự hào nói. Lợi dụng điểm này để thúc đẩy Trung ương có động tác. Thái Chánh Dương nhận ra Triệu Quốc Đống có vài ý tưởng. Ví dụ như ba nước ở Đông Nam Á là Myanmar, Campuchia, Lào thì bọn họ có biên giới chung với Điền Nam. Bọn họ có tài nguyên thiên nhiên phong phú sẽ tạo ra cơ chế hỗ trợ cho kinh tế Điền Nam. Bây giờ ngăn cản quan hệ giữa đôi bên là cơ sở vật chất, nhất là đường xá. Nếu có thể thì em cảm thấy Thái ca nên liên lạc với Bộ Ngoại giao, yêu cầu các nước kia cử đoàn đại biểu đến Điền Nam khảo sát, đồng thời cũng thúc đẩy các công ty Điền Nam tiến vào ba nước trên. Nó không chỉ quan hệ đến quan hệ chiến lược giữa Trung Quốc với các nước Đông Nam Á, còn tăng cường quan hệ hợp tác chính trị. Nếu tăng lên tầm chính trị thì rất nhiều nhân tố ngăn cản sự phát triển của Điền Nam sẽ được giải tỏa, rất nhiều vấn đề có thể thông qua tầm trung ương mà giải quyết. Ví dụ như hạng mục, tài chính, chính sách, tài nguyên đều được quốc gia ủng hộ. Ở một tỉnh không quá phát triển ở khu vực Trung Tây như Điền Nam, nếu muốn dựa vào chính mình mà phát triển vượt bậc là không dễ. Vì thế cần phải tính tới nhiều cách.
Triệu Quốc Đống lơ đãng chỉ điểm làm Thái Chánh Dương hiểu ngay. Y không khỏi vui mừng vì điều này. Bảo sao tên Triệu Quốc Đống này có thể khiến cho Diêu Văn Chí khen mình, bảo sao Ninh Pháp vẫn đánh giá cao hắn như vậy. Thành công cũng không phải hoàn toàn do may mắn là rất thích hợp với Triệu Quốc Đống. Có vài điểm chỉ nói qua là đủ, người ở tầm như Thái Chánh Dương cũng không đến phiên Triệu Quốc Đống nói nhiều. Dù là Triệu Quốc Đống do có trí nhớ về sau nên hiểu được Trung Quốc sẽ có quan hệ thương mại mật thiết với các quốc gia Đông Nam Á cũng chỉ nên nói vài câu mà thôi. Chính trị phục vụ kinh tế, đồng thời kinh tế cũng phải phục tùng chính trị, lợi ích chiến lược có đôi khi không thể hoàn toàn dùng giá trị kinh tế mà tính toán. Khi liên quan đến chiến lược an toàn quốc gia thì lợi ích kinh tế nhiều lúc phải nhường cho lợi ích chính trị. Dù là người Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ đều xuất phát từ lợi ích của bọn họ khiến cho khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương có căng thẳng, đều muốn chiếm lợi ích của nước khác, tìm cách gây sức ép, phân hóa quan hệ giữa Trung Quốc với các nước Đông Nam Á, cổ động bọn họ đối đầu với Trung Quốc, qua đó ngăn cản sự phát triển lên nữa của Trung Quốc. Đó là việc không thể tránh khỏi, mặc dù các nước Đông Nam Á không phải nước nào cũng làm theo nhưng cũng khó tránh khỏi có chính khách ở các nước này gây sóng gió nào đó. Nếu có thể dự định trước, tăng cường quan hệ giữa Trung Quốc và các nước Đông Nam Á một cách thân thiện, tích cực phát triển để Trung Quốc không gây xung đột đến lợi ích các quốc gia Đông Nam Á, tăng sự tin cậy lẫn nhau thì sẽ rất tốt. Mà đây chính là cơ hội cho Điền Nam. Quyển 14, chương 116. Ăn tối vốn Thái Chánh Dương có lịch trình riêng nhưng vẫn gọi Triệu Quốc Đống đi theo. Người được Thái Chánh Dương mời riêng đương nhiên là có thân phận, đó là một vị ủy viên đảng ủy ban tổ chức cán bộ trung ương. Mặc dù đây không phải người Điền Nam nhưng do sức khỏe bà mẹ nên thích tới Điền Nam ở. Vì thế hàng năm vị ủy viên này đều tới Điền Nam ăn Tết. Mặc dù y đến với tư cách cá nhân nhưng Thái Chánh Dương theo lễ phép vẫn mời tiệc. Vị ủy viên kia cũng nhận yêu cầu, qua đó đủ thấy quan hệ của hai người không kém. Chẳng qua bữa ăn này lại làm Triệu Quốc Đống không yên. Hắn gọi cho Lam Đại thì lại do Kiều San nghe. Điều này làm Triệu Quốc Đống có chút kinh ngạc nhìn lại thì thấy mình không gọi nhầm số mà. Kiều San chỉ nói ngẫu nhiên gặp Lam Đại nhưng nó càng làm Triệu Quốc Đống thêm lo. Có Kiều San, nhất định là có Cổ Tiểu Âu. Hơn nữa Triệu Quốc Đống có thể khẳng định mấy người Cổ Tiểu Âu phát hiện mình và Lam Đại cùng tới Điền Nam, không chừng là thấy ở khách sạn Thúy Hồ. Mặc dù hắn không làm gì mờ ám nhưng rơi vào mắt Cổ Tiểu Âu biết đâu sạch cũng hóa bẩn. Nhưng hắn nghe giọng Kiều San khá nhẹ nhàng nên chắc không có chuyện gì xảy ra. Nhưng bên này hắn không thể đi được, có cơ hội cùng ăn với ủy viên của ban tổ chức cán bộ trung ương là điều mà không ai muốn cũng được. Thái Chánh Dương tự mình tiếp còn gọi cả Triệu Quốc Đống theo, bữa ăn này chỉ có ba người nên không khí nó khác. Vị ủy viên kia đương nhiên cũng biết Triệu Quốc Đống. Địa vị ở Ninh Lăng mặc dù không đủ để ủy viên đảng ủy ban tổ chức cán bộ trung ương chú ý nhưng năm ngoái Triệu Quốc Đống lợi dụng đủ loại tài nguyên biến Ninh Lăng thành nơi phát triển nhanh nhất cả nước. Mặc dù tổng GDP kém xa so với các thành phố khu vực Duyên Hải nhưng dù sao cũng đứng đầu về tốc độ tăng trưởng cũng khiến cho ban tổ chức cán bộ trung ương chú ý đến bí thư thị ủy Ninh Lăng. Khi tỉnh ủy tỉnh An Nguyên trình báo danh sách cán bộ lên ban tổ chức cán bộ trung ương, Triệu Quốc Đống cũng được liệt vào trong đó. Mà Triệu Quốc Đống xuất hiện trong bữa ăn này cũng đã nói rõ vài việc. Vị ủy viên kia biết Thái Chánh Dương xuất thân từ tỉnh An Nguyên nên cũng đoán ra hai người có quan hệ không kém. Có lợi có hại, Triệu Quốc Đống biết bây giờ mình còn chưa có tư cách lựa chọn gì cả. Dù là rơi vào mắt ai cũng không có biện pháp, trên đời này không có gì là hoàn hảo cả, mà vị ủy viên này có thể ngồi nói chuyện vui vẻ với Thái Chánh Dương, đương nhiên là có quan hệ khá tốt với Thái Chánh Dương. Đến khi Triệu Quốc Đống về khách sạn thì đã có men say. Đối mặt vị ủy viên kia và Thái Chánh Dương, Triệu Quốc Đống chỉ có thể ngoan ngoãn mang theo cái đuôi mà tiếp. Rượu trắng, rượu vang dù là vị nào dơ chén lên, Triệu Quốc Đống cũng phải cạn sạch. Uống cả rượu trắng, rượu vang làm cho Triệu Quốc Đống có giỏi uống cũng thấy choáng váng đôi chút. Nhìn Thái Chánh Dương cùng vị ủy viên kia hết bữa mà mặt chỉ hơi đỏ lên còn đâu vẫn nói cười vui vẻ, không có gì khác lạ. Tuy nói Triệu Quốc Đống uống nhiều hơn bọn họ một chút nhưng hai người kia cũng uống không ít, đúng là gừng càng già càng cay. Xe đưa Triệu Quốc Đống về khách sạn, hắn vẫn có thể ổn định, còn vẫy tay chào vị thư ký của Thái Chánh Dương đưa hắn về. Đối phương cũng nghĩ Triệu Quốc Đống không có gì nên chỉ đưa Triệu Quốc Đống tới sảnh là đi. Triệu Quốc Đống vừa vào sảnh liền thấy mình hôm nay chắc phải nằm gục xuống. Đã nhiều năm hắn chưa từng xuất hiện cảm giác này, hầu hết hắn đều ứng phó tốt. Chỉ có số ít hắn thấy hơi mệt mà thôi nhưng không ảnh hưởng đến hành động bình thường, nhiều lắm là đặc biệt hưng phấn mà thôi.
Phòng Triệu Quốc Đống ở tầng 9, đây là phòng khá đắt nhưng điều kiện tốt. Khi ra ngoài Triệu Quốc Đống cũng muốn mình tận hưởng một chút. Về đến phòng, hắn thấy đầu óc xoay chuyển rất nhanh. Uống lẫn lộn rượu không phải ai cũng chịu được. Hắn thấy mình không nôn ra thì tối nay sẽ không yên, không bằng nôn ra là đêm có thể ngủ ngon. Vì thế hắn vào nhà vệ sinh nôn hết. Triệu Quốc Đống cảm thấy trong phòng có người nhưng lúc này hắn không muốn mở mắt, đau đầu khiến hắn không chịu được. Nhưng âm thanh kia là giọng nữa khá quen, nói gì đó nhưng hắn không nghe ra. Có người cởi giày, cởi tất, nâng hắn lên cởi áo ngoài cho hắn. Triệu Quốc Đống mơ màng chẳng qua hắn có thể biết là mấy người Cổ Tiểu Âu. Mấy cô Cổ Tiểu Âu không ngờ Triệu Quốc Đống về với tình trạng như thế này. Gọi điện thoại di động hắn nói gì đó rất hàm hồ làm các cô biết hắn đã say, vậy mà say đến như thế nào. Các cô còn tưởng Triệu Quốc Đống giả vờ say nhưng thực tế lại không phải như vậy. Khi các cô vất vả gọi nhân viên trực ban mở cửa phòng Triệu Quốc Đống ra thì mới phát hiện hắn đang nằm trên ghế ngủ. Mấy cô vội vàng đỡ Triệu Quốc Đống lên giường, Triệu Quốc Đống không ngại gì nên thay đồ cho hắn. Lần này Triệu Quốc Đống đến Điền Nam chỉ mặc chiếc quần jean nên vừa cởi ra khiến hai người Kiều San đỏ mặt, vội vàng nhắm mắt nhìn sang bên. Mặc dù ở hồ bơi nhìn quen nhưng lúc ở phòng ngủ lại khác. Nhìn đi, sao lại thế này chứ? Cổ Tiểu Âu thở hổn hển nói. Ai biết, không chừng là do cố ý uống rượu. Kiều San cười hì hì nói. Ba cô ngồi trên ghế, Đồng Úc xoay xoay quả bóng ra trong tay không muốn lên tiếng. Hừ, có thể trốn được sao? Cổ Tiểu Âu có chút tức giận trừng mắt nhìn Triệu Quốc Đống. Tôi thấy Quốc Đống ca không phải người như vậy, là bà và San San nghĩ quá phức tạp thôi. Liễu Đạo Nguyên có thể có tình cảm với Quốc Đống ca, nhưng tôi thấy Quốc Đống ca không có ý đó. Nhìn Liễu Đạo Nguyên và Quốc Đống ở hai tầng khác nhau là biết mà. Đồng Úc không nhìn được nói xen vào.